Chuyện trước đây của Thanh Bình thì hắn cũng rõ. Theo Triệu Quốc Đống thấy đây không phải lỗi của nông dân mà là do sai lầm của đảng ủy, chính quyền Thanh Bình. Khi mọi người cùng dồn vào trồng thì các anh làm gì? Các anh đã phân tích thị trường chưa, có đưa ra kết quả phán đoán và cảnh báo cho hộ nông dân chưa? Còn có nếu anh có tính tới nếu thị trường không tiêu thụ được thì có cách nào để đền bù và giảm thiểu nguy hiểm không? Điều kiện tự nhiên ở Thanh Bình không hề thua kém huyện Hoa Lâm, việc trồng trọt trên quy mô lớn thậm chí còn trội hơn Hoa Lâm. Nhưng không có một công ty sơ chế, không có công ty vận chuyển lạnh. Theo hắn biết cũng không có hộ lớn và người đại diện tiêu thụ hoa quả. Đây có lẽ là do dân chúng địa phương thiếu ánh mắt, nhưng huyện ủy, ủy ban Thanh Bình không có trách nhiệm sao? Thị trưởng Triệu, chúng tôi sao lại bỏ đó không làm gì? Ủy ban huyện cũng tổ chức hội nghị, bên nông nghiệp cũng đã gửi nhiều văn bản, hơn nữa cũng đã đến các xã, thị trấn vận động. Nhưng sự cảnh giác của dân chúng quá lớn, không muốn đầu tư vào thì chúng tôi có thể làm gì? Lam Hữu Phương cũng có chút tức giận mà phản đối. Ngài không thể vì quận, huyện khác có hiệu quả, Thanh Bình không có hiệu quả mà cho rằng chúng tôi không triển khai công việc, đây là không công bằng. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, đây là lần đầu hắn nghe một vị lãnh đạo huyện dám chống đối mình. Hắn tới Hoài Khánh một năm và có tiếng xấu nên bí thư, chủ tịch quận, huyện có tư cách nhiều một chút cũng không dám làm càn. Nhưng vị Lam Hữu Phương này khá cứng rắn. Lam Hữu Phương nói như vậy làm mấy người trên thị xã đi cùng đều lạnh trong lòng. Bọn họ ở lâu trên thị xã nên hiểu rõ về tính cách thị trưởng Triệu hơn lãnh đạo quận, huyện. Lam Hữu Phương công khai chống đối như vậy không phải tìm chỗ chết sao? Lão Lam, tôi chỉ nhìn kết quả. Huyện ủy, ủy ban triển khai công việc không phải anh nói mở bao hội nghị, ra bao văn bản, tôi muốn hỏi các anh về tính hiệu quả. Anh vừa nói chuyện trồng quất, quýt và nho thì tôi biết. Tại sao khi được mầu lại khiến nông dân tổn thất, huyện ủy, ủy ban đã nghiên cứu nguyên nhân chưa? Triệu Quốc Đống lúc này lại trở nên bình tĩnh. Chuyên gia của Học viện Nông nghiệp An Nguyên nói cho tôi biết Thanh Bình có điều kiện tự nhiên tốt nhất của Hoài Khánh. Vùng núi phát triển trồng hoa quả, đồng bằng trồng rau củ, đây là ưu thế trời ban. Tôi không muốn nói chuyện trước đây, nhưng đầu năm nay tôi tới kiểm tra thì đã trao đổi ý kiến với lãnh đạo cấp trên của huyện. Cảm thấy Thanh Bình có thể tập trung vào việc phát triển nhiều loại hình cây nông nghiệp và thu hút công ty chế biến nông nghiệp vào, tăng cường ý thức kinh tế thị trường cho nông dân. Nhưng bây giờ tôi không thấy Thanh Bình làm được gì. Quyển 11, chương 5. Thị trưởng Triệu, mấy vấn đề đó không phải ngày một ngày hai là làm được. Thanh Bình từng có bài học rất nghiêm khắc nên không thể không cẩn thận làm. Lam Hữu Phương không hề bị khí thế của Triệu Quốc Đống áp đảo. Đảng ủy. Ủy ban có hành động sơ suất sẽ mang tới tổn thất rất lớn cho các hộ nông dân, cũng khiến hình tượng của đảng ủy, chính quyền mất hết. Ở điểm này tôi thấy suy nghĩ của huyện ủy, ủy ban Thanh Bình chúng tôi rất tỉnh táo, thái độ cũng nhất trí. Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào mặt đối phương. Chủ tịch Lam, ý của anh là Thanh Bình đã làm tốt trong việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân. Thị trưởng Triệu, ngài không nên chụp mũ như vậy, tôi không nói thế. Tôi chỉ là nói trong việc hướng dẫn sự phát triển cho nông dân thì chúng ta cần phải thận trọng, không được manh động, càng không thể vì suy nghĩ nóng nảy, chỉ thấy tương lai tốt đẹp mà bỏ qua nguy hiểm. Lam Hữu Phương nói đầy lý lẽ. Đương nhiên huyện ủy, ủy ban Thanh Bình chúng tôi có rất nhiều việc không thể làm tốt, ví dụ như thu hút các công ty sản xuất nông nghiệp, tôi cũng phải thừa nhận ở phương diện này không làm tốt. Nếu điểm này làm tốt cũng có thể có lợi cho việc thành lập hình thức sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi thật ra hy vọng thị ủy ban, nhất là thị trưởng Triệu. Ngài phụ trách mảng thu hút đầu tư, nghe nói ngài lúc ở Ninh Lăng đã có cách làm độc đáo và hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngài có thể chỉ đạo công việc Thanh Bình chúng tôi nhiều hơn, nghĩ biện pháp giúp chúng tôi, để Thanh Bình chúng tôi có thể đột phá ở điểm này. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm đối phương. Phong cách của người này khá tương tự hắn, cực lực tranh cãi, không e ngại, đến cuối cùng còn phải kéo mình vào, nghĩ biện pháp giúp y. Đây đúng là một vị lãnh đạo đủ tư cách. Lão Lam, đầu năm nay tôi nhớ mình đã trao đổi ý kiến với huyện ủy ban Thanh Bình làm như thế nào phát triển nông nghiệp hiện đại, thực hiện chuyển biến sản xuất nông nghiệp truyền thống sang hướng hiện đại, cùng với việc phải ra ngoài học tập kinh nghiệm. Ở điểm này các huyện ngoại thành An Đô đều có đặc sắc, Lam Sơn cũng có điểm đáng tham khảo, bên ngoài tỉnh càng có nhiều điểm hơn nữa. Tôi cũng đã nói chuyện với lãnh đạo huyện ủy Thanh Bình ở điểm này phải dùng chính sách một cách linh hoạt. Bên ngân hàng nông nghiệp thì tôi có thể ra mặt nói giúp. Ở mảng phát triển sản xuất nông nghiệp thì Thanh Bình hoàn toàn có thể làm lớn, nhưng theo những gì tôi thấy thì nói thật tôi rất không hài lòng.
Triệu Quốc Đống cũng không vì Lam Hữu Phương biểu hiện không bình thường mà thay đổi thái độ của mình. Đối với việc Thanh Bình vẫn kiên trì quan điểm của mình, không làm tốt công việc, sợ khó khăn và có tư tưởng bảo thủ. Lãnh đạo phụ trách càng vì sợ thất bại như trước mà không dám buông tay triển khai công việc, ở điểm này Thanh Bình đã bỏ lỡ cơ hội và điều kiện tốt để phát triển. Đương nhiên điều này không thể hoàn toàn trách Lam Hữu Phương. Y không phải bí thư, chủ tịch huyện, cũng không phải lãnh đạo phụ trách, nhưng là phó chủ tịch thường trực thì y cũng phải có trách nhiệm nhất định. Thị trưởng Triệu, Lam Hữu Phương rất có cá tính, chẳng qua năng lực cũng rõ ràng. Người này có tính cách quật cường nên không được lãnh đạo thích. Y 36 tuổi lên làm phó chủ tịch thường trực đến bây giờ đã là 6 năm. Ha ha, 6 năm vẫn không chịu thay đổi. Quế Toàn Hữu theo Triệu Quốc Đống vào văn phòng rồi nói. Tôi không có ý kiến với bản thân Lam Hữu Phương, chính xác mà nói đó là người làm thật, mặc dù quan điểm chưa chắc đã chính xác nhưng ít nhất y dám tỏ thái độ của mình, không giống một số người vâng dạ rồi bỏ đó. Cuối cùng khi hỏi liền tìm đủ lý do đùn đẩy. Tôi đây là có ý kiến về công việc của lãnh đạo chủ yếu Thanh Bình. Triệu Quốc Đống nói thẳng, công việc trong năm qua của Thanh Bình không có gì đáng giá để nhắc tới. Đầu năm nay Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Bí Thư, Chủ tịch Thanh Bình, đề nghị Thanh Bình phải dựa vào tình hình thực tế của huyện mà trọng điểm phát triển sản xuất nông nghiệp sinh thái và hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, không nên đuổi theo mấy thứ xa vời. Nhưng huyện ủy, ủy ban Thanh Bình lại không thèm để ý đến ý kiến của hắn. Tháng 8 thị xã tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, Thanh Bình cũng tốn nhiều tâm tư để tuyên truyền quảng cáo, đồng thời cũng không ngừng tiếp xúc với khách từ ngoài đến, hy vọng có thể thu hút các công ty đến, cũng đưa ra chính sách ưu đãi nhưng không có hiệu quả mấy. Nhưng Thanh Bình là ổ của Hà Chiếu Thành, bí thư huyện ủy Thân Đức Vinh, chủ tịch Ninh Hoa Thải đều là cấp dưới trước đây của Thanh Bình. Triệu Quốc Đống lần này tới khảo sát Thanh Bình thì cả hai người Thân Đức Vinh đều ra ngoài thu hút đầu tư. Nhưng thái độ của Lam Hữu Phương thì nhất định rất nhanh truyền tới tai bọn họ và Hà Chiếu Thành. Điểm này làm Quế Toàn Hữu có chút lo lắng. Hà Chiếu Thành và Triệu Quốc Đống có quan hệ không tốt đã không là bí mật. Phương án cải cách nhà máy cơ giới thay đổi, Hà Chiếu Thành mặc dù không tỏ rõ thái độ nhưng ai cũng biết Hà Chiếu Thành tức vì việc này. Bây giờ khi Triệu Quốc Đống khảo sát công việc Thanh Bình lại phê bình huyện ủy, ủy ban Thanh Bình, hơi không chú ý sẽ khiến mâu thuẫn lớn hơn nữa. Cho nên Quế Toàn Hữu phải nhắc Triệu Quốc Đống chú ý một chút. Thị trưởng Triệu, tôi thật ra cảm thấy công việc của Thanh Bình không chênh lệch quá lớn với các huyện khác. Nói thật kinh tế các quận, huyện Hoài Khánh phát triển không thăng bằng. Ngoài Hoài Châu cùng Quy Ninh, các huyện khác nhất là Lâm Giang, Vũ Xuyên, huyện Tĩnh, Thanh Bình đều rất không lạc quan. Mà thị xã chỉ gửi văn bản đối với công tác kinh tế của quận, huyện, có thể nói ngay cả ý kiến chỉ đạo cũng không được chứng thực, công tác ở quận, huyện khá tản mạn. Quế Toàn Hữu bình tĩnh nói. Cái này hơi khác so với Ninh Lăng trước đây. Thị ủy ban Ninh Lăng có sức ảnh hưởng và khống chế quận, huyện lớn hơn Hoài Khánh nhiều, cũng có sự đốc thúc mạnh đối với kinh tế các quận, huyện. Tôi cảm thấy Hoài Khánh trọng điểm đặt ở Hoài Châu, Khánh Châu cùng với Quy Ninh, khu khai phát, còn đâu quên đi quy hoạch phát triển kinh tế của quận, huyện khác. Điều này khiến cho kinh tế các quận, huyện càng thêm chênh lệch. Sức ảnh hưởng và khống chế của thị xã đối với các quận, huyện lớn chưa chắc đã là chuyện tốt. Triệu Quốc Đống chưa nói hết câu, Quế Toàn Hữu đã lắc đầu nói. Thị trưởng Triệu, tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ngài. Sự khống chế và sức ảnh hưởng lớn hay nhỏ phải xem ở phương diện nào. Nếu là tính tích cực, tố chất cán bộ của các quận, huyện tốt thì thị xã hoàn toàn có thể thông qua chính sách mà tiến hành chỉ đạo. Nhưng nếu ngược lại thì tôi thấy thị xã phải phát huy tác dụng quyết đoán, cần đôn đốc, trách hỏi thì phải làm, cần đẩy mạnh một cách ép buộc cũng phải làm. Nếu không cứ tản mát như vậy thì Hoài Khánh không thể trở lại. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, hắn biết ý trong lời nói của Quế Toàn Hữu. Quế Toàn Hữu đến Hoài Khánh đã gần nửa năm, đã theo hắn đến không ít quận, huyện và ngành trên thị xã, cũng hiểu rõ về tình hình phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Hoài Khánh dù từ trụ cột sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp đều không kém. Mảng giáo dục, xây dựng thành thị, phương tiện trụ cột đều hơn xa so với Ninh Lăng. Nhưng Hoài Khánh thiếu một điểm rất quan trọng để phát triển nhanh đó là cán bộ thiếu chí tiến thủ, cán bộ lãnh đạo Hoài Khánh làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy bọn họ luôn có cảm giác ưu việt và tự thỏa mãn. Triệu Quốc Đống coi đó là sự trói buộc không làm cho Hoài Khánh phát triển được, nó còn là trở ngại cho sự phát triển của Hoài Khánh. Nếu không phá vỡ tâm tính này, không làm cho cán bộ tỉnh ra thì Hoài Khánh muốn quật khởi trở lại là không thể. Dù là Vũ Xuyên, Lâm Giang hay là Khánh Châu, khu khai phát,
Triệu Quốc Đống đều thấy rõ cảm giác tự thỏa mãn của cán bộ. Vì thế Triệu Quốc Đống đã trong nhiều trường hợp phải lên tiếng phê bình. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì lãnh đạo thị xã cũng ít nhiều có tâm trạng này. Hoài Khánh nếu muốn phát triển kinh tế nhanh thì chỉ dựa vào thu hút một hai hạng mục là không thể. Không tạo được cơ chế thưởng phạt rõ ràng thì tư tưởng của cán bộ, lãnh đạo Hoài Khánh sẽ không thể thay đổi về chất. Mà nếu không làm được như vậy thì mục tiêu mà thị ủy, ủy ban đặt ra chính là ngôi nhà không có móng. Nghe xong Triệu Quốc Đống báo cáo về cuộc khảo sát trong hơn nửa tháng qua, Trần Anh Lộc sa sầm mặt lại. Mà Triệu Quốc Đống cũng rất thẳng thắn đưa ra quan điểm và cái nhìn của mình. Trên thực tế Trần Anh Lộc cũng sớm cảm nhận được tâm tính này của cán bộ Hoài Khánh là rất phổ biến. Bây giờ Triệu Quốc Đống dùng hơn 2 tiếng nói về tình hình khảo sát và cái nhìn của mình cũng khiến Trần Anh Lộc kiên định với ý kiến đang nghĩ. Quyển 11, chương 6. Quốc Đống, cậu nói suy nghĩ của mình xem. Trần Anh Lộc châm thuốc hút. Trước khi Triệu Quốc Đống đi khảo sát về tình hình quy hoạch phát triển kinh tế các quận, huyện, Trần Anh Lộc đã dặn Triệu Quốc Đống, muốn Triệu Quốc Đống dẫn theo nhân viên của ngành kinh tế xâm nhập tìm hiểu xem trở ngại cho sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh là gì, nhất là tìm được vấn đề chung trong đó. Mà Triệu Quốc Đống đã xác định được vấn đề chung đó là sự tự thỏa mãn của cán bộ, lãnh đạo. Tâm trạng này khiến cho có con người không có tính hưởng thụ và thấy đủ. Bí thư Trần, muốn thay đổi tâm lý thích an nhàn này thì sợ rằng chỉ tổ chức mấy hội nghị, đưa mấy văn bản trách phạt là không đủ. Triệu Quốc Đống nói, phải để người giỏi lên, người chịu khổ được ăn ngon, phải cổ vũ và bảo vệ người có chí tiến thủ, phải để những người xuất sắc tiến lên vị trí càng cao và quan trọng hơn, phá vỡ hình thức lấy kinh nghiệm để phân công công việc, phân công B. Chỉ như vậy mới có thể chính thức thành lập một không khí khích lệ cán bộ vùi đầu làm tốt công việc, thành lập một hệ thống ước định cán bộ, hơn nữa còn phải thực hiện một cách chính xác. Mỗi lần nói chuyện với Triệu Quốc Đống, Trần Anh Lộc đều cảm thấy quan điểm của Triệu Quốc Đống rất đáng sợ. Cũng khó trách, nếu không Triệu Quốc Đống dựa vào gì mà 28 tuổi đã thành thường vụ thị ủy Ninh Lăng, 29 tuổi đã thành phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh. Dù Triệu Quốc Đống có lai lịch lớn nhưng nếu không có năng lực thực sự thì không thể đi nhanh như vậy. Trần Anh Lộc mới đầu chỉ cảm thấy tác phong làm việc và con đường làm kinh tế của Triệu Quốc Đống khá tốt. Nhưng theo thời gian, y cảm thấy năng lực công tác và trí tuệ chính trị của Triệu Quốc Đống vượt xa so với người ngoài vẫn nghĩ. Một năm qua Triệu Quốc Đống đã tạo dựng được uy tín khá lớn ở cơ quan thị xã. Đây một phần do mọi người cảm thấy chỗ dựa thần bí của Triệu Quốc Đống gây ra, nhưng ở theo Trần Anh Lộc thấy nguyên nhân chính là thành tích đột xuất của Triệu Quốc Đống trong công tác thu hồi nợ và cải cách nhà máy cơ giới. Tập đoàn Gia Hoa đã chính thức bị điều tra, nguyên nhân là do vụ án buôn lậu kia đã dính dáng tới tập đoàn Gia Hoa. Tập đoàn Gia Hoa bị nghi ngờ buôn lậu ô tô, vị phó tổng giám đốc đến Hoài Khánh đàm phán mua nhà máy cơ giới đã bị viện kiểm sát bắt. Tin này làm cho Hoài Khánh đổ mồ hôi. Những người tán thành tập đoàn Gia Hoa mua lại nhà máy cơ giới đều thầm kêu may mắn. Nếu không phải Triệu Quốc Đống mạnh mẽ ngăn cản, kiên quyết không thỏa hiệp mà để tập đoàn Gia Hoa vào mua nhà máy cơ giới thì không chừng chỉ trong 2-3 tháng nhà máy cơ giới sẽ biến thành một cái xác không. Nếu như vậy thì thị ủy, ủy ban Hoài Khánh sẽ là tội nhân muôn đời. Chịu khổ ăn ngon, giỏi thì lên. Trần Anh Lộc lặng lẽ suy nghĩ quan điểm này của Triệu Quốc Đống. Người cả ngày ngồi uống trà, đọc báo, nếu không sẽ lên xe chạy xuống xã, thị trấn xem một vòng, chỉ trỏ tay chân, hiện tượng này không thiếu ở Hoài Khánh. Hơn nữa còn có thị trường rất rộng. Chưa hết giờ đã gọi bạn bè đi uống rượu, có người thậm chí trong giờ đi làm còn đóng cửa, mấy người hẹn nhau lặng lẽ rời đi và sang bên quán ngồi. Ủy ban kỷ luật đã nhận được phản ánh vấn đề này. Trong hội nghị chỉnh đốn tác phong làm việc của thị xã, chủ trì hội nghị là Phó Bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong. Đàm Lập Phong đầu tiên tuyên bố bổ nhiệm Đặng Nhược Hiền làm Thường vụ Thị ủy Hoài Khánh. Sau đó Thường vụ Thị ủy chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Ân Cảnh Tùng báo cáo về hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ toàn thị xã trong 3 tháng, sau đó Phó Bí thư Thị ủy Thị trưởng Hà Chiếu Thành và Bí thư Thị ủy Trần Anh Lộc phát biểu. Không hạ quyết tâm là không được, đây là quan điểm chung của Triệu Quốc Đống và Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành cũng đồng ý với quan điểm này. Hơn nữa Đàm Lập Phong và Ân Cảnh Tùng đều cùng cảm thấy tính tàn mát của cán bộ Hoài Khánh là rất nghiêm trọng, rất cần thiết chỉnh đốn. Ở vấn đề này thị ủy nhất trí cao độ chưa từng có. Chẳng qua Trần Anh Lộc cũng yêu cầu Ân Cảnh Tùng, ủy ban kỷ luật phải ngăn tuyệt đối bệnh hình thức trong hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc này, thực hiện báo cáo hàng tuần. Hơn nữa ủy ban kỷ luật thị ủy phải căn cứ vào công tác thực tế của ủy ban kỷ luật các quận, huyện tiến hành giám sát công tác của các quận,
huyện, cũng cần phê bình những người chỉ muốn làm cho qua. Triệu Quốc Đống đang ngủ thì nhận được điện. Buổi chiều Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trần Thị đến Thanh Bình khảo sát trồng cam quất. Đây là do Triệu Quốc Đống mời Tập đoàn Trần Thị tới, hơn nữa còn mời một vị Phó Giám đốc của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp tỉnh đi cùng. Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Trần Thị là Trần Tượng Sơn. Thông qua hợp tác ở Hoa Lâm, Trần Tượng Sơn đã tạo được quan hệ cá nhân tốt đẹp với Triệu Quốc Đống. Khi Triệu Quốc Đống điều từ Hoa Lâm lên Tây Giang, hai chú cháu Trần Tượng Sơn cũng bày tiệc tiễn Triệu Quốc Đống, hơn nữa bọn họ chỉ cần lên Ninh Lăng là đến chỗ Triệu Quốc Đống chơi. Bây giờ quy mô của tập đoàn ở Hoa Lâm đã mở rộng gấp đôi, còn mở rộng sang huyện Bồng Sơn Tân Châu. Điều này làm Nhật báo Tân Châu bình luận Hoa Lâm xâm chiếm Bồng Sơn, Bồng Sơn là người làm thuê cho Hoa Lâm. Sản phẩm của tập đoàn Trần Thị xuất khẩu chính sang Đông Nam Á cùng Hong Kong. Nhưng do Triệu Quốc Đống không ngừng nhắc nhở khiến tập đoàn Trần Thị cũng tích cực khai thác thị trường Âu Mỹ và Trung Đông. Mặc dù khủng hoảng kinh tế châu Á khiến tập đoàn Trần Thị bị thương nặng nhưng bởi vì trước đó đã mở được thị trường Âu Mỹ nên cũng may mắn hơn nhiều so với người cùng ngành. Bởi vì như vậy nên Trần Tượng Sơn rất cảm ơn Triệu Quốc Đống. Lần này Triệu Quốc Đống mời tới Hoài Khánh khảo sát, mặc dù tập đoàn Trần Thị đang trong giai đoạn hồi phục, không có ý định xây dựng thêm nhà máy nhưng y vẫn nhận lời ngay. Đương nhiên đến khảo sát không có nghĩa lập tức đầu tư xây dựng nhà máy. Mấy câu đơn giản làm Triệu Quốc Đống mất hết cơn buồn ngủ. Công ty hóa chất kim loại đặc biệt huyện Cổ Lâu nổ, có 3 người gặp nạn, 5 người mất tích. Điện thoại do phòng trực ban ủy ban thị xã gọi tới. Tuần này do Triệu Quốc Đống trực ban, vì thế phòng trực ban báo cáo với hắn đầu tiên. Đã báo cáo với Bí thư Trần cùng thị trưởng Hà chưa? Bí thư Trần còn đang họp trên tỉnh, Bí thư bảo tôi báo với ngài và thị trưởng Hà. Thị trưởng Hà ở Thanh Bình chưa về, mời ngài đến xử lý trước. Cán bộ trực ban có chút khẩn trương nói. Ừ, tôi biết rồi, lãnh đạo huyện Cổ Lâu đã đến hiện trường chưa? Triệu Quốc Đống mặc quần áo, mở cửa đi ra. Chủ tịch Cao huyện Cổ Lâu đã đến hiện trường, đang tổ chức chữa cháy, lực lượng công an đang toàn lực cứu viện, số điện thoại là. Công ty hóa chất kim loại đặc biệt là công ty trụ cột của huyện Cổ Lâu. Đây là một công ty nộp thuế rất lớn cho huyện Cổ Lâu. Triệu Quốc Đống thầm chửi một câu rồi lắc đầu gọi điện cho lái xe. Huyện Cổ Lâu cách nội thành Hoài Khánh 42 km, đường đi khá tốt nên Triệu Quốc Đống chỉ mất 40 là tới được hiện trường. Mùi hóa chất gay mũi làm người ta không thể hít thở. Triệu Quốc Đống trực tiếp đi vào trong, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, hai xe cấp cứu dừng ở ven đường. Mấy bác sĩ, y tá mặc áo trắng có lẽ cảm thấy hóa chất gây hại cho sức khỏe nên đều đứng bên ngoài quan sát. Hiện trường rất hỗn loạn. Xe phòng cháy của huyện đang cố dập lửa, xe cứu hỏa của Cục Công an thị xã cũng đã đến ngay sau khi Triệu Quốc Đống tới. Lão Đỗ, tình hình thế nào rồi? Triệu Quốc Đống lấy khẩu trang đeo lên mũi dù không biết nó có tác dụng hay không. Bí thư huyện ủy Đỗ Đạo Hữu mặt xanh mét nói. Tình hình không tốt, bây giờ có 4 người chết, 3 người bị thương nặng, 3 người mất tích, khả năng còn sống sót là rất nhỏ. Chủ yếu do bồn hóa chất nổ gây ra sự cố. Bây giờ ngọn lửa về cơ bản đã được khống chế. Vì đề phòng nổ và ô nhiễm diễn ra tiếp nên tôi yêu cầu các hộ dân xung quanh 500 mét sơ tán. Ừ, tâm trạng của dân chúng xung quanh và nhân viên công ty thế nào? Triệu Quốc Đống nhìn quanh nói. Khâu Trạch Danh và Cao Thượng Lâm đâu? Chủ tịch Cao còn ở đằng trước, lão Khâu lập tức sẽ tới. Quyển 11, chương 7. Triệu Quốc Đống nói. Công an và chữa cháy đã tới. Bên bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn lao động đã tới chưa? Đỗ Đạo Hữu thấy Triệu Quốc Đống không hỏi tới Khâu Trạch Danh liền khẽ thở dài một tiếng. Y nói, các ngành chức năng của huyện đã tới. Trưởng phòng Chu và trưởng phòng Lưu đã gọi điện với Lão Cao, bọn họ đang trên đường tới. Ừ, Khâu Trạch Danh sao bây giờ còn chưa tới? Trong huyện còn có lãnh đạo nào? Triệu Quốc Đống quay lại câu hỏi vừa rồi. Lão Đỗ! Lão Cao nếu ở trước chỉ huy cứu viện thì để y phụ trách toàn quyền việc này. Cục trưởng Lý Cục Công an cũng đã tới, y ở phía sau tôi. Bên này giao cho Lão Lý và Lão Cao phụ trách, tình hình nhân viên nhà máy và dân chúng xung quanh thế nào rồi? Nhân viên nhà máy khá ổn định, nhưng dân chúng xung quanh có không ít người kêu mình hít phải khí độc, bây giờ thấy rất khó chịu nhưng không có phản ứng cụ thể cho nên. Khâu Trạch Danh chưa nói xong Triệu Quốc Đống đã cắt ngang. Bây giờ còn so đo mấy việc đó ư, lập tức thông báo bệnh viện huyện yêu cầu tất cả bác sĩ vào vị trí, quần chúng thấy không khỏe có thể đến bệnh viện khám,
Hơn nữa phải tổ chức nhân viên ủy ban huyện kiên nhẫn giải thích, đảm bảo tính mạng và sức khỏe của quần chúng. Tôi lập tức bố trí chủ tịch Đinh đi phụ trách việc này. Đỗ Đạo Hữu gật đầu nói. Quần chúng xung quanh yêu cầu bọn họ rời ra khỏi đây ít nhất 1 km, để phòng có chuyện xảy ra. Triệu Quốc Đống thấy Đỗ Đạo Hữu lập tức đi bố trí nên yên tâm đôi chút. Vụ nổ hóa chất mang tới mùi rất khó ngửi, nhưng bây giờ thoạt nhìn số bồn hóa chất nổ không lớn. Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành đến 2 giờ 30 và 3 giờ sáng thì tới. Vụ cháy đã được dập tắt, lúc này chỉ còn khói bụi và mùi hóa chất khó ngửi. Nhân viên chữa cháy đang dùng nước vẩy ra khắp nơi. Quốc Đống, tình hình thế nào rồi? Hà Chiếu Thành đến nơi mặt mày cũng tái mét lại. Xảy ra chuyện lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đối với y, một thị trường. 4 người chết, còn có 2 người rất nguy hiểm, phải xem tình hình cấp cứu. Ngọn lửa đã được dập tắt, bên phòng cháy đang xử lý nốt. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Bí thư Trần cũng ở bên trong, mời ngài vào. Hà Chiếu Thành gật đầu. Trần Anh Lộc thấy Hà Chiếu Thành và Triệu Quốc Đống đi vào nhưng mặt mũi cũng không dễ nhìn. Đỗ Đạo Hữu lúc này đang cúi đầu rất thấp dưới ánh mắt đầy tức giận của bí thư thị ủy. Khâu Trạch Danh đến bây giờ sao không tới, gọi điện thoại di động thì tắt máy, gọi về nhà không ai nghe, ngay cả điện thoại của lái xe cũng không nghe. Đỗ Đạo Hữu, chủ tịch Cổ Lâu nếu mất tích thì anh thấy sao? Trần Anh Lộc nói với giọng châm chọc làm Đỗ Đạo Hữu càng cúi đầu thấp hơn. Bí thư Trần, chiều nay lão Khâu vẫn còn ở đây, tôi đoán là điện thoại di động hết điện nên tự tắt. Ôi! Đỗ Đạo Hữu, tài chính Cổ Lâu chẳng lẽ nghèo như vậy sao? Ngay cả mua thêm một cục pin cũng không mua được sao? Tuần này do Khâu Trạch Danh trực ban, chẳng lẽ nói lãnh đạo trực ban có thể tắt máy mà ngủ sao? Trần Anh Lộc nói mặc dù không sắc bén nhưng lại làm Đỗ Đạo Hữu run lên. Đỗ Đạo Hữu hiểu đôi chút về tính cách của Bí Thư Trần. Nếu như Bí Thư Trần mà mắng ai thì còn có cửa sống, nhưng nếu nói với giọng châm biếm như vậy thì anh coi như xong đời rồi. Trần Anh Lộc thở dài một tiếng, truyền thông tỉnh đã tới làm phỏng vấn nhưng chủ tịch huyện Cổ Lâu Khâu Trạch Danh lại không thấy đâu. Chuyện khác có thể nhịn, nhưng chuyện này sao có thể nhịn. Ân Cảnh Tùng đến nơi thì Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành và Triệu Quốc Đống về cơ bản đã có ý kiến thống nhất, đó chính là bây giờ khi toàn thị xã đang chỉnh đốn tác phong làm việc mà Khâu Trạch Danh làm chủ tịch huyện lại không làm tròn nhiệm vụ, như vậy không thể tiếp tục làm chủ tịch huyện. Nhưng cân nhắc tới tình hình đặc biệt nếu như để chuyện lộ ra sẽ ảnh hưởng xấu tới hình tượng của Hoài Khánh, cho nên 3 người đồng ý để Khâu Trạch Danh chủ động xin từ chức do nhà máy hóa chất kim loại nổ mạnh. Chẳng qua vị phó chủ tịch phụ trách mảng này nhất định sẽ bị cách chức. Mặc dù chuyện chưa điều tra rõ nguyên nhân nhưng căn cứ theo hiện trường mà phân tích thì có lẽ do cách sử dụng không đúng nên gây nổ bồn hóa chất dẫn tới chết người và tổn thất về tài sản. Trên thực tế việc này không có quan hệ quá lớn với lãnh đạo chủ yếu của Cổ Lâu. Trần Anh Lộc cũng có chút khó xử. Lữ Thu Thần tìm tới y, hy vọng khi xử lý chuyện của Khâu Trạch Danh thả lỏng đôi chút. Trần Anh Lộc rất tức giận và mắng cho Lữ Thu Thần một trận. Trần Anh Lộc biết Khâu Trạch Danh nhất định không thích hợp làm chủ tịch huyện Cổ Lâu nữa, nhưng sau khi Khâu Trạch Danh từ chức sẽ điều tới vị trí nào là đáng phải suy nghĩ. Triệu Quốc Đống và Hà Chiếu Thành có vẻ đều rất khó chịu với biểu hiện của Khâu Trạch Danh. Lúc ấy khi 3 người bàn thì 2 người Hà Chiếu Thành và Trần Anh Lộc chủ trương cách chức. Sau đó cân nhắc đến cách chức chủ tịch huyện thì phó chủ tịch phụ trách cũng sẽ bị cách chức. Làm Khâu Trạch Danh tự viết đơn từ chức là biện pháp tốt nhất, mà phó chủ tịch phụ trách Cao Thượng Lâm đã bị đình chỉ công tác. Vấn đề của nhà máy kia là rất nhiều, không chú ý an toàn lao động, quản lý hình thức, đủ loại nguyên nhân khiến nhà máy thành một quả bom. Mà phòng giám sát an toàn lao động Cổ Lâu trước đó khi kiểm tra nhà máy cũng phát hiện ra vấn đề này và ra văn bản yêu cầu sửa chữa. Nhưng phòng không dám sát sao khiến nhà máy bị nổ. Vị trưởng phòng và phó trưởng phòng phụ trách của phòng này cũng bị cách chức. Chuyện bây giờ chính là bố trí Khâu Trạch Danh vào đâu. Nếu theo suy nghĩ của Trần Anh Lộc thì nhất định sẽ vứt Khâu Trạch Danh vào một ngành nào đó trên thị xã làm chức phó cũng là đối tốt. Nhưng Lữ Thu Thần tìm tới mình nhất định không đơn giản là chức phó của ngành nào đó. Chính vì như vậy mới làm Trần Anh Lộc cảm thấy có chút khó xử. Cục trưởng Cục Văn hóa hay là Cục trưởng Cục Lâm nghiệp? Hà Chiếu Thành và Triệu Quốc Đống sẽ nghĩ như thế nào? Bên Hà Chiếu Thành thì Trần Anh Lộc không quá quan tâm nhưng Triệu Quốc Đống thấy như thế nào thì y phải suy nghĩ. Cũng giống như Lữ Thu Thần, Trần Anh Lộc coi Triệu Quốc Đống là cánh tay quan trọng nhất giúp mình trong công việc. Nhất là công việc bên chính quyền không thể không có Triệu Quốc Đống. Nếu để Triệu Quốc Đống cho rằng mình xử lý người không nhất quán hoặc có ý đồ gì thì sẽ không hay.
có lẽ cần trao đổi với Triệu Quốc Đống, nhưng không phải do mình ra mặt. Triệu Quốc Đống nhận được lời mời của Lữ Thu Thần thì có chút giật mình. Hắn biết Lữ Thu Thần là thân tín của Trần Anh Lộc. Quan hệ giữa hắn và Trần Anh Lộc cũng khá tốt, nói ra hai người trên cùng con thuyền. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không thích quan hệ với Lữ Thu Thần. Không phải Triệu Quốc Đống thích ra vẻ ta đây hoặc khinh thường quan hệ với ai, mà là Triệu Quốc Đống cảm thấy Lữ Thu Thần quá độc, cả Hoài Khánh chỉ nghe mỗi Trần Anh Lộc, những người khác dù là Đàm Lập Phong hay Hà Chiếu Thành thì Lữ Thu Thần đều không nể mặt. Chẳng qua mỗi người này rất thính, hơn nữa rất biết lĩnh hội tâm tư của Trần Anh Lộc. Ở rất nhiều chuyện Trần Anh Lộc chỉ hơi ám chỉ là xử lý tốt. Hơn nữa người này cũng có thủ đoạn. Triệu Quốc Đống và Lữ Thu Thần vẫn luôn duy trì khoảng cách với nhau, hơn nữa còn có vị trưởng ban thư ký thị ủy Tiêu Triều đứng giữa khiến ba người được gọi là tam giác ở Hoài Khánh. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phải thừa nhận Trần Anh Lộc giỏi trong nghệ thuật khống chế. Quyển 11, chương 8. Trưởng ban Lữ, tôi mời anh một chén. Tôi tới Hoài Khánh một năm mà chưa được ngồi riêng với trưởng ban Lữ lần nào. Bây giờ được trưởng ban Lữ mời làm tôi rất cảm kích. Triệu Quốc Đống giơ chén lên nói. Lữ Thu Thần xuất thân là giáo viên khoa Trung Văn, trước đây làm ở trường Nhất Trung Hoài Khánh, sau đó điều tới ban tuyên giáo thị ủy, cuối cùng từng bước lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy. Thị trưởng Triệu khách khí rồi. Anh đến Hoài Khánh gặp nhiều chuyện khó giải quyết như vậy, tôi thấy anh từ đầu năm đến giờ chưa lúc nào được an nhàn. Bắt đầu từ việc thu hồi nợ, việc khó giải quyết này cũng được anh làm tốt. Tôi thấy bí thư Trần cùng thị trưởng Hà cũng nên cho anh được nghỉ ngơi một chút. Lữ Thu Thần người cao, hai má hơi lõm, mắt sắc bén. Ấn tượng đầu tiên khi đánh giá Lữ Thu Thần chính là tính cách kiên định, một khi quyết định việc gì là rất khó thay đổi. Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ xem tại sao Lữ Thu Thần lại mời mình ăn cơm. Hắn vốn nghĩ ban tổ chức cán bộ có phải là có việc gì hoặc thủ tục gì cần ủy ban ủng hộ, nhưng hắn nghĩ với tính cách của Lữ Thu Thần sẽ không cần làm như vậy. Giao cho một phó trưởng ban sang nói chuyện với ủy ban là được. Trưởng ban Lữ, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng lãnh đạo lại suy nghĩ cho sức khỏe của tôi, muốn tôi quý trọng cơ thể, không nên chinh phạt mãi, cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho nên để tôi ở lại Hoài Khánh tiếp tục làm việc. Triệu Quốc Đống cười nói. Lữ Thu Thần nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy không khỏi nở nghiên cứu, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Triệu Quốc Đống này là người trẻ tuổi có tính cách sảng khoái, cũng không vòng vo như mình nghĩ. Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài, còn phải xem tiếp. Đề tài của hai người rất nhanh chuyển về việc của Hoài Khánh. Công tác chỉnh đốn tác phong làm việc đang diễn ra gấp rút. Do mấy lãnh đạo chủ yếu của thị ủy đốc thúc, các quận, huyện rốt cuộc đã khởi động. Trần Anh Lộc đã phê bình ban tuyên giáo, phê bình bọn họ không dám lộ ra vấn đề tác phong làm việc của quận, huyện với truyền thông. Y cũng yêu cầu ủy ban kỷ luật cùng ban tuyên giáo phải ngầm điều tra các quận, huyện. Phát hiện bất cứ tình hình gì đều phải đưa ra ánh sáng. Đương nhiên lời này tuy như vậy nhưng cũng đủ để chứng minh quyết tâm của thị ủy, ủy ban trong công tác lần này. Mấy chén rượu vào bụng, hai người nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Lữ Thu Thần biết Triệu Quốc Đống nhất định đang khó hiểu sao mình lại mời hắn tới. Y đang tìm cơ hội thích hợp để nói ra mục đích của mình. Nói thật y bây giờ cảm thấy Trần Anh Lộc đã quá mềm yếu. Mặc kệ lai lịch Triệu Quốc Đống như thế nào nhưng hắn bây giờ là một thường vụ của Hoài Khánh. Hắn mặc dù làm phó thị trưởng thường trực đã thay Trần Anh Lộc xử lý tốt vài việc, nhưng đây là do Trần Anh Lộc cố gắng ủng hộ. Nếu không hắn thật sự nghĩ Hà Chiếu Thành để mặc cho hắn làm gì thì làm sao? Khâu Trạch Danh tối qua đúng là uống nhiều, máy hết pin nên không biết được. Sáng hôm sau phát hiện ra thì tình hình đã không thể giải quyết. Trên thị xã đã thống nhất để Khâu Trạch Danh viết đơn từ chức. Đương nhiên danh nghĩa do Cổ Lâu xảy ra sự cố lớn. Khâu Trạch Danh tốn bao tâm huyết mới có thể lên được bước này, Khâu Trạch Danh từ phó trưởng phòng nông nghiệp tiến dần lên, đâu có dễ. Chỉ vì uống bữa rượu rồi mất chức, nếu theo ý kiến của thị xã thì Khâu Trạch Danh nhất định bị bỏ xó đến cuối đời. Lữ Thu Thần rất kiên nhẫn nói đủ chuyện ngoài lề. Người này giỏi nói chuyện, dù đề tài nào cũng có thể nói chi tiết làm Triệu Quốc Đống khá phục. Lão Khâu đúng là không dễ dàng. Khi tôi quen y thì y còn làm phó chủ tịch huyện Tĩnh. Tình hình huyện Tĩnh thì thị trưởng Triệu cũng hiểu đó, điều kiện rất khó khăn nhất là mấy năm trước. Lão Khâu phụ trách mảng nông nghiệp của huyện Tĩnh, công tác sản xuất nông nghiệp của huyện Tĩnh có được như hôm nay cũng là một phần công lao của Lão Khâu. Lữ Thu Thần bùi ngùi nói, Triệu Quốc Đống cười cười không nói gì, hắn bưng chén lên nhấp một ngụm. Lữ Thu Thần đã lộ ý đồ, chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn muốn nghe xem người này nói gì. Chẳng lẽ nói y muốn lật đổ quyết định của thị xã,
để Khâu Trạch Danh tiếp tục làm chủ tịch cổ lâu. Tôi nhớ lúc đó mình còn làm phó trưởng ban tuyên giáo đã dẫn đài truyền hình xuống phỏng vấn công tác thủy lợi vụ đông xuân của huyện Tĩnh. Lão Khâu đang dẫn một đám người ở trên đê làm việc này cả tháng. Hắc hắc, phó chủ tịch huyện, thị trưởng Triệu có nghĩ tới là có thể tại công trường một tháng, trong đó về nhà chỉ một hai lần thì người bình thường có thể làm được sao? Nói thật tôi rất cảm động, lúc trước tôi tưởng rằng người này diễn trò nhưng sau đó từ nhiều mặt mới biết đúng là như vậy. Ừ, lão Khâu tiến từng bước từ cơ sở lên đúng là không dễ. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói, Lữ Thu Thần nói đúng, 8 năm trước Khâu Trạch Danh là người vùi đầu làm việc, chẳng qua đó là 8 năm trước. Khâu Trạch Danh làm chủ tịch huyện đã không còn là Khâu Trạch Danh làm phó chủ tịch huyện trước đây. Thấy Triệu Quốc Đống gật đầu, Lữ Thu Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều này làm y có chút tức giận là sao mình lại phải chú ý thái độ của đối phương. Thị trưởng Triệu, công tác cơ sở không dễ làm, chúng ta phải thông cảm nỗi khó xử của cấp dưới. Làm một chủ tịch huyện thì phải ứng phó về nhiều mặt. Khi đi tiếp khách ở ngoài thì sao không uống chứ? Lữ Thu Thần thở dài nói. Thị trưởng Triệu, anh lúc ở bên Ninh Lăng cũng đã từng làm chủ tịch huyện, đương nhiên cũng hiểu việc này. Bây giờ anh phụ trách thu hút đầu tư thì anh muốn được cấp trên ủng hộ về chính sách và tài chính thì sao không đi tiếp khách cho được. Lão Khâu gặp phải việc này đúng là quá đen. Triệu Quốc Đống cười lạnh trong lòng, hắn không nói gì mà lẳng lặng lắng nghe đối phương nói chuyện. Lữ Thu Thần nói đúng, Khâu Trạch Danh khi viết bản kiểm điểm gửi cho Ủy ban Kỷ luật Thị ủy đã nói tối hôm đó tiếp một vị trưởng phòng ngân hàng nông nghiệp tỉnh, một vị phó giám đốc ngân hàng nông nghiệp thị xã cùng với mấy vị phó chánh văn phòng uống rượu. Uống hơi nhiều, máy cũng hết pin nên không chú ý. Chẳng qua rất không hợp lúc đó là Khâu Trạch Danh lúc ăn tối ở Sơn Trang Nhan Hồ quận Khánh Châu, mà lúc ấy Đường Lăng Phong lại đang chiêu đã khách nên gặp Khâu Trạch Danh cùng mấy người bạn vào câu lạc bộ giải trí ở đây. Về phần đêm xuống Khâu Trạch Danh đi đâu thì ít nhất Đường Lăng Phong tiễn khách vẫn thấy xe Santana của Khâu Trạch Danh đỗ ở trước cửa câu lạc bộ giải trí. Mặc dù biển số xe bị che nhưng vị trí lúc vào đâu có đổi. Triệu Quốc Đống bây giờ muốn biết Lữ Thu Thần định nói gì nữa. Trưởng ban Lữ, lão Khâu đúng là hơi đen, nhưng ai bảo anh ta gặp việc này cơ chứ? Bây giờ trong huyện nhiều người chú ý tới việc này như vậy, thị xã lại đang đẩy mạnh công tác chỉnh đốn tác phong làm việc thì nếu không có hành động sẽ ăn nói ra sao với mọi người? Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi cảm thấy lão Cao đã bị cách chức, lão Khâu bị ghi kỷ luật đảng là được rồi. Dù sao chỉ là chuyện về an toàn lao động. Lão Khâu dù tới hiện trường cũng không thể hóa giải sự cố mà. Lữ Thu Thần cảm thấy thái độ Triệu Quốc Đống không kiên quyết nên khá động tâm và nghĩ có thể giúp được lão Khâu. Triệu Quốc Đống mở to mắt, hắn không biết đối phương nhắc chuyện này với mình có tác dụng gì, chẳng lẽ mình muốn tỏ rõ thái độ tha cho Khâu Trạch Danh. Xử lý cán bộ không phải công việc của phó thị trưởng thường trực, điều này cần hỏi Ân Cảnh Tùng cùng Đàm Lập Phong mới đúng. Trưởng ban Lữ, không thể nói như vậy. Khâu Trạch Danh là chủ tịch huyện. Lúc ấy lại là lãnh đạo trực ban. Chuyện xảy ra, các lãnh đạo huyện khác đều có mặt chỉ huy cứu viện, chủ tịch huyện không có thì lãnh đạo huyện sẽ thấy như thế nào? Vậy công tác chỉnh đốn tác phong ở cổ lâu chẳng phải trò hề sao? Quyển 11, chương 9. Lữ Thu Thần nhíu mày, y cũng đoán được Triệu Quốc Đống không dễ nói chuyện, nếu không Trần Anh Lộc cũng không trầm ngâm mà không tỏ thái độ như vậy. Cuối cùng chỉ nói chuyện với giọng úp mở. Nhưng vừa nãy nói chuyện khá hợp lý với Triệu Quốc Đống, mình cũng cảm thấy quan điểm mình nói sẽ khiến Triệu Quốc Đống tán đồng, nhưng thật không ngờ khi nói vào việc chính thì thái độ của Triệu Quốc Đống lại trở nên cứng rắn. Thị trưởng Triệu, Khâu Trạch Danh đúng là sai nhưng tôi thấy lỗi của y chính là không kịp tới hiện trường, cũng không phải là có trách nhiệm với sự cố kia. Vấn đề của nhà máy hóa chất kim loại khiến cho Phó Chủ tịch huyện phụ trách và lãnh đạo ngành chuyên môn bị cách chức. Nhưng y là chủ tịch huyện có trách nhiệm đến mức nào thì tôi không dám sơ sót đưa ra ý kiến. Lữ Thu Thần là người có năng lực, dù cho ý kiến của Trần Anh Lộc nếu không phù hợp với ý của y thì y cũng phải cãi lại một phen. Mặc dù có chút vẫn phục tùng nhưng vẫn phải cãi. Triệu Quốc Đống chẳng qua chỉ là một phó thị trưởng thường trực, theo Lữ Thu Thần thấy thì vấn đề xử lý, phân công cán bộ thì Triệu Quốc Đống không có mấy quyền lên tiếng. Mặc kệ hắn là thường trực hay không thì trong thị ủy thì hắn chỉ là một thường vụ bình thường. Y không kịp thời chạy tới hiện trường, từ góc nhìn nhỏ thì đó là hành vi thất trách. Nhưng nếu đứng từ góc độ chỉnh đốn tác phong đang diễn ra thì đó là hành vi không thể tha thứ. Thân là lãnh đạo trực ban mà lại đi uống rượu, điện thoại di động thì tắt, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không tới hiện trường, đây là vấn đề cơ bản nhất của một cán bộ.
Nếu điểm này không làm được thì tôi thấy đó không phải chủ tịch huyện đủ tư cách. Triệu Quốc Đống nếu đã nói thì sẽ không ngại ngần gì. Lữ Thu Thần nếu được Trần Anh Lộc ủng hộ thì đã không đến nói chuyện với hắn. Chỉ sợ thái độ của Trần Anh Lộc còn chưa rõ cho nên Lữ Thu Thần mới tìm mình mà mong có đột phá. Giọng điệu bình tĩnh nhưng cứng rắn của Triệu Quốc Đống làm Lữ Thu Thần không biết nói gì. Trong lòng y cũng có chút tức giận, thằng Triệu Quốc Đống xem ra dầu mỡ không vào, bảo sao Trần Anh Lộc cũng e ngại. Thị trưởng Triệu, một cán bộ trưởng thành là không dễ. Chúng ta không thể vì đối phương sơ sẩy một lần mà đánh chết người ta được. Người không phải thánh nhân mà, Chủ tịch Mao không phải nói trị bệnh cứu người sao. Xem một cán bộ phạm sai lầm thì phải phân tích tính chất của sai lầm đó, có phải là tội không thể tha thứ hay không? Mục đích chỉnh đốn tác phong cán bộ là gì? Là vì thuận tiện đẩy mạnh công việc, nhưng nếu sơ suất cắt đứt vận mệnh, tiền đồ của một cán bộ thì tôi thấy không ổn. Lữ Thu Thần cố nhịn cơn tức giận trong lòng, cố gắng dùng giọng thân thiện để nói ra quan điểm của mình. Y thậm chí nghi ngờ Triệu Quốc Đống có phải có thành kiến với Khâu Trạch Danh hay không. Nếu không cách làm hại người không lợi mình này sao lại cứ cố chấp làm như vậy? Trưởng ban Lữ, nhìn một việc không chỉ là xem chuyện đó có nguy hại hay không, mà muốn xem ảnh hưởng mà nó mang tới. Anh cảm thấy khi công tác chỉnh đốn tác phong diễn ra nhanh và mạnh như bây giờ, một chủ tịch huyện tạo thành ảnh hưởng lớn đến thế thì là việc nhẹ sao? Tôi chỉ có thể nói Khâu Trạch Danh không coi công tác này vào đâu. Từ kiểm điểm của y thì tôi thấy đều đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan, không thấy thái độ của y nhận thức mình sai. Hơn nữa thị ủy đã có ý kiến rõ ràng trong việc này. Trưởng ban Lữ, không phải hai chúng ta thảo luận sẽ thay đổi được quyết định của thị ủy mà. Triệu Quốc Đống nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn khiến Lữ Thu Thần cảm thấy mình đối mặt tấm sắt được bọc bông, đánh vào đó chỉ bị đau tay nhưng không làm gì được. Thị trưởng Triệu, có lẽ Khâu Trạch Danh không thích hợp ở lại cổ lâu nhưng một cán bộ như vậy cứ bị mất hết tiền đồ cũng không phải biện pháp. Không thể vì anh ta phạm sai lầm một lần rồi hoàn toàn chối bỏ. Lữ Thu Thần nói như vậy làm Triệu Quốc Đống có chút cảnh giác. Người này đúng là khá cứng rắn, nói chuyện đến nước này mà còn không từ bỏ ý đồ. Không biết Khâu Trạch Danh và Lữ Thu Thần có quan hệ gì nữa. Trưởng ban Lữ, thị xã chỉ yêu cầu Khâu Trạch Danh từ chức mà thôi, đương nhiên sẽ phân công công việc khác, nhưng xảy ra chuyện như vậy thì bây giờ chỉ sợ không thể lập tức phân công cho y. Ít nhất phải để y tự kiểm điểm mình. Ừ, đương nhiên đây là chuyện của trưởng ban Lữ và bí thư Đàm, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Lữ Thu Thần nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống. Xem ra Triệu Quốc Đống này quyết tâm đẩy Khâu Trạch Danh vào chỗ chết. Bề ngoài nói là chuyện do mình và Đàm Lập Phong cân nhắc nhưng không hề vòng vo tỏ thái độ. Trần Anh Lộc tôn trọng ý kiến của Triệu Quốc Đống, hơn nữa trước đó đã có kết luận, hắn mà không đổi giọng thì chỉ sợ Trần Anh Lộc sẽ không đồng ý với mình. Không khí trở nên cứng nhắc, Triệu Quốc Đống cũng nhận thấy thế nên rót rượu cho Lữ Thu Thần. Trưởng ban Lữ, việc này để đến khi đi làm rồi nói tiếp. Hai anh em ta không mấy khi có thể ngồi với nhau, hôm nay phải uống thật vui. Lữ Thu Thần lạnh lùng nhìn tên luôn ra vẻ cung kính với mình. Câu này làm cho quan hệ của hai người một lần nữa kéo lại thước bữa ăn, bao không khí mình khổ công tạo ra đã mất sạch. Trần Anh Lộc ám chỉ mình là người này dầu mỡ không vào xem ra đã đúng. Muốn Triệu Quốc Đống thay đổi thái độ là không dễ. Chẳng qua Lữ Thu Thần không tin Triệu Quốc Đống là kẻ không bị gì ảnh hưởng tới. Chẳng lẽ không có bạn bè, người quen, không có dục vọng, sở thích gì sao? Nói cũng đúng, nào, thị trưởng Triệu, chúng ta không nói chuyện không thoải mái nữa. Cạn chén. Lữ Thu Thần uống cạn rồi nói. Nói chút chuyện vui mừng đi, nghe nói vợ của anh làm việc ở Bộ Ngoại giao. Ừ, làm việc ở Bắc Kinh và thường xuyên bay ra nước ngoài. Triệu Quốc Đống cũng không muốn tiếp tục ở chuyện kia nữa. Mặc dù hắn và Lữ Thu Thần như hai kẻ qua đường nhưng cũng có điểm tương tự là nếu nhận định chuyện gì thì nhất định phải làm thành công. Triệu Quốc Đống không muốn đấu khẩu mãi với Lữ Thu Thần ở chuyện này. Vậy anh vất vả rồi, cứ suốt ngày bay đi bay lại cũng mệt đó. Lữ Thu Thần gắp thức ăn và nói. Biết sao được, Bộ Ngoại giao không có chi nhánh nào tại tỉnh nên cô ấy cũng không muốn bỏ công việc của mình, vì thế đành phải chấp nhận. Cũng đúng. Chỉ là không có vợ ở bên thì thị trưởng Triệu sẽ khá cô đơn. Anh lại không phải người Hoài Khánh, bạn bè cũng không nhiều. Ừ, đúng rồi, hình như trưởng ban thư ký Quế là người Lâm Giang Hoài Khánh. Lữ Thu Thần như nhớ ra. Ừ, Toàn Hữu là người Lâm Giang. Triệu Quốc Đống cũng không giấu. Tôi lúc ấy chỉ là suy nghĩ để anh ta về quê nên mới điều tới đây, coi như có thêm người quen.
Tôi đã xem lý lịch của trưởng ban thư ký Quế, làm cán bộ cấp phó huyện đã mấy năm, có nửa năm làm phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã, là nhân tài. Triệu Quốc Đống thấy Lữ Thu Thần khen Quế Toàn Hữu thì cũng vui. Chẳng qua hắn biết Lữ Thu Thần nhắc tới Quế Toàn Hữu vào lúc này sợ có ý đồ. Quế Toàn Hữu ở ủy ban thị xã khá nhún nhường, lại hay chạy theo hắn nên ai muốn nhằm vào cũng khó. Ha ha, trưởng ban Lữ quá khen rồi. Toàn Hữu cũng xuất thân từ giáo viên, chắc có nhiều tiếng nói chung với trưởng ban Lữ. Y nếu nghe được trưởng ban Lữ khen thì không chừng sẽ cảm thấy có hy vọng tiến bộ. Triệu Quốc Đống đáp. Thị trưởng Triệu, tôi thấy với năng lực của lão Quế sẽ thích hợp làm công tác kinh tế, xuống huyện thì sẽ phát huy được năng lực hơn nữa. Lữ Thu Thần nói. Ồ, Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh và lập tức có phản ứng. Trưởng ban Lữ cảm thấy lão Quế đến đâu thì thích hợp. Ha ha, thị trưởng Triệu, lão Quế đã từng làm chủ tịch xã, chánh văn phòng ủy ban huyện, chánh văn phòng quận ủy, có thể nói rất quen với công tác cơ sở. Tôi thấy đặt ở vị trí nào thì anh ta cũng có thể phát huy năng lực. Quan trọng nhất là phải nắm bắt được cơ hội. Lữ Thu Thần cười nói. Tôi chỉ nhắc tới mà thôi, còn phải xem thị xã bố trí như thế nào mới được. Thị xã cũng đang muốn nghiên cứu điều chỉnh nhân sự một số nơi. Triệu Quốc Đống cười lạnh trong lòng, xem ra Lữ Thu Thần này muốn làm ăn với mình. Khâu Trạch Danh không thể tiếp tục ở lại Cổ Lâu, phải về thị xã, chức chủ tịch huyện Cổ Lâu sẽ có bao người nhìn chằm chằm vào. Cơ hội thường do mình tự tranh thủ, nếu không dựa vào trao đổi sẽ không ổn. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn thẳng vào mắt đối phương, hắn muốn nói cho đối phương biết tôi không làm giao dịch. Quyển 11, chương 10. Hội nghị thường ủy kết thúc trong không khí trầm muộn, Triệu Quốc Đống không dừng lại một giây nào ở trong phòng hội nghị. Đặng Nhược Hiền nhìn Triệu Quốc Đống rồi khẽ lắc đầu. Triệu Quốc Đống này đúng là dám ra mặt, người ngồi đây ai mà không ra vẻ kiêng kỵ, dù là chỉ vào thẳng mặt hắn để mắng, nước bọt bay vào mặt cũng có thể mỉm cười tiếp tục nghe mắng. Nhưng tên Triệu Quốc Đống này lại không như vậy. Triệu Quốc Đống không phải người không biết suy nghĩ, hắn phát tác nhất định là có lý của mình. Đặng Nhược Hiền đương nhiên biết trong lòng Triệu Quốc Đống rất khó chịu, chẳng qua Đặng Nhược Hiền lại thấy đó là bình thường. Quế Toàn Hữu mới đến Hoài Khánh nửa năm mà muốn xuống làm chủ tịch huyện thì hơi nhanh. Lữ Thu Thần nói không phải không có lý. Đặng Nhược Hiền đến văn phòng Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống đang nói chuyện với Quế Toàn Hữu. Toàn Hữu, lần này tôi ảnh hưởng tới anh. Triệu Quốc Đống cầm điếu thuốc đưa lên mũi người. Thị trưởng Triệu, chuyện này khi ngài nói chuyện với tôi thì tôi đã biết kết quả. Lữ Thu Thần nổi tiếng cố chấp, không thỏa hiệp, y có thể tới tìm ngài đã là đặc biệt. Ngài không cho y mặt mũi, vậy y nhất định sẽ trả thù, bất cứ đề nghị nào của ngài cũng sẽ bị y ảnh hưởng. Quế Toàn Hữu có vẻ rất nhẹ nhàng vì sớm biết không thể vượt qua hội nghị thường ủy lần này. Triệu Quốc Đống cũng chỉ là có một ý tưởng rồi thử xem sao. Triệu Quốc Đống sớm nghĩ nếu lần này không được thì để lần sau. Ha ha, tôi biết việc này không có mấy hy vọng nhưng vẫn phải nhảy ra quát hai tiếng. Anh không thấy vẻ mặt âm trầm, khó chịu còn cả khẩn trương của Lữ Thu Thần giống như mẹ chết vậy. Y cho tôi nếu không được bí thư Trần ủng hộ thì sẽ không dám lên tiếng trong hội nghị thường ủy. Nực cười, coi người tôi là như vậy, chuyện tôi đã nhận định thì sẽ không vì ai phản đối hoặc không ủng hộ mà không dám phát biểu ý kiến. Ít nhất tôi phải để đám người đó hiểu ý đồ và suy nghĩ của tôi. Bọn họ không đồng ý với ý kiến của tôi là quyền lực của bọn họ, nhưng tôi muốn tỏ rõ tại sao tôi lại đề cử anh làm chủ tịch huyện. Dùng người không tránh người thân, anh không phải là phó trưởng ban thư ký theo tôi sao, không phải là tôi đưa anh từ Ninh Lăng sang Hoài Khánh sao. Anh đi theo ai không quan trọng, quan trọng là anh có bản lĩnh ngồi xuống Cổ Lâu không, anh đi sẽ có ưu thế gì, có thể mang gì tới cho Cổ Lâu. Tôi trọng điểm nói rõ mấy vấn đề này, phải để bọn họ hiểu rõ quan điểm này. Mắt Quế Toàn Hữu sáng lên, Triệu Quốc Đống làm việc đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Có đôi khi hắn không động thì thôi, nhưng đã động một kích là chúng, nhưng có khi chỉ làm để tạo thế. Anh không thiếu năng lực, cũng không phải không có quan hệ mạnh mà là thiếu thế. Triệu Quốc Đống thấy Quế Toàn Hữu đang suy nghĩ liền chỉ điểm đối phương một chút. Anh đến Hoài Khánh quá ngắn, muốn cho mọi người có ấn tượng sâu về anh thì chỉ vùi đầu làm việc là không đủ. Nửa năm anh tìm hiểu là đủ rồi, sau đây phải biến xu thế thành sức mạnh, không cần giấu mình nữa. Bây giờ anh cần phải từ từ thể hiện khí phách và năng lực của mình, phải để bọn họ thấy anh có thể làm việc, có thể làm được việc. Quế Toàn Hữu gật đầu, ở điểm này y không nắm chắc. Lúc trước mới đến Triệu Quốc Đống cũng nói với y 3 tháng để quen thuộc,
sau đó cần mạnh dạn triển khai công việc. Nếu làm phó trưởng ban thư ký đi theo Triệu Quốc Đống thì mình cần phải thể hiện tác phong làm việc, không nên chỉ giới hạn trong quyền lực của phó trưởng ban thư ký, có đôi khi cần đưa ra ý kiến, cần quyết định. Đặng Nhược Hiền gõ cửa đi vào thì Triệu Quốc Đống cùng Quế Toàn Hữu coi như đã trao đổi xong. Ngoài mấy đề tài trong hội nghị thường ủy ra, Đặng Nhược Hiền tìm tới Triệu Quốc Đống chính là muốn bàn về ý tưởng phát triển ngành sản xuất điện tử thông tin của Hoài Khánh. Theo Triệu Quốc Đống nhớ trong năm mới quốc gia đã đưa ra chính sách cổ vũ phát triển ngành sản xuất phần mềm và hệ thống mạch điện. Bắt đầu từ đó nhà đầu tư bên ngoài đã dần tiến vào thị trường trong nước. Hoài Khánh làm như thế nào lợi dụng cơ hội trước khi chính sách đưa ra là rất quan trọng. Ngành sản xuất điện tử thông tin có trung tâm là phần mềm và hệ thống mạch điện. Hoài Khánh chúng ta có ưu thế học viện công nghiệp, ngành công trình điện tử nổi tiếng ở cả khu vực Trung Tây, phải nói đây là ưu thế để phát triển ngành sản xuất này. Nhưng giữa hai mảng phần mềm và hệ thống mạch điện thì tôi cảm thấy Hoài Khánh nên chọn mảng hệ thống mạch điện. Đặng Nhược Hiền đã bàn nhiều với Triệu Quốc Đống về chuyện này nhưng bàn là bàn, hội nghị thường trực ủy ban cũng đã có ý kiến thống nhất nhưng làm như thế nào để mở cục diện là rất khó khăn. Lão Đặng, chọn mảng hệ thống mạch điện là chính xác. Tôi biết mảng sản xuất phần mềm và hệ thống mạch điện là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng trước mắt do tài nguyên và sức của Hoài Khánh có hạn nên chỉ có thể chọn một, mà mảng đó còn cần có sự đột phá. Ở điểm này tôi cảm thấy chúng ta phải có động tác. Triệu Quốc Đống cũng rất hứng thú với ngành này. Ngồi chờ không phải biện pháp, tôi đã nói chuyện với thị trưởng Hà là chúng ta cần phải mạnh mẽ tiến vào ngành sản xuất này, bước đi đầu tiên là rất quan trọng. Chỉ cần chúng ta có thể bước đi bước đầu tiên thì sẽ đón chào tương lai tươi sáng. Đặng Nhược Hiền cắn răng nói. Đúng thế, tôi có ý tưởng nhưng không rõ khả năng thành công là bao. Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt nói. Ồ, anh có con đường nào sao? Đặng Nhược Hiền cười cười một tiếng. Mỗi khi Triệu Quốc Đống lộ ra chút tin tức cũng có nghĩa là trong lòng hắn đã có ý tưởng nhất định. Ừ, có một chút nhưng còn phải xem đã. Chẳng qua tôi tin chỉ cần mình đi trước, ánh mắt nhìn xa và rộng thì Hoài Khánh có điều kiện tốt như vậy kiểu gì chẳng có người chú trọng. Tôi liều chết cũng phải làm xong chuyện này. Nghe Triệu Quốc Đống nói thế, Đặng Nhược Hiền cũng cười nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Chuyện gì đáng để anh nghiến răng nghiến lợi thế? Lão Đặng, bây giờ ngành sản xuất hệ thống mạch điện do Âu Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan lũng đoạn, phát triển mặc dù nhanh nhưng không vững vàng. Theo tôi biết công ty lớn thứ ba Đài Loan trong mảng này là tập đoàn điện tử Thế Đại muốn bán công ty lớn nhất của Đài Loan ở mảng này tập đoàn điện tử Đài Loan. Tổng giám đốc của công ty kia đang chuẩn bị gây dựng sự nghiệp và tích cực tụ tập tài chính và tìm kiếm nhà đầu tư. Tôi chuẩn bị thông qua một vài con đường tiếp xúc với người này, xem có thể ưu tiên cân nhắc Hoài Khánh chúng ta hay không. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Trên thực tế chuyện này hắn chú ý từ lâu. Chuyện này sẽ khiến cho công ty lớn thứ hai trong ngành sản xuất hệ thống mạch điện Đài Loan là Điện tử Hoa Liên gặp áp lực rất lớn. Mặc dù Đài Loan vẫn ngăn cản không cho ngành sản xuất hệ thống mạch điện tiến vào đại lục nhưng Mark đã nói lợi ích kinh tế áp đảo tất cả. 10% lợi nhuận đủ làm nhà tư bản dao động, 50% lợi nhuận có thể liều lĩnh, 100% thì bỏ mạng cũng làm. Hơn nữa lấy một ít sách lược để né tránh mạo hiểm về chính sách cũng có thể mà. Có thể nói ngành sản xuất hệ thống mạch điện Đài Loan nếu muốn đạt được cơ hội phát triển lớn hơn nữa thì nhất định phải nhìn vào thực tế, phải có động tác. Mà vụ sát nhập kia chỉ là bước đi đầu tiên. Mắt Đặng Nhược Hiền sáng lên. Triệu Quốc Đống này đúng là sớm có ý tưởng. Phương án mua bán ở Đài Loan mà cũng có thể nắm bắt được, lại còn có thể biết tổng giám đốc của đối phương muốn một lần nữa gây dựng sự nghiệp, đây là điều mà quan chức chính phủ không thể nắm bắt. Nếu thật như lời Triệu Quốc Đống nói thì cơ hội đúng là có thể lọt vào tay Hoài Khánh, đây là cơ hội ngàn năm có một đối với Hoài Khánh. Tập đoàn điện tử Đài Loan thì Đặng Nhược Hiền có nghe tới. Mà ngành sản xuất hệ thống mạch điện đầu tư vào đâu cũng sẽ là con số khổng lồ, nó khiến cho các ngành sản xuất liên quan phát triển mạnh, có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng tập đoàn nổi tiếng như vậy muốn lựa chọn đầu tư thì chỉ sợ chọn Thượng Hải, Bắc Kinh trước. Hoài Khánh chúng ta có thể cạnh tranh sao? Đặng Nhược Hiền cố lấy bình tĩnh nói. Đây là điều anh tôi, thị ủy, ủy ban Hoài Khánh, thậm chí của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cần làm. Triệu Quốc Đống đầy kích động nói. Muốn dẫn một ngành sản xuất như vậy vào thì về trước mắt lực lượng của Hoài Khánh là không đủ. Ý của tôi là tiến hành báo cáo đề tài này với Bí thư Trần cùng thị trưởng Hà, sau đó lấy danh nghĩa thị ủy, ủy ban thị xã báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, nhờ tỉnh ủng hộ. Quyển 11, chương 11.
Trước khi báo cáo với Hà Chiếu Thành và Trần Anh Lộc, Triệu Quốc Đống đã thông qua bạn tốt ở tập đoàn Hòa Hoàng lặng lẽ tìm tin tức của Tổng Giám đốc tập đoàn điện tử Thế Đại kia và nhận được tin tức. Nhưng do vị Tổng Giám đốc kia chưa lộ tin ra ngoài nên đúng là rất giật mình khi có người tới hỏi mình. Tập đoàn điện tử Thế Đại bán cho tập đoàn điện tử Đài Loan chính là một trò hay của vị này, bán tập đoàn mình cho đối thủ cạnh tranh chính sẽ khiến cho tâm huyết của y trong bao năm mất hết. Chẳng qua người tư bản chỉ quan tâm tới lợi ích trong tay, không quan tâm cảm nhận của người kinh doanh cụ thể. Đối phương có thái độ lạnh nhạt là điều Triệu Quốc Đống sớm đoán biết. Đối phương chưa chính thức từ chức chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn điện tử Thế Đại nên không thể tỏ thái độ quá rõ. Hơn nữa bây giờ y đang gom góp tài chính mà không phải chọn địa điểm. Chờ y chính thức từ chức khỏi tập đoàn điện tử Thế Đại cũng có nghĩa công việc chủ tập tài chính đã thành công, chuẩn bị bước vào giai đoạn xây dựng nhà máy. Với lực của mình Hoài Khánh thì đương nhiên không thể hấp dẫn nổi tập đoàn như vậy. Cho nên Triệu Quốc Đống mới thông qua nhiều con đường tích cực tiếp xúc với đối phương, đồng thời cũng đề nghị thị ủy báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Triệu Quốc Đống tin hạng mục này sẽ khiến tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thấy rõ tầm quan trọng của nó. Nhâm Vi Phong ngồi trong văn phòng chăm chú nghe Hà Chiếu Thành, Triệu Quốc Đống cùng với Đặng Nhược Hiền và cảm nhận rõ sự quan trọng của nó. Làm phó tổ trưởng thường trực phụ trách mảng công nghiệp thông tin, Nhâm Vi Phong không lạ gì phương diện này. Tin tức tập đoàn điện tử Đài Loan mua lại tập đoàn điện tử Thế Đại đã làm cả Đài Loan chấn động, đồng thời cũng mang tới chấn động không nhỏ trong ngành sản xuất hệ thống mạch điện của Trung Quốc. Hệ thống mạch điện Trung Quốc vẫn trong giai đoạn bắt đầu phát triển, nhưng thiếu công ty đứng đầu, hơn nữa dù từ con người, lực lượng nghiên cứu và kinh doanh vẫn còn kém các nước phát triển. Hoài Khánh đưa ra bản quy hoạch đầy tính khiêu chiến này làm Nhâm Vi Phong run lên. Nếu Hoài Khánh thật sự có thể đạt được đột phá ở điểm này thì không chỉ Hoài Khánh có lợi, mà tỉnh An Nguyên cũng có cơ hội rất lớn. Nhưng Hoài Khánh cũng nói rõ khó khăn ở việc này là rất lớn. Hoài Khánh mặc dù đã xác định ngành điện tử thông tin là sản nghiệp chính của thị xã, nhưng đây mới là giai đoạn mở đầu. Từ góc độ nào thì Hoài Khánh còn kém xa so với Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân cùng với Nam Kinh, Hàng Châu. Kể cả Đại Liên, Thanh Đảo đều có cấp bậc cao hơn Hoài Khánh dựa vào gì để cạnh tranh? Nhâm Vi Phong cũng biết kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư của Triệu Quốc Đống. Kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh có quan hệ lớn khi Triệu Quốc Đống làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Bởi vì lúc ấy hắn thành công tranh thủ hạng mục xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của công ty Quốc Điện mới khiến cho rất nhiều công ty điện lực khu vực Duyên Hải đầu tư vào Ninh Lăng. Chỉ trong hơn năm mà đã có 58 công ty tiến vào khu khai phát Ninh Lăng, đầu tư đạt trên 1 tỷ. Nhưng việc thu hút đầu tư công ty trong lĩnh vực sản xuất hệ thống mạch điện lại là khác. Nhâm Vi Phong biết Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Y cho rằng Ninh Lăng lúc ấy có thể đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh, một là do chính sách ưu đãi của Ninh Lăng, nhưng nguyên nhân rất quan trọng là Triệu Quốc Đống có quan hệ đặc biệt với Thái Chánh Dương. Nhưng công ty sản xuất hệ thống mạch điện lại là công ty có tài chính và khoa học kỹ thuật cao. Nó phải cân nhắc giá đầu tư, khả năng thu lãi, nhu cầu thị trường, điều kiện giao thông, phương tiện trụ cột, hoàn cảnh sống, tài nguyên con người. Ở điểm này Hoài Khánh có ưu thế nhất định nhưng chênh lệch rất lớn với khu vực Duyên Hải và mấy thành phố phát triển. Nếu muốn đạt được thành công thì cần tỉnh toàn lực ủng hộ, đây là ý kiến mà Triệu Quốc Đống đưa ra. Thị xã vì tranh thủ đạt được hạng mục này đã quyết định đưa ra chính sách ưu đãi nhất, cung cấp điều kiện ưu đãi nhất, hơn nữa còn thỏa mãn mọi yêu cầu của công ty. Nhâm Vi Phong cảm thấy nên báo cáo với hai vị lãnh đạo trực tiếp. Ứng Đông Lưu dành 2 tiếng nghe bản quy hoạch thành lập khu công nghiệp điện tử thông tin của Hoài Khánh. Vi Phong, tôi thấy anh vừa đề cập đến việc Hoài Khánh nói là muốn dẫn vào một hạng mục rất lớn, không biết hạng mục đó có phải là hạng mục do Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện tử Thế Đại đang muốn thực hiện. Mắt Ứng Đông Lưu sáng rực lên do hứng thú với bản quy hoạch của Hoài Khánh. Nhâm Vi Phong lần đầu tiên thấy Chủ tịch tỉnh có vẻ mặt này. Đúng thế, điểm này Hoài Khánh đã nói với chúng tôi. Bọn họ đã thông qua vài con đường tích cực liên lạc với mấy vị tiên sinh Trương Giật Kinh, Dư Hoan Niên, bây giờ đã có vài tiến triển. Nhưng Hoài Khánh cảm thấy áp lực rất lớn, cảm thấy chỉ riêng lực lượng của Hoài Khánh là khó có thể cạnh tranh cho nên bê với tỉnh, hy vọng tỉnh ủng hộ. Cơ hội này là ngàn năm có một. Ứng Đông Lưu đứng lên đi quanh một vòng. Tôi cũng thông qua giới khoa học mà biết được tin tức tập đoàn điện tử Thế Đại bị bán cho tập đoàn điện tử Thế Đại khiến Trương Giật Kinh tiên sinh bị đả kích lớn. Y quyết định một lần nữa gây dựng sự nghiệp, hơn nữa muốn tiến quân vào đại lục, bây giờ đang tích cực huy động tài chính. Một vị giáo sư của tôi cũng tham gia trong đó,
không ngờ Hoài Khánh lại nhạy bén như vậy. Bên Hoài Khánh thì Phó Thị trưởng Triệu Quốc Đống đã giới thiệu nói thông qua bạn bên Hoài Khánh mà liên lạc. Nghe nói rất nhiều công ty đầu tư quốc tế đều hết sức coi trọng việc đầu tư xây dựng nhà máy của Trương Giật Kinh tiên sinh này. Bây giờ đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, có lẽ rất nhanh sẽ tiến hành bước tiếp theo. Chủ tịch Đông Lưu, tôi đã xem bản quy hoạch của Hoài Khánh, làm rất chi tiết và hợp với thực tế. Nói thật đây là lần đầu tôi thấy bản quy hoạch phong phú và chu đáo đến thế. Tôi cảm thấy hạng mục này sẽ mang tới hiệu ứng dây chuyền, rất có thể mang tới cơ hội lớn cho tỉnh. Đúng thế, đây là cơ hội lớn. Ngành sản xuất hệ thống mạch điện của nước ta từ những năm 90 mỗi năm tăng trưởng 40%. Có thể nói Thượng Hải ở điểm này chiếm ưu thế là người đi trước, tỉnh ta nếu muốn chiếm được vị trí quan trọng trong ngành sản xuất này thì nhất định phải nắm bắt cơ hội, không thể đánh mất. Ứng Đông Lưu suy nghĩ một chút rồi gọi điện. Bí thư Ninh, tôi Đông Lưu đây, ngài có ở văn phòng, tôi và Chủ tịch Vi Phong có chuyện rất quan trọng cần lập tức báo cáo. Ừ, rất quan trọng, được, tôi tới ngay. Ứng Đông Lưu bỏ máy xuống rồi nói. Anh thông báo Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành cùng với Triệu Quốc Đống lập tức lên Ando, bảo bọn họ sang tỉnh ủy, chúng ta sang gặp Bí thư Ninh trước. Lão Hà cùng Triệu Quốc Đống có thể vẫn còn ở Ando, tôi gọi bảo bọn họ sang tỉnh ủy chờ. Bên này thì bảo Lão Trần lập tức lên. Như vậy cũng được, Bí thư Ninh chiều nay có thời gian, tôi thấy chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ việc này. Đây là ngành sản xuất chủ đạo của tỉnh trong mấy năm tới. Ừ, anh thông báo mấy đồng chí phụ trách mảng này ở văn phòng nghiên cứu chính sách Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia, mời bọn họ tham gia phân tích. Ứng Đông Lưu hít sâu một hơi rồi nói. Ngành sản xuất hệ thống mạch điện và phần mềm chiếm ưu thế tuyệt đối trong ngành điện tử thông tin. Mà ngành điện tử thông tin về sau sẽ chiếm cứ vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, tôi đoán không đầy mấy năm nó sẽ thành ngành sản xuất đứng đầu. Quyển 11, chương 12. Trần Anh Lộc lên Hoài Khánh thì đã là hơn một tiếng sau. Không phải y không chú trọng việc này nhưng do hôm nay Phó Bí thư tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên đến Hoài Khánh thị sát, bên này lại hẹn với Nhâm Vi Phong nên y bảo Hà Chiếu Thành cùng Triệu Quốc Đống lên Ando. Mình ở lại Hoài Khánh tiếp Yến Nhiên Thiên. Yến Nhiên Thiên vừa về thì Trần Anh Lộc nhận được điện nên vội vàng lên tỉnh. Thấy Hà Chiếu Thành đang ngồi trong phòng khách tỉnh ủy, Trần Anh Lộc đoán chuyện hôm nay sẽ kinh động hai vị lãnh đạo chủ yếu. Tâm trạng Ninh Pháp không kém gì Ứng Đông Lưu. Người ngoài đều nói tính cách bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh An Nguyên là khác biệt nhau. Ninh Pháp làm việc luôn mong thành công, liên tục, tác phong mạnh mẽ, nói được làm được, nếu đã nói thì lập tức sẽ làm. Đối với người bên dưới lúc thân thì như người nhà. Nếu nghiêm khắc sẽ như cơn lốc khiến người ta vừa kính vừa sợ. Ứng Đông Lưu lại khác, tính cách Ứng Đông Lưu rất bình tĩnh, làm việc luôn suy nghĩ rồi mới hành động. Trong công việc có tác phong không gây tiếng động, lên tiếng đầy lý lẽ, giữ khoảng cách không xa không gần với mọi người. Chẳng qua tâm trạng hai vị lãnh đạo chủ yếu tỉnh An Nguyên lại khá giống nhau. Ứng Đông Lưu thậm chí còn có chút khẩn trương. Đông Lưu, anh tới An Nguyên lâu như vậy mà lần đầu tôi thấy anh có tâm trạng này. Đúng là làm tôi thấy ngạc nhiên. Người ngoài đều cho rằng hai vị này không thể hòa thuận, không thể đái chung một bình nhưng quan hệ thật sự thì chỉ có bọn họ biết. Bí thư Ninh, việc này không thể chậm trễ, không thể không gấp. Bản quy hoạch của Hoài Khánh tôi đã xem, vừa nãy tôi đã gọi cho giáo sư của mình thì đúng là như vậy. Trương Giật Kinh cùng Dư Hoa Niên cung thầy của tôi về cơ bản đã hoàn thành đợt thu hút tài chính lần một, rất nhanh sẽ xác định thủ tục xây dựng nhà máy. Có lẽ giai đoạn đầu đã là trên 1 tỷ USD. Chính xác mà nói chúng ta đã chậm, mặc dù Hoài Khánh cũng tiến vào tầm mắt của bọn họ nhưng Hoài Khánh nếu không được tỉnh ủng hộ thì sao có thể cạnh tranh được với Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Tô Hàng. Tầm quan trọng của hạng mục này ở các nơi đều nhất trí, cho nên tôi cho rằng An Nguyên càng phải chú trọng. Ninh Pháp khẽ gật đầu, y cũng đồng ý với quan điểm của Ứng Đông Lưu, một hạng mục lớn như vậy thì ở đâu chẳng chú trọng. Nó càng quan trọng hơn đối với An Nguyên. Theo ý kiến của tôi hiệu quả từ hạng mục này mang tới là không thể nghi ngờ, nhưng càng quan trọng hơn là hạng mục này có thể khiến cho các ngành sản xuất liên quan phát triển và tụ tập tới. Hơn nữa nó thậm chí còn có thể tạo thành một cơn gió cải cách ở khu vực đất liền của An Nguyên, thậm chí cả Trung Quốc, biến An Nguyên thành một khu vực phát triển cực nhanh trong đất liền. Nói rất đúng. Tâm trạng Ninh Pháp cũng bị lây truyền. Bản quy hoạch của Hoài Khánh làm rất tốt. Không có mấy tháng chuẩn bị thì không thể có. Bên Hoài Khánh coi như đã khổ công, điều này nói rõ có một số cán bộ trong chúng ta có ý tưởng trong phát triển kinh tế, giỏi thu thập tin tức. Tôi cho rằng An Nguyên có thể có bộ máy lãnh đạo như vậy là đáng mừng.
Tôi đã xem qua, Hoài Khánh ít nhất đã bắt đầu chuẩn bị cùng tập đoàn điện Đài Tử Loan bàn về việc mua tập đoàn điện tử Thế Đại. Tôi đúng là rất ngạc nhiên sao Hoài Khánh lại có tin tức chính xác như vậy, lại còn sớm biết Trương Giật Kinh sẽ muốn lập nghiệp lại. Chẳng qua bây giờ không quá quan trọng, An Nguyên chúng ta dù sao cũng xếp vào một trong các nơi để bọn họ khảo sát, chúng ta cần phải làm như thế nào tập hợp lực lượng của tỉnh ủy, ủy ban để hạng mục này xác định ở An Nguyên. Bí thư Ninh, Thượng Hải, Bắc Kinh cùng với Thiên Tân hình như cũng rất muốn tranh thủ hạng mục này. Nhất là Thượng Hải có ưu thế trời ban. Khu công nghệ cao Trương Giang của bọn họ có ưu thế mà An Nguyên chúng ta không thể so sánh. Chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng đánh một trận thảm thiết. Ninh Pháp nhìn ứng Đông Lưu và gật đầu nói. Đông Lưu, trong này đương nhiên là khó khăn, chẳng qua chỉ cần tỉnh hạ quyết tâm thì chúng ta sẽ tự tin khiến hạng mục này đầu tư vào An Nguyên. Hoài Khánh đã liên lạc với mấy vị Trương Giật Kinh, Dư Hoa Niên, nhưng tình hình cụ thể còn chưa rõ, rốt cuộc liên lạc tới mức nào, đối phương có suy nghĩ và yêu cầu gì. Điều kiện gì mới có thể thỏa mãn bọn họ thì phải ngồi bàn mới nhau mới rõ. Thấy Ninh Pháp coi trọng hạng mục này như vậy, ứng Đông Lưu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh nhất trí là có nhiều con đường để làm. Chỉ riêng mình làm thì lại khác. Bí thư Ninh, bên Hoài Khánh chắc là đã tới, tôi thấy có thể mời bọn họ vào cùng bàn xem hạng mục này nên làm như thế nào. Ứng Đông Lưu nhìn đồng hồ rồi nói. Ừ, có thể. Ninh Pháp đúng là hiếm khi thấy ứng Đông Lưu lại gấp gáp như vậy, đủ để nói ứng Đông Lưu hiểu sâu về hạng mục này. Ninh Pháp cũng cảm nhận được cơ hội mà hạng mục này mang tới cho An Nguyên. Nếu như có thể khiến hạng mục này thúc đẩy ngành sản xuất điện tử thông tin toàn tỉnh phát triển thì đó là điểm sáng của tỉnh ủy. Hoài Khánh đúng là không ngờ y và ứng Đông Lưu đều ngồi nghe Hoài Khánh nói về hạng mục này, điều này làm bọn họ sửng sốt. Hạng mục này do một tay Triệu Quốc Đống làm, Đặng Nhược Hiền làm phó. Hai người đã chạy lên Bắc Kinh, Thượng Hải. Mặc dù chuyện cơ bản thì Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành biết nhưng cách thực hiện cụ thể lại không rõ. Trần Anh Lộc giới thiệu qua rồi giao cho Triệu Quốc Đống nói. Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành rất ủng hộ ở việc này, về cơ bản giao cho Triệu Quốc Đống toàn quyền xử lý. Nói cách khác hắn có thể thay mặt thị ủy, ủy ban Hoài Khánh tỏ mọi thái độ, điều này làm hắn khá cảm động. Hai người Trần Anh Lộc ít nhất đều cố sức để thay đổi vận mệnh của Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống hơi điều chỉnh tâm trạng và bắt đầu giới thiệu về tình hình phát triển của ngành sản xuất điện tử thông tin của trong nước và quốc tế, sau đó nói về xu thế phát triển của ngành sản xuất hệ thống mạch điện và phần mềm, kết hợp tình hình Hoài Khánh, giới thiệu thị ủy, ủy ban Hoài Khánh đã xác định ngành sản xuất điện tử thông tin là ngành chính của thị xã, tiến tới quy hoạch khu công nghệ cao điện thoại di động. Cố gắng trong vòng 5 năm biến ngành sản xuất điện tử thông tin và ngành cơ khí chế tạo là hai ngành chính khiến Hoài Khánh đứng hàng đầu về sản xuất công nghiệp trong toàn tỉnh. Sau khi giới thiệu xong hạng mục, Triệu Quốc Đống cũng không bỏ lỡ cơ hội giới thiệu kế hoạch khu khai phát Hoài Khánh chuẩn bị thành lập khu công nghiệp Đặng Tiến Triệu, nói về ưu thế của Hoài Khánh, hy vọng được tỉnh toàn lực ủng hộ trong công tác thu hút đầu tư và chính sách. Nhâm Vi Phong thầm than Triệu Quốc Đống này đúng là giỏi nắm bắt cơ hội. Có thể một mình báo cáo với Ninh Pháp và ứng Đông Lưu thì chỉ sợ bí thư thị ủy Miên Châu hoặc là Kiến Dương cũng không có. Mà người này cũng rất thông minh. Trong cả quá trình không hề nói tới tác dụng của mình trong việc này, chỉ là nhấn mạnh tác dụng của thị ủy, ủy ban Hoài Khánh, thi thoảng nhắc tới tác dụng của Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành. Nhưng Ninh Pháp và ứng Đông Lưu sao không biết ai là người đi đầu trong công việc này. Triệu Quốc Đống cũng trọng điểm đưa ra vài phán đoán và phân tích của hắn về ngành sản xuất điện tử thông tin và hệ thống mạch điện, suy đoán 10 năm sau ngành sản xuất điện tử thông tin sẽ đạt đến thời kỳ đỉnh cao, nhất là khi đó điện thoại di động và máy tính sẽ thông dụng. Ninh Pháp và ứng Đông Lưu nghe rất chăm chú, nhất là ứng Đông Lưu còn thi thoảng hỏi vài tin tức về ngành điện tử thông tin, Triệu Quốc Đống cũng đáp lại đầy tự tin, hơn nữa đưa ra bằng chứng ở Mỹ, Nhật Bản và muốn An Nguyên bắt được cơ hội. Ninh Pháp và ứng Đông Lưu đều rất hài lòng với sự nhạy bén và hiệu quả làm việc của Hoài Khánh. Nhất là một thị xã lại có thể được Trương Giật Kinh chọn làm điểm khảo sát cùng với Thượng Hải, Thiên Tân, Tô Hàng. Dù là dùng cách nào thì chỉ cần làm được đến đó đã là hành động vĩ đại. Ít nhất Ando không làm được như vậy. Hai người Ninh Pháp, ứng Đông Lưu cuối cùng tỏ thái độ tỉnh sẽ toàn lực ủng hộ Hoài Khánh giành lấy hạng mục này. Ứng Đông Lưu làm đội trưởng, Nhâm Vi Phong làm người phụ trách cụ thể, Hoài Khánh toàn lực phối hợp cố gắng trong thời gian ngắn nhất đạt được hạng mục. Quyển 11, chương 13. Sau khi Triệu Quốc Đống xuống, Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành liền ra chỉ thị trước mắt Triệu Quốc Đống và Đặng Nhược Hiền tạm thời gác mọi công việc khác lại, toàn lực đạt được hạng mục.
Trong hoạt động cụ thể nếu vấn đề nào thị xã có thể giải quyết thì Triệu Quốc Đống lập tức quyết định. Nếu cần tỉnh tỏ thái độ có thể nhờ Chủ tịch Nhâm giúp, Chủ tịch Nhâm không thể quyết định thì sẽ báo cáo lên hai vị lãnh đạo. Triệu Quốc Đống biết đây là mình tự tìm việc cho mình. Nhưng có việc này mới tốt, có thể vào chỗ chết rồi sống trở ra hay không đó là xem bản lĩnh của hắn. Trương Giật Kinh không phải ai có thể ảnh hưởng tới. Người có thể quyết đoán nhảy ra khỏi tập đoàn điện tử thế đại, tiến vào đại lục, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn đạt được nhiều tài chính như vậy đã nói rõ một điểm hạng mục này đáng để đầu tư. Mà theo Triệu Quốc Đống biết ngoài quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế góp vốn ra, còn có hai công ty có thực lực trong ngành sản xuất này của Trung Quốc muốn tiến vào. Là công ty thực nghiệp Thượng Hải và công ty Thanh Điểu Bắc Đại. Hai công ty này đều có lai lịch và chỗ dựa trên Trung ương, cũng có nghĩa cao tầng quốc gia đã chú ý đến ngành sản xuất này. Bản tính của nhà tư bản là trục lợi, nếu muốn hạng mục này tiến vào Hoài Khánh thì anh phải để đối phương cảm thấy đầu tư vào Hoài Khánh sẽ đạt lợi ích nhanh nhất, các thứ khác đều là vu vơ. Điểm quan trọng nhất chính là mời được Trương Giật Kinh đến Hoài Khánh khảo sát. Nhưng Trương Giật Kinh rất bận, thời gian chủ yếu chạy ở Thượng Hải, Đài Loan, Bắc Kinh, Thiên Tân, hơn nữa ở Thượng Hải lâu nhất. Điều này có nghĩa y muốn xây dựng công ty ở Thượng Hải. Nếu không thể nhanh chóng để đám người Trương Giật Kinh thay đổi thái độ ra thì chỉ sợ sau này An Nguyên cố gắng đến mấy cũng vô ích. Mà muốn vậy thì nhất định phải để bọn họ tới An Đô một lần. Chủ tịch Nhâm, bây giờ tôi theo ngài làm chân chạy, ngài bảo tôi làm gì thì tôi làm việc đó. Triệu Quốc Đống cười hì hì vào văn phòng Nhâm Vi Phong. Đặng Nhược Hiền còn có chuyện nên cùng Trần Anh Lộc về Hoài Khánh. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống được phái lên tỉnh cùng Nhâm Vi Phong thực hiện hạng mục này. Quốc Đống, cậu đừng ra vẻ với tôi. Cậu nghĩ gì tôi còn không biết ư? Sao, lộ trước mặt Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng, bây giờ theo tôi thấy không đúng nên muốn rút lui hả? Nhâm Vi Phong cười cười nhìn hắn, y về bàn làm việc mở bản quy hoạch của Hoài Khánh ra xem lại số liệu. Chủ tịch, ngài nói vậy làm tôi rất xấu hổ. Tôi thấy ánh mắt của ngài cũng là cổ vũ tôi thể hiện trước hai vị lãnh đạo mà. Quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Nhâm Vi Phong khá tốt nên nói chuyện không e ngại nhiều. Quốc Đống, biểu hiện của cậu rất tốt, tôi thấy hai vị lãnh đạo khá hài lòng với cậu, xem như cậu lại được thêm điểm với bọn họ, cơ hội tốt như vậy không dễ có đâu. Nhâm Vi Phong nói về chính đề. Quốc Đống, về việc chính đi, bây giờ cậu định làm như thế nào? Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ không phải lúc đùa cợt, hắn nói. Chủ tịch Nhâm, bây giờ chỉ có một việc là để mấy người Trương Giật Kinh nhanh chóng tới An Nguyên khảo sát. Cố gắng để bọn họ hiểu rõ sự coi trọng của An Nguyên đối với hạng mục này và những điều kiện có thể cung cấp, khiến bọn họ có thể thận trọng tính tới Hoài Khánh chúng tôi. Nhưng cậu hình như đã tiếp xúc với bọn họ mấy lần, bọn họ cũng vì nguyên nhân gì mà từ chối không tới. Cậu thấy sao? Nhâm Vi Phong nhíu mày nói. Có lẽ do mới đầu bị chậm trễ, chúng tôi không nắm chắc thời gian nên bị từ chối. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Lãnh đạo tỉnh nếu coi trọng như vậy. Tôi cảm thấy chúng ta có thể đi mấy con đường, coi như tổng động viên. Cậu nói ra tôi nghe chút. Nhâm Vi Phong cũng coi như phải nhận công việc này. Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu rất chú trọng việc này, nhưng bọn họ là lãnh đạo chủ yếu thì dù coi trọng hơn nữa cũng chỉ là nghe báo cáo, hiểu rõ tình hình, lúc cần thiết thì ra mặt hội đàm, tỏ thái độ thôi. Còn về công việc cụ thể phải do cấp dưới làm, cho nên y muốn nắm chặt Triệu Quốc Đống. Hạng mục này bây giờ có quốc tế đầu tư vào. Tôi đoán quốc gia cũng rất hứng thú với việc này. Đến bây giờ nước ta chỉ có dây chuyền sản xuất NEC, còn của công ty Hoa Tinh có cấp độ quá thấp, hơn nữa năng lực sản xuất và hàm lượng kỹ thuật còn lâu mới đủ. Nếu có thể thu hút kỹ thuật và đội ngũ quản lý của Đài Loan tiến vào thì từ góc độ kinh tế hay chính trị đều là xúc tiến lớn. Triệu Quốc Đống nói lời này khiến Nhâm Vi Phong có cái nhìn mới. Có thể biến một hạng mục đầu tư nâng lên tầm chiến lược quốc gia, đây không phải nói một hai câu là thành. Mà phải phân tích tổng hợp lợi hại ở tầm quốc gia. Hạng mục lớn như vậy, cậu cảm thấy làm như thế nào mới có thể để bọn họ chú ý thực sự tới An Nguyên chúng ta? Tôi chỉ là so sánh về những điểm mà chúng ta kém so với Thượng Hải như nhân lực, điều kiện giao thông, thị trường tiêu thụ, hoàn cảnh xã hội. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì tôi sợ chúng ta sẽ thua hoàn toàn. Nhâm Vi Phong nói thẳng. Tôi vẫn suy nghĩ mấy vấn đề này và thấy chúng ta có thể tiến hành mấy điểm sau. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Thứ nhất cổ đông của công ty này rất phức tạp, nhưng có một điều có thể khẳng định là chỗ dựa trong nước. Mà như vậy chúng ta có thể hoạt động ở góc độ chính quyền.
Ý của tôi là do Bí thư Ninh thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Ủy ban Kinh tế Quốc gia gây ảnh hưởng. Đương nhiên vấn đề ảnh hưởng này cũng cần chú ý phương pháp, cố gắng gây tác dụng phụ, dù sao lực lượng chủ đạo phụ trách công ty này chính là từ hải ngoại. Trung ương Đảng cùng Quốc vụ viện đã đưa ra chiến lược phát triển khu vực Trung Tây hơn nửa năm, nhưng tới bây giờ chỉ là bề ngoài mà thôi, không có hành động cụ thể. Đây không có nghĩa Trung ương Đảng cùng Quốc vụ viện chỉ nói qua loa, tôi nghĩ Trung ương Đảng cùng Quốc vụ viện đang tiến hành nghiên cứu, nhưng chúng ta ở dưới có nhất định chờ Trung ương có chính sách đưa ra rồi mới có động tác không? Tôi cảm thấy không nhất định. An Nguyên chúng ta nằm ở giữa khu vực Trung Tây, tiếp giáp Nam Bắc, có thể nói là điểm rất quan trọng của quốc gia. An Nguyên phát triển chẳng những có thể lan sang Tây Nam, Tây Bắc, đồng thời có thể khiến khu vực Trung Bộ phát triển. Nếu như An Nguyên có thể đi trước thì tôi nghĩ Trung ương nhất định muốn thấy. Mà hạng mục này là cơ hội, cho nên ở vấn đề này nếu chúng ta được Trung ương ủng hộ thì coi như thành công một nửa. Đương nhiên việc này tôi nghĩ phải do Bí thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng chuyên môn chạy lên Bắc Kinh vận động mới được. Nhâm Vi Phong hít sâu một hơi, nếu như đây là lời Triệu Quốc Đống tự mình suy nghĩ và nói ra, Nhâm Vi Phong đúng là muốn hỏi đầu Triệu Quốc Đống rốt cuộc do gì tạo thành. Có thể thấy được đến mức độ này, Nhâm Vi Phong tự nhận mình không bằng. Dù có người chỉ điểm thì chỉ sợ cũng khó có thể nghĩ thấu đáo đến thế. Dù là Thượng Hải hay là Thiên Tân, Tô Hằng thì về lý lẽ sẽ không thể quang minh chính đại như An Nguyên, đây không chỉ quan hệ tới sự phát triển một tỉnh, nó còn quan hệ đến chính sách của quốc gia có thể đẩy mạnh hay không. Tiếp, Nhâm Vi Phong suy nghĩ một chút về lời của Triệu Quốc Đống rồi nói. Theo tôi biết giáo sư hồi đại học của Chủ tịch Ứng chính là giáo sư Đại học Bắc Đại Vương Dương đang hợp tác cùng Trương Giật Kinh, Dư Hoan Niên, đây là nhân vật rất quan trọng. Tôi đoán y sẽ đại biểu Thanh Điểu Bắc Đại tiến vào công ty mới được thành lập. Nếu có thể mời Chủ tịch Ứng liên hệ thì tôi nghĩ ít nhất sẽ mời được Trương Giật Kinh đến An Nguyên chúng ta khảo sát. Triệu Quốc Đống nói ra điểm thứ hai. Nhâm Vi Phong gật đầu, nếu có mối quan hệ này thì về công hay tư ứng Đông Lưu cũng sẽ ra mặt. Thứ ba, đầu tư vào công ty này đến nhiều từ quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế, nói cách khác thái độ của quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ ảnh hưởng lớn đến việc công ty này chọn xây dựng ở đâu. Nếu chúng ta có thể thông qua vài con đường mời người phụ trách của quỹ đầu tư mạo hiểm đến An Nguyên chúng ta xem một chút, tôi nghĩ nó sẽ giảm bớt vài bất lợi, dù sao khu vực Trung Tây là rất xa lạ với quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế. Nhâm Vi Phong không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống đã phí nhiều tâm tư trong hạng mục này, không có quy hoạch chuẩn bị từ trước thì trong lúc nhất thời sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy. Thứ tư còn phải phái người sang Thượng Hải tìm hiểu, tôi đoán Thượng Hải là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của An Nguyên. Có lẽ Thượng Hải không để ý tới chúng ta, coi thường việc xếp chúng ta vào hàng đối thủ, nhưng như vậy sẽ tiện cho chúng ta tìm hiểu điều kiện của Thượng Hải mà đưa ra điều kiện ưu đãi hơn Thượng Hải. Quyển 11, chương 14. Tính cách Nhâm Vi Phong có điểm tương tự với Ninh Pháp, một khi nhận định sẽ lập tức đi làm. Khi Triệu Quốc Đống về nhà nghỉ, Nhâm Vi Phong liền tới tìm Ứng Đông Lưu. Gần tiếng sau Ứng Đông Lưu đã liên lạc với Vương Dương và hẹn thứ hai gặp ở Bắc Kinh bàn về thủ tục mời Trương Giật Kinh đến An Nguyên khảo sát. Điều này làm Nhâm Vi Phong rất hưng phấn. Công việc Ninh Pháp khá bận nên sáng hôm sau Nhâm Vi Phong mới có cơ hội báo cáo với Ninh Pháp. Khi Nhâm Vi Phong nói ra suy nghĩ và ý đồ của Triệu Quốc Đống ra, Nhâm Vi Phong lúc nhíu mày, lúc nhăn trán. Đây là quan điểm của Triệu Quốc Đống hay là quan điểm của người khác được cậu ta nói ra? Nhâm Vi Phong hỏi một câu rồi lập tức lắc đầu nói. Vi Phong, đây không phải quan điểm của Thái Chánh Dương. Tôi thấy là quan điểm của Triệu Quốc Đống. Ừ, cậu trẻ này không đơn giản, có thể hiểu rõ tình hình trong và ngoài nước như vậy, có cái nhìn đại cuộc, hiếm có. Bí thư Ninh, tôi cũng hiểu quan điểm của Triệu Quốc Đống rất thú vị. Nếu như có thể khiến Trung ương cho rằng An Nguyên phát triển sẽ mang tới tác dụng thúc đẩy khu vực xung quanh phát triển thì tôi tin rằng quan điểm này của Triệu Quốc Đống rất có thể tiến hành. Ninh Pháp một lúc lâu không trả lời quan điểm của Triệu Quốc Đống có thể áp dụng, nếu thật sự được Trung ương khẳng định thì đúng là hạng mục đã thành công một nửa. Về phần Ứng Đông Lưu đi liên lạc với giáo sư thì mặc dù tạo thành một chút tác dụng nhưng tuyệt đối không thể so sánh với trọng trách trên vai mình. Chẳng qua nhiệm vụ này không phải dễ hoàn thành, lần này lên Bắc Kinh sẽ phải gặp những lãnh đạo cao cấp nhất của quốc gia mà thuyết phục bọn họ đồng ý với quan điểm này. Chẳng qua Ninh Pháp cũng nắm chắc đôi chút, Trung ương Đảng Quốc vụ viện đưa ra chính sách phát triển khu vực Trung Tây. Căn cứ theo tin y biết thì Trung ương rất nhanh sẽ có hành động thực tế. Mà An Nguyên có vị trí địa lý đặc biệt,
làm như thế nào phát huy tác dụng đòn bẩy của An Nguyên thì phải xem thao tác của ỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên. Ứng Đông Lưu đã lên Bắc Kinh, lần đầu Ninh Pháp thấy Ứng Đông Lưu chú trọng một hạng mục như vậy. Từ trước đến giờ quan điểm phát triển của Ứng Đông Lưu và mình có khác nhau, quan điểm phát triển áp đảo tất cả của Ninh Pháp làm Ứng Đông Lưu ý kiến, cho rằng vừa phát triển kinh tế vừa phải chú ý những vấn đề khác, không thể mù quáng. Vì thế Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đã nhiều lần trao đổi với nhau. Hai người cũng thừa nhận vài quan điểm của đối phương, nhưng khi áp dụng vào trong công việc cụ thể sẽ sai khác đôi chút. Cũng may chuyện cụ thể không ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người. Nhưng hạng mục này Ứng Đông Lưu lại tỏ thái độ khác hẳn, điều này làm Ninh Pháp có cái nhìn khác về Ứng Đông Lưu. Tầm quan trọng của ngành sản xuất điện tử thông tin có lẽ Ứng Đông Lưu cũng đánh giá rất cao, đây là nguyên nhân mà Ứng Đông Lưu muốn thu hút hạng mục này vào. Mà Ninh Pháp cũng đồng ý với quan điểm đó. Vi Phong, tôi thấy ý tưởng của Triệu Quốc Đống có thể áp dụng. Như vậy đi, hai hôm tới tôi sẽ lên Bắc Kinh. Tốt nhất là chờ Chủ tịch Đông Lưu trở về, y cũng cần tìm vài bộ liên quan, đến lúc đó tôi lại đi, ngoài ra sợ rằng phải báo cáo với lãnh đạo Quốc vụ Viện, mong được bọn họ ủng hộ. Bên Thượng Hải nhất định cũng đang cố gắng nên áp lực của chúng ta là rất lớn. Triệu Quốc Đống cũng nói bên Thượng Hải sợ rằng không coi trọng chúng ta, đây là cơ hội của chúng ta. Điều kiện của Thượng Hải ở điểm này mặc dù tốt nhưng An Nguyên chúng ta lại ở vị thế rất quan trọng trong phát triển khu vực Trung Tây, tôi nghĩ chúng ta có thể thành công. Ở Trung Quốc chính trị áp đảo tất cả, hơn nữa điều kiện ở An Nguyên chúng ta cũng không phải không có. Nhâm Vi Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Cho nên chúng ta sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại, tôi thấy ngày kia mình sẽ lên Bắc Kinh, bên này anh quan tâm nhiều. Ninh Pháp suy nghĩ rồi nói. Tôi lo điều kiện của Hoài Khánh khó lọt vào mắt công ty kia, dù sao Hoài Khánh chỉ là thị xã nên vẫn kém. Cho nên ý của tôi là để Ando chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng bất chắc. Nhâm Vi Phong ngẩn ra rồi gật đầu nói. Điều kiện của Hoài Khánh đúng là kém một chút, để Ando chuẩn bị cũng là cần thiết. Chỉ là hạng mục này nếu rơi vào Ando thì... Vi Phong, không nên xem nhẹ giác ngộ chính trị của các đồng chí lãnh đạo thị ủy, ủy ban Hoài Khánh. Tôi tin trước quyết định có lợi cho kinh tế toàn An Nguyên phát triển của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thì bọn họ sẽ hiểu. Chuyện này tạm thời không nên thông báo với Hoài Khánh, vẫn bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Dù hạng mục này không thể tiến vào Hoài Khánh thì sau này vẫn có thể có hạng mục khác mà. Khu khai phát Hoài Khánh tăng điều kiện mềm lên cũng giúp bọn họ trong việc thu hút đầu tư. Ninh Pháp đứng lên nói. Về phần Triệu Quốc Đống đưa ra việc mời người phụ trách của quỹ đầu tư mạo hiểm đến An Nguyên khảo sát, tôi cảm thấy ý này rất tốt. Tôi sẽ bảo Chủ tịch Đông Lưu nhanh chóng bố trí. An Nguyên chúng ta không chỉ là tỉnh lớn về kinh tế và dân cư của đất liền, đồng thời cũng phải cố gắng tạo thành khu vực cao về tài chính, nhất là thành phố Ando. Tôi và Đông Lưu, Trấn Trung đã bàn và quyết định biến Ando thành trung tâm tài chính của khu vực Trung Tây, làm cho ưu thế tài chính của Ando mở rộng ra toàn bộ khu vực. Ra khỏi văn phòng Ninh Pháp, Nhâm Vi Phong cười khổ một tiếng. Triệu Quốc Đống và bên Hoài Khánh cố gắng nhiều ở việc này nhưng chuyện chưa thành công mà tỉnh ủy đã có kết luận. Thái độ sau đó của Ninh Pháp chính là không coi trọng Hoài Khánh, coi trọng Ando hơn. Nhâm Vi Phong cũng không có ấn tượng tốt gì với Ando. Dù là phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ando Miêu Trấn Trung hay thị trưởng thành phố Ando Diêu Văn Chí thì y đều có quan hệ không thân mật. Y cũng biết Diêu Văn Chí có quan hệ mật thiết với bí thư Ninh, y kính trọng Ninh Pháp nhưng không ảnh hưởng đến thái độ của y đối với Diêu Văn Chí. Nhưng ngược lại Nhâm Vi Phong rất coi trọng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống này mặc dù có lúc táo bạo nhưng chưa đầu 30 tuổi nếu không có tính cách này đúng là khác thường. Quan viên cũng là người thì sao không bị độ tuổi ảnh hưởng tới tính cách. Theo Nhâm Vi Phong thấy Triệu Quốc Đống làm rất tốt. Chẳng qua lần này sợ rằng Triệu Quốc Đống sẽ rất buồn bực, Nhâm Vi Phong khẽ lắc đầu. Triệu Quốc Đống không biết biến hóa đang diễn ra. Hắn mang theo chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Hoa Lâm Mai Giã Bình cùng với chánh văn phòng Ngô Cơ lên máy bay đi Hoài Khánh. Nhâm Vi Phong giao nhiệm vụ cho hắn là đến tìm hiểu tình hình bên Thượng Hải và tiếp xúc đám người Trương Giật Kinh. Nhiệm vụ này không quá khó khăn, chỉ cần có chút quan hệ ở hắn là tìm được điều kiện của Thượng Hải đưa ra. Đương nhiên anh không thể hiểu rõ mọi hành chính tiết, mà An Nguyên chỉ cần nắm giữ tình hình tổng thể là đủ. Thị trưởng Triệu, ngài cảm thấy cơ hội của Hoài Khánh là bao nhiêu? Không rõ, ưu thế của Thượng Hải là quá lớn. An Nguyên tập trung toàn bộ sức lực cạnh tranh với Thượng Hải thì còn có chút khả năng. Chủ tịch Ứng đã lên Bắc Kinh,
Tôi nghe Chủ tịch Nhâm nói Bí thư Ninh trong hai hôm nay cũng lên Bắc Kinh để gặp lãnh đạo Trung ương bàn về việc này. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi thản nhiên nói. Không quan tâm việc của tỉnh, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Điều kiện cứng của khu khai phát thì tôi thấy đã đủ, nhưng thiếu là điều kiện mềm, điểm này sau khi từ Thượng Hải về chúng ta còn phải chú tâm hơn nữa. Thị trưởng Triệu, hạng mục này có quy mô lớn như vậy, thật sự có thể tới Hoài Khánh sao? Chúng ta có thể thành cái áo cho người khác không? Ngu Cơ đột nhiên nói. Triệu Quốc Đống chấn động trong lòng và nhìn chằm chằm vào Ngu Cơ. Ngu Cơ có quê ở Thượng Hải, bây giờ còn có không ít họ hàng ở Thượng Hải, rất quen tình hình Thượng Hải nên lần này hắn mang cô theo. Triệu Quốc Đống cũng gọi cho Mê Á. Mê Á lúc này đã về Thượng Hải, cô có không ít bạn học đã vào làm ở chính quyền Thượng Hải, Triệu Quốc Đống hy vọng thông qua cô để hiểu một chút. Quyển 11, chương 15. Không thể loại trừ khả năng này, nhờ tỉnh giúp là con dao hai lưỡi. Nhưng điều kiện của Hoài Khánh không thể so sánh với các thành phố như Thượng Hải, cần có tỉnh ủng hộ thì mới có hy vọng. Nhưng trên tỉnh một khi đã quyết định thì sợ rằng lãnh đạo phải cân nhắc toàn diện, có lẽ cảm thấy Hoài Khánh sẽ không bằng An Đô. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mai Giã Bình vội vàng nói. Trên tỉnh không tham gia, chúng ta không có một chút hy vọng, tỉnh toàn lực ủng hộ thì Hoài Khánh còn có chút hy vọng. An Đô cũng tốt, Miên Châu cũng tốt, điều kiện chưa chắc đã hơn nhiều so với Hoài Khánh, trên tỉnh phải cân nhắc sự phát triển chung của toàn tỉnh. An Đô là thành phố lớn thì tôi thấy không nhất định cần có hạng mục đầu tư trong lĩnh vực hệ thống mạch điện này. Mà An Đô nên cân nhắc phát triển trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, như vậy có thể hỗ trợ cho ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh. Đương nhiên đây là ý kiến cá nhân của tôi. Ngu Cơ có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống. Ánh mắt của vị thị trưởng Triệu này đúng là người bình thường không thể so sánh, không ngờ còn có thể tính tới ngành công nghệ phần mềm và phần cứng hỗ trợ lẫn nhau. Ngu Cơ tin rằng người có ánh mắt này thì sợ Hoài Khánh không có mấy người. Thị trưởng Triệu, nếu An Đô có ý này thì chúng ta nên làm như thế nào? Ngu Cơ không bỏ qua chuyện này. Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra. Hắn nhìn Ngu Cơ. Mặc dù quyền quyết định ở tỉnh nhưng Hoài Khánh chúng ta cũng không thể không làm gì. Hoài Khánh chúng ta mặc dù có vài điểm không bằng An Đô nhưng cũng có rất nhiều ưu thế. Chẳng qua bây giờ nói mấy việc này còn sớm, chờ chính thức mời đoàn người Trương Giật Kinh đến An Nguyên là thấy rõ ràng. Máy bay hạ cánh, xe Mercedes, Ben 600 của tập đoàn Thương Lãng đã sớm chờ ở cửa ra vào. Đoàn người lần này thêm lệnh Hồ Triều thì có 4 người. Chủ nhiệm văn phòng Hoài Khánh ở Thượng Hải là Quách Siêu không biết lấy từ đâu thêm một xe Audi. Thêm xe Santana 2000 của văn phòng coi như là chuẩn bị chu đáo. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và thấy nên ngồi cùng đồng nghiệp sẽ tốt hơn. Triệu Quốc Đống vẫy tay ra hiệu cho lái xe của tập đoàn Thương Lãng rời đi. Cảnh này cũng được mấy người Mai Giã Bình, Quách Siêu thấy rõ. Chiếc xe biển Thượng Hải kia không thể là đồ buôn lậu. Thị trưởng Triệu, đây là bạn của ngài. Mai Giã Bình bây giờ khá quen với Triệu Quốc Đống nên nói chuyện cũng không quá rụt rè. Ừ, sợ tôi tới Thượng Hải không có xe không tiện nên cho mượn xe. Chẳng qua tôi thấy văn phòng Hoài Khánh ở Thượng Hải làm rất tốt, Audi cùng Santana 2000 coi như tạm được. Triệu Quốc Đống cười nói. Lão Quách, xem ra anh làm việc ở văn phòng khá tốt. Thị trưởng Triệu, ngài quá khen, xe Audi này là tôi thuê. Quách Siêu xoa xoa tay nói. Thị trưởng Triệu, điều kiện văn phòng không quá tốt, chỉ có xe Santana này. Bình thường cũng không dùng đến. Bây giờ Thượng Hải liên lạc với Hoài Khánh chúng ta càng lúc càng nhiều, nhất là các quan hệ hay có người đến Thượng Hải và tới văn phòng. Lão Quách, hôm nay tôi và chủ nhiệm Mai đến Thượng Hải có việc quan trọng phải làm, coi như kiểm tra năng lực của văn phòng. Cái khác không nói, nhưng có một việc về tôi sẽ cân nhắc. Văn phòng là đại biểu cho cửa sổ của Hoài Khánh ở Thượng Hải, có điều kiện tốt một chút là cần thiết. Triệu Quốc Đống lên xe rồi nói. Triệu Quốc Đống cùng Mai Giã Bình lên xe Audi, Quách Siêu cũng lên ghế trên ngồi. Mặc dù ở Thượng Hải nhưng tin tức của Quách Siêu không phải không có. Triệu Quốc Đống rất bá đạo ở Hoài Khánh là điều y sớm nghe thấy. Lần này Triệu Quốc Đống cùng chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát đến Thượng Hải nhất định là có nhiệm vụ quan trọng, Quách Siêu cũng đang nghĩ xem có thể dựa vào đối phương hay không. Xe Audi đưa Triệu Quốc Đống đến khách sạn quốc tế Quý Đô. Đây là khách sạn năm trước Triệu Quốc Đống khi cùng Tây Giang Ninh Lăng lên Thượng Hải thu hút đầu tư đã ở. Triệu Quốc Đống thấy khách sạn này tốt, 4 sao, bên cạnh có câu lạc bộ quốc tế Thượng Hải. Mai Giã Bình và Ngu Cơ lần đầu theo Triệu Quốc Đống ra ngoài,
Mai Giã Bình mặc dù chạy đi không ít nơi nhưng thấy Triệu Quốc Đống quen thuộc nơi này như vậy nên cũng có chút kinh ngạc. Lão Mai, công việc phải nắm chắc mà làm. Lão Quách, tôi cũng không nói vòng vo, mục đích lần này lên Bắc Kinh của tôi chỉ có một là tranh thủ một hạng mục. Mà người phụ trách hạng mục này đã tiếp xúc với Thượng Hải, có lẽ Thượng Hải cũng đưa ra không ít điều kiện ưu đãi, chúng ta bây giờ cần là tìm hiểu cụ thể điều kiện của Thượng Hải đưa ra là gì. Anh có thể vận dụng mọi mối quan hệ, theo tôi biết bọn họ chuẩn bị đầu tư vào Phổ Đông. Nếu như anh có quan hệ với chính quyền thành phố Thượng Hải hoặc ban quản lý Phổ Đông thì có thể nghĩ biện pháp, tình hình cụ thể thì anh bàn với Lão Mai. Ngu cơ, chị là người Thượng Hải nên có lẽ có không ít bạn bè, người thân ở đây. Chị cũng ra ngoài một chút, xem có quan hệ đáng tin không. Đây không phải bí mật quốc gia, cũng không phải hành vi vi phạm pháp luật, chúng ta cần là biết địch biết ta, xem có thể hiểu rõ ràng về việc này không. Triệu Quốc Đống dặn xong liền suy nghĩ một chút và gọi Quách Siêu, Ngu Cơ lại. Ngoài ra còn một việc đó là cần dặn hai người. Sắp tới Trung Quốc sẽ nghênh đón thời kỳ cao trào trong việc đầu tư vào ngành sản xuất hệ thống mạch điện, mà Thượng Hải là cửa sổ nhìn ra quốc tế của Trung Quốc nên có lẽ cũng là điểm trung tâm trong ngành sản xuất này. Cho nên tôi hy vọng mọi người vừa tìm hiểu vừa cố gắng hỏi xem có công ty nào muốn tới Thượng Hải khảo sát, có thể thu được bao nhiêu tin thì thu từng đó. Mặc dù bây giờ chưa dùng nhưng chuẩn bị vẫn hơn. Lão Quách, anh ở đây cũng thế, việc này rất quan trọng cho sự phát triển sau này của Hoài Khánh chúng ta đây là đoạt thịt trong miệng hổ. Theo Triệu Quốc Đống nhớ thì sau khi Trương Giật Kinh bắt đầu đầu tư vào đại lục, ngành sản xuất hệ thống mạch điện của Trung Quốc sẽ nghênh đón thời kỳ phát triển. Ngành sản xuất phát triển theo một quy luật nhất định, lấy giai đoạn 10 năm theo hình xin, bây giờ là cao trào, theo hắn nhớ sang năm sẽ là cơn sóng nhỏ. Mà thời kỳ cơn sóng nhỏ này giá thiết bị là khá thấp, nhận người trong lĩnh vực này cũng dễ, đây là nguyên nhân chủ yếu để quốc tế Hoa Tâm phát triển cực nhanh. Cơn sóng nhỏ nhanh chóng mở rộng, mà thời kỳ cao trào sẽ diễn ra ngay sau đó. Theo quốc tế Hoa Tâm tiến vào cũng khiến ngành sản xuất hệ thống mạch điện quốc tế dần tiến vào đại lục. Trong đó một phần lớn đầu tư vào Thượng Hải, mà Thượng Hải cũng mượn cơ hội này mà thành lập địa vị trung tâm của lĩnh vực hệ thống mạch điện. Mà bây giờ mình có thể thay đổi lịch sử hay không là điều Triệu Quốc Đống không dám chắc. Mùa đông Thượng Hải khá lạnh, Triệu Quốc Đống ngồi trong xe Mercedes, Benz mà có chút cô đơn. Triệu Trường Xuyên cũng nhận ra Triệu Quốc Đống có tâm trạng nên không nói gì. Xe nhanh chóng qua cầu, Trường Xuyên mời Triệu Quốc Đống đến xem tòa nhà thương lãng sắp khánh thành và đưa vào sử dụng, đồng thời mời anh trai đến xem hạng mục quảng trường quốc tế Thiên Thương đã chính thức khởi công. Đây là hạng mục đầu tư lớn nhất của công ty chí nghiệp Thương Lãng thậm chí cả tập đoàn Thương Lãng. Chỉ có tới Thượng Hải thì anh mới có thể cảm nhận được sức uy hiếp cực lớn của trung tâm kinh tế quốc gia này. Phổ Đông phát triển cực nhanh, Lục Gia Trụy, Trương Giang, Kim Kiều cũng dần trồi lên. Ở Thượng Hải giống như ngủ một giấc hôm sau sẽ thấy khu vực hôm qua là hoang vu, hôm nay đã là những tòa nhà cao ốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 11, chương 16. Đến xem xong quảng trường quốc tế Thiên Thương, Triệu Quốc Đống một lần nữa trở lại tòa nhà Thương Lãng. Tập đoàn Thương Lãng đã chính thức chuyển vào tòa nhà Thương Lãng, mà công ty chí nghiệp Thương Lãng cũng chính thức nhận quyền quản lý tòa nhà Thương Lãng. Có rất nhiều công ty, ngân hàng cảm thấy vị trí địa lý đẹp và ý tưởng kiến trúc đặc sắc của tòa nhà Thương Lãng nên muốn thuê. Điều này làm cho tâm trạng Trường Xuyên rất tốt. Đây cũng là nguyên nhân để y ngang nhiên cùng địa ốc Thiên Phu Thượng Hải cùng xây dựng quảng trường quốc tế Thiên Thương. Bởi vì cảm thấy bất động sản Thượng Hải còn khả năng tăng giá lớn nên y quyết định nắm bắt cơ hội này làm công trình lớn hơn nữa. Anh, có muốn em gọi chị Mẹ Á tới ngồi nói chuyện không? Trường Xuyên thấy tâm trạng ông anh không tốt nên nói. Ồ, Mẹ Á cũng ở đây. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ Mẹ Á lại ở trong Thương Lãng. Vâng, hình như là tới chỗ Mễ Linh. Văn phòng chủ tịch của Trường Xuyên không quá lớn nhưng bố trí rất hài hòa. Dù từ bàn làm việc, ghế hay sofa, rèm cửa đều khá thân thiện, không hề sang trọng như một chủ tịch tập đoàn vốn có. Được rồi, hai anh em ta ngồi là được. Mễ Á có chuyện của cô ấy, nếu không chờ lát rồi bảo lên cũng được. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Sản nghiệp của Thương Lãng năm nay đang đi ngược dòng nước. Mặc dù tốc độ tăng trưởng không bằng 2 năm trước nhưng cũng đỡ vất vả hơn năm trước. Mảng kinh doanh nước suối đã mở rộng sang Tây Bắc, lũng đoạn nước đóng chai ở cả vùng, chiếm thị phần trên 50%. Mà Thương Lãng cũng củng cố địa vị bá chủ ở Đông Bắc, Hoa Bắc. Phía Tây Nam, Trung Nam thì đang tiến hành huyết chiến với Wahaha và Nhạc Bách Thị.
Mà ở khu vực Hoa Đông, Thương Lãng cũng có chút khởi sắc nhưng không có đột phá lớn. Nhạc Bách Thị, Di Bảo và Cảnh Điền coi như vững vàng khống chế cục diện Hoa Nam. Trên thị trường nước suối cao cấp ngoài đẩy sản phẩm Thánh Thủy Trường Bạch ra, Đức Sơn đang cùng Trường Xuyên bàn mưu chọn một điểm nước cao cấp ở phía Tây. Kế hoạch sơ bộ là muốn đánh vào nước đóng băng, nhưng chọn địa điểm hai người có ý tưởng khác nhau. Mảng dược có thể nói phát triển cực nhanh. Công ty Dược Tân Châu và công ty Dược Hoàn Trung cùng phát triển, hiệu quả kinh người. Mà công ty công trình sinh vật Thương Lãng ở khu công nghệ cao Trương Giang Thượng Hải từ khi hoàn thành xây dựng đến bây giờ đã tạo được kỷ lục sản xuất nhanh nhất, hơn nữa vừa khai trương đã lãi lớn. Công ty công trình sinh vật Thương Lãng đã đẩy sản phẩm thực vật tinh hoa ra và được thị trường rất coi trọng. Hơn nữa Thương Lãng cũng chính thức đưa sản phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty công trình sinh vật Thương Lãng lên quảng cáo trong giờ vàng trên có chút thất vọng, cũng tài trợ nhiều cuộc thi đấu thể thao, bốn sản phẩm lớn của công ty công trình sinh vật Thương Lãng lập tức tạo cơn lốc ở Thượng Hải và Bắc Kinh, được tầng lớp có tiền ở hai thành phố này điên cuồng mua vào, ngay cả Lưu Thành cũng hâm mộ phương pháp kinh doanh của công ty công trình sinh vật Thương Lãng, cũng phái người tới học tập để sản phẩm mật ong của y có thể đạt hiệu quả tốt như vậy. Ngành dược đạt lợi nhuận cực cao khiến Trường Xuyên rất hưng phấn. Nhất là công ty công trình sinh vật Thương Lãng tấn công vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Việc phê duyệt cho sản phẩm loại này rất nhanh cũng khiến cho công ty công trình sinh vật Thương Lãng trong thời gian ngắn nhất đạt thành tích khiến người ta đỏ mắt. Trường Xuyên đã chính thức xác định ngành dược là ngành sản xuất chủ đạo của tập đoàn Thương Lãng, hơn nữa còn có dã tâm tiếp tục đầu tư thêm vào ngành này. Biến ngành dược thành điểm tăng trưởng lớn nhất của tập đoàn thay mảng kinh doanh nước suối. Công ty chí nghiệp Thương Lãng bây giờ đang đầu tư với quy mô lớn. Trường Xuyên cũng không mong nó trong thời gian này đạt được hiệu quả rõ ràng. Theo Triệu Quốc Đống nói, công ty chí nghiệp Thương Lãng trên thực tế chính là làm nhà đầu tư trong lĩnh vực buôn bán bất động sản. Thứ nhất có thể lợi dụng bất động sản tăng giá mà tăng tiền, thứ hai tài sản cố định của công ty chí nghiệp Thương Lãng sẽ là đổ thế chấp cho tập đoàn. Thương Lãng có thể nói đã lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn của quốc gia trong 2 năm khiến lãi suất của hệ thống ngân hàng không ngừng hạ mà mở rộng quy mô thật nhanh. Công ty công trình sinh vật Thương Lãng đã hoàn thành và bắt đầu có lãi. Quảng trường quốc tế Thiên Thương cũng đang thi công gấp rút. Đồng thời công ty công trình sinh vật Thương Lãng cũng quyết định thành lập chi nhánh ở tỉnh Hắc Hà, bây giờ đang bắt đầu động thổ, tranh thủ trong tháng 7-8 là thời kỳ thu hoạch lớn của mảng nước suối mà đầu tư vào đó. Hạng mục ở Hắc Hà được xác định từ nửa năm trước khi Trường Xuyên sang đó khảo sát. Hạng mục này được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hắc Hà cùng với đảng ủy, ủy ban thị xã Hưng An nhiệt liệt chào đón. Vốn đầu tư giai đoạn 1 dự tính trên 50 triệu, chuẩn bị biến công ty công trình sinh vật Thương Lãng Hắc Hà thành trụ sở lớn nhất châu Á trong lĩnh vực này, cũng là nơi để cung cấp trụ cột cho sự phát triển của công ty công trình sinh vật Thương Lãng. Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên cũng bàn về khả năng niêm yết lên thị trường chứng khoán của tập đoàn. Ở điểm này Trường Xuyên cũng đồng ý với Triệu Quốc Đống là cảm thấy không cần cấp thiết lên thị trường chứng khoán. Với tình hình tài chính hiện nay của Thương Lãng là không thiếu, lên thị trường chứng khoán có lẽ sẽ mang tới nhiều phiền phức. Mặc dù có thể khiến tập đoàn phát triển nhanh vì có thêm vốn nhưng không lên thị trường chứng khoán thì tập đoàn cũng có thể chuyển sang hướng tập đoàn hiện đại. Về phần sau này có niêm yết hay không phải xem tình hình phát triển của tập đoàn mà xác định sau. Chẳng qua Trường Xuyên lại ủng hộ công ty Tinh Lãng lên thị trường chứng khoán. Như vậy Thương Lãng coi như nắm cổ đông lớn trong một công ty trên thị trường chứng khoán, cũng tăng hình ảnh của tập đoàn Thương Lãng trên thị trường chứng khoán. Hai anh em nói chuyện hai tiếng như quên thời gian, đến khi Mễ Linh gọi tới thì hai người mới có phản ứng. Bữa trưa ăn ở khách sạn Kim Mộng Quân. Điều này cũng làm cho Triệu Quốc Đống cảm nhận đồ ăn ở khách sạn được xưng là khách sạn quốc tế cấp cao nhất của Thượng Hải. Diêu Văn Chí sau khi nhận được thông báo liền muốn gặp Ninh Pháp ngay. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Mình làm thị trưởng nếu xúc tiến hạng mục này tiến vào An Đô thì dù về công hay tư đều có nhiều lợi ích lớn. Về công quốc tế Hoa Tâm có thể đầu tư ở An Đô, khoản đầu tư trên 1 tỷ USD sẽ có tác dụng biến An Đô làm thành phố lớn nhất nội địa, cũng khiến các ngành sản xuất liên quan phát triển. Hơn nữa ngành sản xuất hệ thống mạch điện là ngành công nghệ cao, ô nhiễm môi trường thấp, đây là thích hợp nhất với tỉnh thành. Về tư mình đảm nhiệm thị trường có thể thu hút hạng mục khổng lồ như vậy thì thành tích là rất rõ ràng, lợi cho con đường phát triển sau này của mình. Như vậy cũng dễ dàng xúc tiến cho việc mình khống chế được khu công nghệ cao An Đô. Diêu Văn Chí lập tức gọi cho thư ký của Ninh Pháp, thư ký nói cho y bí thư Ninh đang cùng chủ tịch Ứng, Nhâm Vi Phong, Hồ Liêm bàn chuyện, có lẽ là nhằm vào việc lãnh đạo cao cấp của quốc tế Hoa Tâm đến thăm An Nguyên.
Diêu Văn Chí suy nghĩ một chút liền quyết tâm phải thống nhất tư tưởng với bí thư thị ủy Miêu Trấn Trung. Mặc dù trên tỉnh mới đầu muốn kéo quốc tế Hoa Tâm đến Hoài Khánh, hạng mục này từ đầu cũng do Hoài Khánh hoạt động, Hưng Hoài Khánh có tư cách gì nhận hạng mục lớn đến thế? Hạng mục quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào sẽ khiến GDP thành phố An Đô tăng mạnh, mà đối với thị xã nhỏ như Hoài Khánh muốn cung cấp những trợ giúp về ngành sản xuất liên quan cho quốc tế Hoa Tâm cũng là vấn đề không nhỏ. Cho nên Diêu Văn Chí cho rằng nếu quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào An Nguyên thì chỉ có thể chọn An Đô. Ninh Pháp không hề ngạc nhiên khi Miêu Trấn Trung, Diêu Văn Chí liên hệ với mình. Nếu Miêu Trấn Trung và Diêu Văn Chí phản ứng chậm thì y đúng là nghi ngờ đầu hai người này làm bằng gì. Ninh Pháp lên Bắc Kinh hoạt động cũng có hiệu quả. Lãnh đạo Trung ương và các bộ liên quan đều tỏ vẻ ủng hộ An Nguyên trở thành tỉnh có địa vị đặc biệt trong khu vực Trung Tây. Trung ương cũng ủng hộ quốc tế Hoa Tâm tiến vào khu vực Trung Tây phát triển. Nhưng chủ thể đầu tư của quốc tế Hoa Tâm khá phức tạp, tỷ lệ vốn nhà nước không quá lớn nên chủ yếu phải hỏi ý kiến của nhóm cổ đông chính, vì thế Trung ương không thể can thiệp quá mạnh vào hạng mục của quốc tế Hoa Tâm. Bên phái quốc tế Hoa Tâm đã nhận lời đến khảo sát An Nguyên. Làm như thế nào để quốc tế Hoa Tâm hài lòng về hoàn cảnh đầu tư và điều kiện của An Nguyên là quan trọng nhất. Ninh Pháp vừa về tỉnh liền triệu tập cuộc họp. Quyển 11, chương 17. Gió lạnh ban sáng từ bên ngoài cửa sổ tràn vào làm Triệu Quốc Đống thức dậy. Hắn nhìn cơ thể trắng nõn đang đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệu Quốc Đống không nhịn được lắc đầu và thở dài một tiếng. Chẳng qua hắn nghĩ thì thấy không có gì đáng để thở dài. Đêm qua có thể hái được đóa hoa hồi cấp 3 cũng đáng để hắn tự hào mà. Mông Mễ Á không lớn, đây là một cô gái có cơ thể nhỏ nhắn nhưng hơn ở chỗ gầy lại có chỗ hay của nó, đôi chân thon dài cân xứng, đường cong tuyệt mỹ. Mễ Á là người phụ nữ phóng khoáng không phải ở chỗ cô không biết giữ mình mà là tính cách và tâm trạng thoải mái, có thể ở bên là có duyên phận, có thể đi cùng nhau đều là duyên phận. Tối qua ăn xong Trường Xuyên và Mễ Linh liền đi, chỉ còn lại hai người. Mễ Á bây giờ đang làm việc ở ngân hàng Hối Phong. Cô bỏ qua ngân hàng Mỹ, kết quả lại làm ở Hối Phong, ngay cả Mễ Á cũng chỉ có thể nói mình có duyên với công việc nước ngoài. Hai người gặp lại nói chuyện rất vui vẻ, chuyện hồi cấp 3 như mới ngày hôm qua hiện về. Triệu Quốc Đống cũng không nhớ mình đã uống bao lâu, đã lâu rồi hắn không buông lỏng mình như vậy. Mễ Á mặt như tranh, nghiên cứu thản nhiên, ngón tay thon nhỏ như quanh quẩn trong đầu hắn. Tất cả diễn ra rất tự nhiên. Không thể nói ai chủ động. Ôm nhau, hôn nhau, cuối cùng triền miên trên giường, tiếng rên rỉ đầy sung sướng của Mễ Á vang vọng trong đêm đông. Mễ Á khẽ quay người lại, hai vú đang cao vút, bên dưới là đám cỏ đen rậm rạp cùng đôi chân thon khiến cô như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Mễ Á đi nhẹ nhàng trên thảm, trên mặt không hề có chút xấu hổ nào mà rất tự nhiên, hai vú nhảy lên như có quy luật, điểm đỏ như hoa hồng trong tuyết, đường cong hoàn hảo hiện ra theo từng bước đi của cô. Mễ Á đi tới giường rồi ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Cơ thể lạnh của cô nhanh chóng ôm lấy Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không nhịn được rên lên một tiếng. Đôi mắt đẹp và gò má ửng hồng của Mễ Á làm Triệu Quốc Đống không thể chống cự nổi. Một lúc lâu hai người vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm, Mễ Á khẽ nhấc mông lên bắt đầu mưa gió. Chuyện lần này rất quan trọng với anh. Mễ Á đặt tay Triệu Quốc Đống lên ngực mình, làm cho hắn thoải mái vuốt ve ngực mình. Cô không thấy có gì không ổn, thích là thích, trước mặt người ngoài còn cần chú ý nhưng khi có hai người mà phụ nữ xấu hổ, che đậy sẽ không còn ý nghĩa. Ừ, từ góc độ nào đó có thể thành một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực của cán bộ. Anh có thể thu hút thành công hạng mục này sẽ chứng minh anh một lòng vì công việc, hơn nữa còn đánh bại đối thủ cạnh tranh tức là anh có năng lực, thứ ba là thành công của anh hợp ý của lãnh đạo. Nhưng em cảm thấy Hoài Khánh của anh kém quá xa Thượng Hải. Mặc dù em không biết tình hình cụ thể nhưng theo anh nói thì em thấy Hoài Khánh không có mấy hy vọng. Mễ Á dựa má vào dưới cằm Triệu Quốc Đống. Không phải Hoài Khánh mà là An Nguyên, toàn tỉnh đang cạnh tranh với Thượng Hải. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Cho dù đối phương chọn An Nguyên nhưng có thể chọn Hoài Khánh sao? Nếu như vậy anh không phải phí công ư? Đó là một vấn đề đối với Hoài Khánh nhưng không phải với anh. Anh có ý gì? Lời Triệu Quốc Đống làm Mễ Á khó hiểu. Ý của anh là nếu anh chủ tịch tỉnh làm hết sức và khiến hạng mục này đầu tư vào An Nguyên, dù là ở Hoài Khánh hay thành phố khác thì anh cũng thành công được lãnh đạo coi trọng. Nếu như chọn thành phố khác của An Nguyên mà không phải Hoài Khánh, lãnh đạo thậm chí còn có thể thấy áy náy, cho rằng phải có bồi thường cho anh, như vậy thậm chí còn có lợi cho anh hơn là hạng mục vào Hoài Khánh.
nhưng anh không mong như vậy, anh hy vọng hạng mục tiến vào Hoài Khánh, bởi Hoài Khánh cần hạng mục này hơn, đây là cơ hội để sản xuất công nghiệp Hoài Khánh chuyển mình. Triệu Quốc Đống khẽ vỗ mông Mễ Á làm cô liếc yêu hắn. Mễ Á hơi nghiêng người để Triệu Quốc Đống nằm qua người cô, sau đó cô xoay người ôm lấy hắn. Chân Triệu Quốc Đống đặt dưới mông cô, một chút ẩm ướt thầm vào chân làm hắn động tâm. Vậy anh định làm như thế nào? Chính xác mà nói đây không phải do anh nhưng anh vẫn phải cố hết sức. Triệu Quốc Đống nghiêng người bò lên, cười hì hì nói. Được rồi, anh phải túm lấy mà, dịu dàng là thứ để thiêu đốt anh hùng, nơi này đã chôn vùi bao anh hùng. Được lợi còn kêu, đây đều là lý do mà đàn ông đặt ra, sự nghiệp thất bại đổ lên phụ nữ, đây là loại đàn ông em coi thường nhất. Nói rất hay nhưng nó là phổ biến mà. Triệu Quốc Đống giơ cằm Mễ Á lên hôn xuống. Mễ Á có một bạn học hồi đại học làm việc ở chính quyền thành phố Thượng Hải, mà bên quận Phổ Đông cũng có bạn học cùng khóa, bình thường có qua lại nhưng chưa đến mức có gì cũng nói. Muốn đạt được tin từ việc này là phải suy xét nhưng Triệu Quốc Đống không quá lo. Chỉ cần có con đường thì hắn tin với bản lĩnh của Mễ Á sẽ hỏi được. Tin tức của Mễ Á rất nhanh nhạy, sang hôm thứ hai đã có tin tức chính xác. Thượng Hải đưa điều kiện là thuế sản phẩm giảm xuống còn 70%, giá thuê đất giảm 50%, công ty được miễn thuế 5 năm, giảm 5 năm, chính quyền cũng cho vay vốn lãi suất thấp. Xem ra Thượng Hải cũng đã hạ quyết tâm. Ở nơi đất vàng như Thượng Hải thì dù quận Phổ Đông mới bắt đầu đưa vào khai thác mà giảm giá một nửa tức là chắp tay tặng khoản tiền đất hơn 100 triệu. Chỉ riêng từng này đã đủ để người ta sao động. Căn cứ theo tin tức nắm giữ thì Quốc tế Hoa Tâm đã nhiều lần khảo sát Phổ Đông. Cơ bản xác định nơi này. Anh sao phải cố sức như vậy? Em thấy tập đoàn của mình thì anh không quan tâm, việc này chẳng lẽ khiến anh không thể bỏ sao? Trường Xuyên ngồi trên ghế nhìn Triệu Quốc Đống đang mở xem tài liệu. Nếu không làm thì thôi, đã làm phải cố gắng hết sức, đây là điều tối thiểu của một người muốn thành công. Triệu Quốc Đống không buồn ngẩng đầu mà mở xem tin bên An Nguyên truyền tới. Việc trên Bắc Kinh đã có tiến triển rất tốt. Đám người Trương Giật Kinh rất nhanh sẽ tới khảo sát An Nguyên, đây là hy vọng duy nhất của An Nguyên. Nếu ngành này có tương lai phát triển như vậy thì chúng ta có nên đầu tư vào không anh? Trường Xuyên chớp chớp mắt. Trường Xuyên, chú đừng ở đó mà nghĩ viển vông. Ngành sản xuất hệ thống mạch điện không phải ai cũng có thể tham gia. Ngay cả công ty trong ngành và quỹ đầu tư mạo hiểm cũng phải chọn đối tượng thích hợp mà hợp tác. Ai nghĩ cứ tiến vào ngành sản xuất này là lãi lớn thì đó là suy nghĩ viển vông. Ngành này đầu tư lớn nhưng cũng rất mạo hiểm. Làm như thế nào để hoạt động tốt là phải tính trong thời gian dài, cũng cần cân nhắc vấn đề độc quyền và kỹ thuật, rất phức tạp. Không phải nhân viên chuyên nghiệp là khó có thể phát triển. Anh, hình như anh có nhiều điều phải suy nghĩ. Trường Xuyên có chút tò mò nhìn tới. Hắn ít khi thấy ông anh mình than thở như vậy. Triệu Quốc Đống không nói gì. Ngành sản xuất hệ thống mạch điện là ngành mới phát triển. Hơn nữa nó là ngành rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia sau này. Nhưng đây cũng là ngành sản xuất rất nguy hiểm, bởi vì nó cần đầu tư rất lớn từ đầu, còn phải liên tục nghiên cứu các sản phẩm mới. Ở điểm này Triệu Quốc Đống không rõ Trương Giật Kinh đã chuẩn bị đủ về tư tưởng chưa. Quốc tế Hoa Tâm mặc dù tụ tập được tài chính lớn nhưng 1 tỷ tiền đầu tư nghe thì nhiều nhưng chính thức đầu tư vào công ty ngành này thì lại không đáng gì. Mà đã đầu tư thì phải có lãi, nhà đầu tư không phải làm từ thiện. Mà quỹ đầu tư mạo hiểm càng muốn thấy công ty có đủ không gian để phát triển. Bởi vì ngành sản xuất hệ thống mạch điện có tác dụng rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia nên quốc gia mới không tiếc tất cả mà thúc đẩy ngành sản xuất này phát triển. Quốc tế Hoa Tâm sẽ mang tới nhân viên kỹ thuật và tài chính lớn từ Đài Loan sang, đoàn thể này một khi tiến vào nhất định sẽ có tác dụng lớn thúc đẩy ngành sản xuất hệ thống mạch điện của Trung Quốc lên. Nó tới phát triển thành công nhất định sẽ khiến cho nhân tài nghiên cứu của ngành quay về với Trung Quốc. Làm cho trong nước càng coi trọng ngành sản xuất này hơn. Cho nên theo Triệu Quốc Đống thấy Quốc tế Hoa Tâm dù là đối với An Nguyên hay là quốc gia thì đều phải thành công. Quyển 11, chương 18. Từ chuyến bay của Trương Giật Kinh tới An Đô đã có thể thấy được An Nguyên coi trọng chuyến khảo sát này của Quốc tế Hoa Tâm đến như thế nào. Trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh Trung Vạn Thái ra sân bay tự mình đón. Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong ở cửa ủy ban nhân dân tỉnh tiếp đón. Không nói công ty có rõ hàm nghĩa việc được coi trọng này hay không, nhưng phải biết bất cứ ngành sản xuất nào cũng biết tác dụng lớn khi chính quyền địa phương coi trọng. Trương Giật Kinh, Dư Hoa Niên cùng với Vương Dương được mời tới An Nguyên khảo sát, điều này có nghĩa Quốc tế Hoa Tâm không bài xích An Nguyên.
Dù trong lòng bọn họ quyết định chọn Thượng Hải nhưng bề ngoài cũng thể hiện muốn tới. Dù sao theo thời gian sau này thì An Nguyên là tỉnh lớn nhất ở khu vực Trung Tây Trung Quốc cũng là một mục tiêu không thể bỏ qua. Hôm thứ hai sau khi Triệu Quốc Đống về Hoài Khánh liền nhận được thông báo của tỉnh. Đám người Trương Giật Kinh sang hôm sau sẽ đến khảo sát khu khai phát Hoài Khánh, cũng chính là khu công nghệ cao điện tử thông tin do Hoài Khánh quy hoạch. Cả khu khai phát Hoài Khánh đã được chỉnh trang lại, nội thành Hoài Khánh cũng được quét dọn trang trí đẹp mắt. Xe chạy trên đường cũng được yêu cầu rửa sạch. Cảnh sát giao thông sớm đứng gác tại các nút quan trọng. Tất cả để mong nhà đầu tư có ấn tượng tốt. Triệu Quốc Đống và Lý Trường Giang sớm đứng chờ ở ranh giới giữa An Đô và Hoài Khánh. Chiếc xe Buick duy nhất của Cục Công an được đưa ra làm xe mở đường. Tiếng còi xe cảnh sát phía xa xa vang lên. Một xe Audi mở đường, phía sau là hai xe Toyota Coaster. Triệu Quốc Đống đi tới trước cửa xe Coaster đầu tiên, cửa tự động từ từ mở ra. Triệu Quốc Đống liếc mắt là thấy Nhâm Vi Phong đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trung niên. Lại đây Quốc Đống, tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là Trương Giật Kinh tiên sinh, Trương tiên sinh đây là phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh Triệu Quốc Đống. Trương Giật Kinh hơi nhướng mày và lộ ra vẻ ngạc nhiên. Y đã nghe đến tên Triệu Quốc Đống từ bạn Hong Kong của mình. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Quốc Đống y đúng là rất kinh ngạc khi đại lục có cán bộ trẻ như vậy, hơn nữa còn được ông bạn mình khen không dứt thì tất nhiên là không kém. Nói chuyện vài câu, Nhâm Vi Phong lại giới thiệu mấy người khác trong xe với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống được bảo lên xe. Đây vốn là chỗ của một vị phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng thấy Triệu Quốc Đống lên xe và nói chuyện vui vẻ với chủ tịch Nhâm nên biết ý nhường ra. Trương Giật Kinh đang thầm quan sát Triệu Quốc Đống. Trên thực tế y rất xa lạ với Hoài Khánh. Lúc ấy Hoài Khánh thông qua bên Hong Kong để liên lạc với y thậm chí không thể không tìm kiếm tên thị xã xa lạ này ở trên bản đồ. An Đô chính là thành phố được Trung Quốc xây dựng thành thành phố lớn nhất nội địa, nhưng so sánh với Thượng Hải hoặc là Thiên Tân thì kém hơn. Khu vực Trung Tây rất lạc hậu, đây là điều mà người bên ngoài nhận định từ trước đến giờ. Thị trường và tài chính mặc dù quan trọng nhưng Trương Giật Kinh cảm thấy quan trọng hơn cả là hoàn cảnh để gây dựng sự nghiệp. Nơi có thái độ phục vụ và hiệu suất tốt, phải thỏa mãn tài nguyên nhân lực thì nó càng quan trọng với một công ty vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Mà Thượng Hải chính là nơi thích hợp nhất trong mắt y. Triệu Quốc Đống cũng đang suy nghĩ về Trương Giật Kinh. Theo hắn thấy đối phương chính là một anh hùng đầy bi kịch, bỏ tập đoàn mình gây dựng, sau đó bắt đầu lại từ đâu, 10 năm rèn luyện như một vòng tròn nhưng không thể phủ nhận Trương Giật Kinh sẽ mang tới cơ hội và thúc đẩy ngành sản xuất hệ thống mạch điện của quốc gia. Bởi vì quốc tế hóa tâm tiến vào mới khiến quốc tế không còn phong tỏa được khoa học kỹ thuật của Trung Quốc trong lĩnh vực này, không thể không tham gia trò chơi này. Xe rất nhanh đến trụ sở ủy ban thị xã Hoài Khánh. Buổi sáng thị ủy ban tiến hành báo cáo, chưa nghỉ ngơi, chiều đoàn khảo sát đến xem sản nghiệp trụ cột và phương tiện trụ cột của Hoài Khánh, sau đó trọng điểm khảo sát tình hình khu khai phát Hoài Khánh và về An Đô. Tài liệu báo cáo rất cẩn thận, Trần Anh Lộc thay mặt thị ủy ban tự mình báo cáo. Y đã dành 2 ngày để nghiên cứu bản báo cáo này, còn phải nhớ kỹ nhiều chi tiết. Trong khi báo cáo, Trần Anh Lộc nói rất tốt, không thấy có gì là không ổn. Triệu Quốc Đống cảm thấy Hoài Khánh đã cố gắng thể hiện thành ý đến mức cao nhất, ngoài điều kiện mà tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tạm thời chưa đưa ra vì sẽ do tỉnh bàn với đối phương, các điểm khác đã thể hiện đến mức cao nhất. Ra khỏi phòng nghỉ của Trương Giật Kinh, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Trương Giật Kinh này là người rất thẳng thắn nên Triệu Quốc Đống lần này tới gặp cũng không đi vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Triệu Quốc Đống cũng không trực tiếp nói Hoài Khánh sẽ có chính sách ưu đãi như thế nào. Mà hắn rất biết cách giới thiệu hoàn cảnh của cả Hoài Khánh, từ chất lượng không khí, tài nguyên nước phong phú, đến khí hậu ôn hòa, cùng quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao điện tử thông tin của thị ủy ban Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống nói rất tốt và làm Trương Giật Kinh có ấn tượng tốt. Nhất là khi nói về xu thế và phương hướng phát triển của ngành sản xuất hệ thống mạch điện, Triệu Quốc Đống càng đưa ra quan điểm và những tồn tại trong sự phát triển sau này của quốc tế hoa tâm khiến Trương Giật Kinh phải giật mình. Trương Giật Kinh thậm chí nghi ngờ đối phương không phải phó thị trưởng ở đây mà là chuyên gia trong làm việc này nhiều năm rồi, hiểu rất rõ ưu khuyết điểm của quốc tế hoa tâm. Đồng thời cũng phân tích rất rõ ràng những vấn đề có thể xuất hiện của quốc tế hoa tâm, có những vấn đề ngay cả Trương Giật Kinh cũng không nghĩ tới. Trương Giật Kinh dành cả buổi trưa nói chuyện với Triệu Quốc Đống về xu thế phát triển của quốc tế hoa tâm, thậm chí cả ngành sản xuất hệ thống mạch điện Trung Quốc. Triệu Quốc Đống cũng không giấu giếm, nói hết những gì mình có thể nói ra.
kể cả hiện trạng và tương lai phát triển của quốc tế Hoa Tâm, đặc biệt còn đưa ra những cạm bẫy trong kỹ thuật, nghiên cứu và độc quyền. Trương Giật Kinh nói chuyện rất vui vẻ với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không có quá nhiều kiến thức chuyên môn về ngành hệ thống mạch điện, nhưng hắn giỏi ở chỗ có thể đoán được xu thế phát triển của lĩnh vực này, điều này làm Trương Giật Kinh rất hứng thú. Triệu Quốc Đống cũng nhân cơ hội nói ra vài quan điểm của mình. Ví dụ như Học viện Công nghiệp An Nguyên sẽ tham gia vào tổ nghiên cứu của quốc tế Hoa Tâm, xúc tiến kỹ thuật tiến thêm nữa, chính quyền cũng cung cấp những khoản tiền ưu đãi giúp quốc tế Hoa Tâm nghiên cứu kỹ thuật mới. Suy nghĩ này làm Trương Giật Kinh rất hài lòng. Đương nhiên Trương Giật Kinh cũng nói rõ phương tiện trụ cột của ngành sản xuất điện tử thông tin của Hoài Khánh quá kém, thiếu hoàn cảnh làm người ta có thể yên tâm phát triển. Nhất là quốc tế Hoa Tâm còn cần một loạt ngành nghề cùng hoàn thiện, ở điểm này Hoài Khánh chênh lệch quá lớn, đây là nhược điểm chết người của Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống cũng thừa nhận điều này và nói thị ủy, ủy ban Hoài Khánh cũng nhìn ra, công tác thu hút đầu tư ngành điện tử thông tin đang được đẩy mạnh, sẽ cung cấp điều kiện hấp dẫn nhất cho các công ty trong ngành tiến vào, đảm bảo trong thời gian ngắn nhất thấy hiệu quả. Hai tiếng thoáng cái qua đi, Trương Giật Kinh vốn chỉ cảm thấy gặp cho phải phép, nhưng vừa ngồi xuống y lại hận gặp quá muộn. Đến khi Triệu Quốc Đống chủ động nói rời đi vì còn việc buổi chiều, Trương Giật Kinh mới thôi. Cuộc khảo sát buổi chiều chủ yếu là cho phải phép. Đám người quốc tế Hoa Tâm rất hài lòng với hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh, điều này làm bọn họ thấy Hoài Khánh khác với thành phố sản xuất công nghiệp khác. Mà phương tiện trụ cột cùng điều kiện giao thông của khu khai phát cũng làm bọn họ chú tâm. Đương nhiên Hoài Khánh cũng có những khuyết điểm rất rõ ràng. Đến khi quốc tế Hoa Tâm về Ando, người của Hoài Khánh mới thở dài một tiếng. Quyển 11, chương 19. Nhìn đoàn xe rời đi, Hà Chiếu Thành có chút uể oải nhìn Trần Anh Lộc sau đó nhíu mày nói. Bí thư Trần, tôi thấy hạng mục này sợ rằng không thể vào Hoài Khánh chúng ta. Trần Anh Lộc có chút giật mình rồi gật đầu nói. Lão Hà, anh thấy sao? Ừ, giọng của Chủ tịch Nhâm rất hàm hồ, nhất là thể hiện rõ trước mặt chúng ta nhưng không nói trước mặt Quốc Đống. Lời này còn không rõ sao? Hà Chiếu Thành nhăn nhó nói. Bí thư Trần, chỉ sợ ngài cũng nhận được tin tức. Bên Ando đang chuẩn bị, xem ra đoàn người quốc tế Hoa Tâm về sẽ tới khảo sát khu công nghệ cao Ando, ha ha, có người hái đảo rồi. Mặt Trần Anh Lộc cũng xa sầm lại, y đương nhiên cũng nhận được vài tin tức nhưng không quá xác định. Chẳng qua nếu Ando thật sự muốn cạnh tranh với Hoài Khánh, y biết Hoài Khánh gần như không có hy vọng. Đúng như quốc tế Hoa Tâm nói, Hoài Khánh thiếu là trụ cột liên quan trong ngành sản xuất này. So sánh với Ando thì trụ cột của họ hơn xa Hoài Khánh, hơn nữa lực lượng nghiên cứu khoa học cũng hơn Hoài Khánh một bậc. Hơn nữa thành phố Ando là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của toàn tỉnh, đồng thời lại được Trung ương toàn lực xác định làm trung tâm tài chính của khu vực Trung Tây, điều kiện giao thông cũng có ưu thế không thể so sánh. Ưu thế lớn nhất của Hoài Khánh là hoàn cảnh tự nhiên, chất lượng không khí và tài nguyên nước phong phú, mấy điểm này có sức hấp dẫn lớn đối với ngành sản xuất hệ thống mạch điện. Hơn nữa khu khai phát còn chuyên môn dành ra 5.000 mẫu đất để phát triển lĩnh vực này, điện, nước thông tin đầy đủ, đất bằng phẳng, cây xanh phong phú. Bưu điện thị xã Hoài Khánh trước đó thông qua Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều toàn lực hoạt động cũng đang nhanh chóng mở rộng quy mô, rất nhanh đạt được năng lực thông tin không thua gì Ando. Đây là điều làm quốc tế Hoa Tâm đánh giá không mấy thị xã ở đất liền đạt được. Hy vọng lớn nhất của Hoài Khánh là mong tỉnh ủng hộ. Nếu tỉnh có thể ủng hộ về chính sách, tài chính cho khu khai phát Hoài Khánh, như vậy sẽ có thể giảm đi nhược điểm của Hoài Khánh. Nhưng bây giờ sao tỉnh lại đổi thái độ? Trần Anh Lộc im lặng không nói. Triệu Quốc Đống cùng Đặng Nhược Hiền đưa khách tới Quy Ninh mới về. Trần Anh Lộc không biết Triệu Quốc Đống có nhận được tin ở vấn đề này không? Thái độ của Nhâm Vi Phong khá mập mờ nhưng không phải đại biểu cá nhân đối phương. Làm bí thư thị ủy, y hiểu vị thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong này có quan hệ không quá tốt với Ando. Y nếu đã ám chỉ thì có nghĩa lãnh đạo chủ yếu có ý ở việc này. Đây mới là điều Trần Anh Lộc lo nhất. Hà Chiếu Thành thở dài một tiếng, thực ra lúc đầu khi Triệu Quốc Đống đưa ra ý này thì y cũng thấy không quá thực thế. Nhưng Triệu Quốc Đống, Đặng Nhược Hiền cùng với Hứa Kiều đều cố gắng, muốn Hoài Khánh đạt được đột phá trong ngành sản xuất điện tử thông tin. Nhưng điều này có dễ làm như vậy không? Hoài Khánh không có sản nghiệp trụ cột trong lĩnh vực này. Dựa vào mấy lời nói mà muốn phát triển lĩnh vực này thì theo Hà Chiếu Thành thấy là nằm mơ giữa ban ngày. Hội nghị thường trực ủy ban không có thái độ rõ ràng, đến khi Trần Anh Lộc nói tán thành thì y mới tỏ vẻ ủng hộ nhưng trong lòng vẫn rất nghi ngờ.
khi Triệu Quốc Đống về Hoài Khánh liền nhận được điện của Trần Anh Lộc bảo y tới văn phòng Trần Anh Lộc. Điều Trần Anh Lộc lo chính là điều Triệu Quốc Đống đang lo. Nhất là khi Trần Anh Lộc nói ra thái độ của Nhâm Vi Phong với Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống liền im lặng. Đi hỏi Nhâm Vi Phong không có tác dụng gì. Hoạt động của An Đô là điều Triệu Quốc Đống biết được. Trên đường Nhâm Vi Phong cùng Trương Giật Kinh cũng nói với Triệu Quốc Đống là ngày mai, ngày kia quốc tế Hoa Tâm sẽ ở An Đô. Ngày thứ ba tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ do Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu ra mặt nói chuyện với khách, tối còn do Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp tự mình bày tiệc tiếp khách. Đây coi như An Nguyên thể hiện thành ý lớn nhất để đạt được hạng mục này, nhưng hạng mục này sẽ thuộc về Hoài Khánh sao? Để mặc hay tiếp tục cố gắng? Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Xem ra ngu cơ cùng mê á đúng là nói chuẩn. Mình tốn hết tâm trí, khu khai phát không tiếc tiêu tiền, thị xã cũng bỏ rất nhiều tiền để tạo hoàn cảnh tốt đẹp nhưng lại có kết quả này. Có phải trò cười cho thiên hạ không? Bí thư Trần, ý của ngài là... Ôi, tôi cũng đang hoang mang, về lý thì Hoài Khánh chúng ta chuẩn bị từ đầu, từ quy hoạch khu công nghệ cao điện tử thông tin đến một loạt hoạt động nhằm vào hạng mục này, có thể nói thời gian trước đó đều do Hoài Khánh chúng ta tự hoạt động, nhưng kết quả lại là như vậy. Tôi không cam tâm. Trần Anh Lộc cũng suy nghĩ hậu quả khi hạng mục không đạt được hạng mục này. Từ trên xuống dưới khu khai phát Hoài Khánh đã quanh quẩn bên hạng mục này vài tháng. Bởi vì nghĩ tới hạng mục này sẽ dùng tới diện tích lớn nên đã đầu tư rất nhiều tiền vào khu đất đó. Bây giờ lại xảy ra chuyện, hạng mục này nếu không đầu tư vào Hoài Khánh mà đến An Đô thì đúng là không thể ăn nói với mọi người. Bí thư Trần, tôi cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết. An Đô bây giờ đã có hành động nhưng không có nghĩa bọn họ nắm chắc phần thắng. Chưa tôi đi gặp Trương Giật Kinh tiên sinh, nói chuyện rất hòa hợp. Cao tầng của quốc tế Hoa Tâm thì tiếng nói của Trương Giật Kinh trong hạng mục này là lớn nhất. Dù là trên tỉnh cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của quốc tế Hoa Tâm. Tôi cảm thấy chúng ta không nên tự nhận thua. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Lùi một vạn bước thì dù quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào An Đô, chúng ta cũng không tổn thất quá lớn. Hoài Khánh đã xây dựng quy hoạch ngành sản xuất điện tử thông tin làm sản nghiệp trụ cột thì sẽ không vì một hạng mục này mà thay đổi. Hạng mục quốc tế Hoa Tâm làm người ta thèm muốn nhưng không phải là trông mong duy nhất của chúng ta. Ngành sản xuất điện tử thông tin của Hoài Khánh chúng ta không thể nào treo cổ tự tử trên một thân cây. Khu khai phát Hoài Khánh có điều kiện tốt như vậy, tôi không tin không ai tới. Sự tự tin và cố chấp của Triệu Quốc Đống làm vẻ mặt Trần Anh Lộc dịu đi đôi chút. Chẳng qua y cũng nghe ra sự không yên tâm của Triệu Quốc Đống đối với hạng mục này. Quốc Đống, cậu thấy chúng ta có bao hy vọng? Không khí trong phòng trở nên căng cứng, Triệu Quốc Đống không tiện trả lời. Không thể nghi ngờ An Đô có ưu thế quá lớn. Bí thư thị ủy Miêu Trấn Trung kiêm chức phó bí thư tỉnh ủy, xếp hạng trong tỉnh thì chỉ kém Ninh Pháp, Ứng Đông Lưu cùng Yến Nhiên Thiên. Mà thị trưởng Diêu Văn Chí bây giờ lại được Ninh Pháp tin tưởng, một lòng cất nhắc y lên. An Đô còn có điều kiện tốt hơn nhiều so với Hoài Khánh. Nếu như tỉnh còn ủng hộ An Đô thì Hoài Khánh không còn hy vọng. Bí thư Trần, tôi chỉ có thể nói chúng ta làm hết sức, tôi không thể có câu trả lời chính xác với ngài. Triệu Quốc Đống nói xong liền lắc đầu nói. Chẳng qua tôi vẫn nói câu kia, quốc tế Hoa Tâm không chọn Hoài Khánh chúng ta, không có nghĩa là Hoài Khánh không có sức hấp dẫn. Tôi không phục, An Đô có ưu thế của họ, chúng ta có sở trường của mình. Nếu nói tỉnh đưa ảnh hưởng chính trị vào vấn đề kinh tế thì tôi thua. Có lẽ nếu ngài là thường vụ tỉnh ủy, Hoài Khánh chúng ta là thành phố cấp phó tỉnh thì tôi có thể nói An Đô không có phần thắng trong cuộc đua này. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Trần Anh Lộc chỉ có thể cười khổ. Triệu Quốc Đống này mặc dù nói chuyện luôn ngông cuồng như vậy, nhưng thực ra cũng nói ra sự khó chịu trong lòng Trần Anh Lộc. Cũng bởi vì Hoài Khánh nhờ tỉnh ủng hộ mà bị An Đô vung đao đoạt tiền, như vậy không bằng để Hoài Khánh tự vận động. Ngay cả thất bại cũng không đến mức tức giận như thế này. Quyển 11, chương 20. Ngay khi Trần Anh Lộc, Triệu Quốc Đống đang đầy tức tối, Diêu Văn Chí lại đang vui vẻ. Cuộc khảo sát của quốc tế Hoa Tâm ở An Đô đã đạt được kết quả khả quan. Mặc dù quốc tế Hoa Tâm không tỏ thái độ gì nhưng Diêu Văn Chí có thể cảm nhận bọn họ khá hài lòng nếu đầu tư vào An Đô. Nhất là khu công nghệ cao. Những vị khách đến thăm nhiều công ty điện tử tuy khác với ngành sản xuất hệ thống mạch điện nhưng dù sao cũng là ngành điện tử, điều này chứng tỏ An Đô có nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Hơn nữa lực lượng nghiên cứu khoa học hùng hậu của thành phố An Đô là điều mà các thị xã khác không thể so sánh. Mặc dù so sánh với mấy thành phố lớn như Thượng Hải thì bên An Đô cũng không kém quá nhiều. Chẳng qua ở bên mảng thị trường thì bảo thủ hơn thôi.
nhưng một khi phát triển nó sẽ mang tới hiệu ứng không thể coi nhẹ. Nhưng quốc tế Hoa Tâm chưa tỏ thái độ rõ ràng làm Diêu Văn Chí có chút lo lắng. Y không coi Hoài Khánh là đối thủ cạnh tranh, y lo nhất chính là Thượng Hải. Thượng Hải là trung tâm tài chính của Trung Quốc, Diêu Văn Chí tự nhận điều kiện của An Đô còn kém so với Thượng Hải, vì thế cần chính sách của quốc gia và tỉnh ủng hộ bù đắp. Vì vậy y cũng lên báo cáo với bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp. Nhưng Ninh Pháp chỉ yêu cầu An Đô chuẩn bị đầy đủ, thể hiện mặt tốt nhất của An Đô cho quốc tế Hoa Tâm thấy, vấn đề khác lại không tỏ thái độ nên làm Diêu Văn Chí có chút buồn bực. Miêu Trấn Trung bình thường không quá quan tâm công việc bên ủy ban nhưng hạng mục này lại rất chú trọng. Vì thế mình đã cùng đối phương đến gặp Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu, mong được hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy ủng hộ. Nhất là bên Ứng Đông Lưu, Miêu Trấn Trung còn mơ hồ dùng gì đó dụ dỗ để Ứng Đông Lưu phải ủng hộ hạng mục này đến An Đô. Ứng Đông Lưu nói hàm hồ làm Miêu Trấn Trung rất không hài lòng. Khách sạn quốc tế Cẩm Giang rất đẹp, lúc này tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh bày tiệc đón đoàn khảo sát của quốc tế Hoa Tâm tại đây. Khách sạn này là khách sạn 5 sao nổi tiếng từ lâu tại thành phố An Đô, nơi này nằm cạnh dòng sông, hoàn cảnh thiên nhiên đẹp, cây xanh nhiều. Cảm ơn sự nhiệt tình của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên. Tôi thay mặt mọi người của quốc tế Hoa Tâm xin cảm ơn. Vương Dương là giáo sư Đại học Bắc Đại, lại là một nhân viên trong Hội đồng Quản trị Quốc tế Hoa Tâm, y hiểu về cục diện chính trị và giao lưu xã hội hơn với các vị đồng nghiệp Đài Loan. Cho nên Trương Giật Kinh cùng Dư Hoa Niên đề cử Vương Dương thay mặt cảm ơn. An Nguyên là một nơi có lịch sử lâu dài trong Trung Quốc chúng ta, nhiều danh nhân xuất hiện. Quốc tế Hoa Tâm chúng tôi mới thành lập và được mọi người ủng hộ. Thông qua mấy ngày khảo sát tại An Nguyên, tôi và các vị cùng đi đúng là cảm thấy khiếp sợ vì thay đổi của nội địa. An Nguyên là tỉnh lớn về kinh tế của nội địa, sự phát triển xã hội, kinh tế đúng là vượt xa tưởng tượng của chúng tôi, làm chúng tôi có ấn tượng sâu sắc. Miêu Trấn Trung lạnh nhạt nghe Vương Dương nói chuyện, từ những lời nói khen ngợi của vị giáo sư Vương Dương này, nhưng đối phương vẫn không đi vào chủ đề chính, xem ra sau bữa tiệc này hai bên cần trao đổi chính thức. Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đều nở nụ cười giống như rất tự tin về khả năng quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào An Nguyên. Phải nói lãnh đạo Trung ương đặt nhiều kỳ vọng vào việc An Nguyên có thể hấp dẫn hạng mục này. Làm tỉnh đi đầu của khu vực Trung Tây, nếu hạng mục này rơi vào An Nguyên, đó chính là tin tức quá tốt. Miêu Trấn Trung bình thường không quan tâm công việc cụ thể của chính quyền, nhưng điều này không có nghĩa là y buông thả công việc bên chính quyền. Theo y thấy bí thư thị ủy chỉ phụ trách phương hướng, đại cuộc là đủ. Phương hướng là gì? Phương hướng chính trị, đó là chủ đề vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Bí thư thị ủy cần có khả năng quan sát và cái mũi nhạy bén. Nếu không làm được điều này thì bí thư đó không làm tròn chức trách. Đại cuộc là gì? Đó chính là tiết tấu và công việc trung tâm trong từng giai đoạn, phải biết nặng nhẹ, đây chính là thử thách sức phán đoán và khả năng phân tích của bí thư. Chuyện lớn là gì? Nói một cách đơn giản đó là trọng điểm và tâm điểm của công việc cụ thể. Nếu như bí thư luôn phóng đại công việc hàng ngày thì sớm muộn sẽ có việc. Anh có thể không hỏi tình hình công việc hàng anh, nhưng anh tuyệt đối không thể bỏ qua công việc trọng điểm mà dân chúng chú ý cùng với công tác trọng tâm liên quan đến quốc kế dân sinh. Vấn đề này rất rộng, làm như thế nào nắm bắt chính xác, cũng cần biến hóa phù hợp hoàn cảnh. Đương nhiên quản ba cái này chính là một đó chính là sử dụng cán bộ. Nếu anh không làm được chính là sự bất lực. Ví dụ như hạng mục quốc tế Hoa Tâm lần này chính là việc lớn. Y là bí thư thị ủy nhất định phải đích thân quan tâm, không thể để một tay Diêu Văn Chí thao tác. Nghĩ đến trong thời gian này Diêu Văn Chí cùng thường vụ thị ủy kiêm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát công nghệ cao Lô Vệ Hồng đi lại khá gần, Miêu Trấn Trung có chút cảnh giác. Bữa tối kết thúc trong không khí hài hòa, mặc dù quốc tế Hoa Tâm không có tỏ rõ thái độ mình sẽ đầu tư vào An Nguyên, nhưng dù là Vương Dương hay Trương Giật Kinh cùng Dư Hoa Niên đều tỏ vẻ đánh giá cao tương lai phát triển của An Nguyên. Cũng nói rất hứng thú về thành ý thu hút đầu tư của An Nguyên. Sau bữa tiệc chính là thời gian quan trọng để hai bên nói chuyện. Tham gia hội đàm ngoài Ninh Pháp, Ứng Đông Lưu còn có Miêu Trấn Trung, Nhâm Vi Phong, Hồ Liêm và Trung Vạn Thái. Bên phía quốc tế Hoa Tâm cũng có 6 người. Cuộc nói chuyện kéo dài 2 tiếng, bên quốc tế Hoa Tâm nói thẳng suy nghĩ của mình, nói ra bất lợi của An Nguyên, nói về xu thế phát triển lĩnh vực hệ thống mạch điện của quốc tế. Cũng nói về quy hoạch phát triển của quốc tế Hoa Tâm trong giai đoạn này. Triệu Quốc Đống một mực ở bên ngoài khảo sát quốc tế Cẩm Giang. Hắn biết bữa tiệc này toàn lãnh đạo cao cấp của tỉnh ủy. Mai quốc tế Hoa Tâm sẽ rời khỏi An Đô,
sang Hong Kong và về Đài Loan, sau đó xác định địa điểm đầu tư. Có lẽ rất nhanh bọn họ sẽ có quyết định. Hắn bây giờ rất bất đắc dĩ nhưng vì không cam tâm nên muốn làm lần cuối cùng. Khi lãnh đạo tỉnh ra khỏi khách sạn, Triệu Quốc Đống biết cuộc nói chuyện đã kết thúc. Hắn cũng biết lần này quốc tế Hoa Tâm vẫn chưa có hứa hẹn nên vẫn còn một tia hy vọng. Hắn gọi cho thư ký của Trương Giật Kinh, đối phương bảo hắn chờ, 5 phút sau Trương Giật Kinh mời hắn lên. Ngoài Trương Giật Kinh còn có Dư Hoa Niên và Vương Dương ở trong phòng khách. Trương Giật Kinh đã kể cuộc nói chuyện giữa y và Triệu Quốc Đống mấy hôm trước cho hai người kia nghe. Bọn họ đều tò mò về Triệu Quốc Đống. Cuộc nói chuyện khá đơn giản, Triệu Quốc Đống cũng không muốn nói nhiều. Hắn chỉ hy vọng quốc tế Hoa Tâm thận trọng chọn điểm đầu tư, nhấn mạnh ưu thế An Nguyên là tỉnh lớn nhất khu vực Trung Tây, ưu thế về hoàn cảnh tự nhiên và lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời Triệu Quốc Đống cũng không hề khiêm tốn lộ rõ quyết tâm của Hoài Khánh trong lĩnh vực hệ thống mạch điện. Thái độ gần như ngông cuồng của Triệu Quốc Đống làm ba người kia có chút ngạc nhiên. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy bọn họ không hề phản cảm nên càng không việc gì phải khiêm tốn. Như vậy cũng khiến đối phương có ấn tượng sâu về mình. Thị trưởng Triệu, xin thứ cho tôi nói thẳng, tôi rất bội phục về sự hiểu biết và phán đoán về tình hình phát triển của lĩnh vực này. Hơn nữa anh cũng có thể cảm nhận rõ lĩnh vực này về sau cần chú ý việc gì, điểm này rất khó đạt được. Thậm chí có vài vấn đề ngay cả chúng tôi cũng chưa nghĩ đến. Đây không phải là lời khen mà là cái nhìn chung của tôi và hai vị đồng nghiệp. Trương Giật Kinh nghe xong Triệu Quốc Đống nói, y suy nghĩ một chút. Nhưng anh cũng biết lĩnh vực hệ thống mạch điện là ngành sản xuất đầu tư lớn và rất mạo hiểm. Chúng tôi cần có trách nhiệm với các nhà đầu tư. Điều kiện của An Nguyên rất tốt, lãnh đạo tỉnh cũng tỏ thái độ rõ ràng, điều này tôi cảm nhận được. Phải nói Thượng Hải và An Nguyên đều có ưu thế riêng, chúng tôi cũng không muốn gây khó dễ gì cho hai bên. Sau khi về chúng tôi sẽ cùng các nhà đầu tư và hội đồng quản trị nghiên cứu cẩn thận nhưng có chút chuyện không thể không nói một điều với anh. Trương Giật Kinh do dự một chút và không nói tiếp. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Trương tiên sinh, không quan hệ, xin mời tiếp tục. Quyển 11, chương 21. Nếu chúng tôi thật sự chọn An Nguyên thì sẽ chọn An Đô chứ không phải Hoài Khánh. Dù sao Hoài Khánh kém An Đô quá nhiều. Ví dụ như người Đài Loan ở An Đô nhiều hơn Hoài Khánh rất nhiều, tôi muốn cho đoàn của mình có cuộc sống thích hợp, điểm này không quan hệ tới cố gắng của anh, mong anh thông cảm. Trương Giật Kinh có chút nuối tiếc xua tay nói. Nói thật tôi hy vọng anh có thể làm thị trưởng thành phố An Đô, như vậy có lẽ tôi có thêm tự tin khi chọn tỉnh An Nguyên. Tôi thích quan hệ với quan chức chính phủ hiểu chỗ khó xử cho các công ty, lại nhiệt tình và có ý tốt suy nghĩ cho công ty chúng tôi như anh. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, dù là đối phương chọn An Nguyên hay Thượng Hải thì Hoài Khánh cũng không có cơ hội. Đối phương nói không sai, Hoài Khánh không thể đạt được điều kiện như An Đô, ví dụ như hoàn cảnh nhân văn và xã hội như Trương Giật Kinh nói. Thành phố An Đô là thành phố lớn nên các phương diện là rất tốt. Nhưng Triệu Quốc Đống rất muốn hỏi một câu, đây là đầu tư xây dựng nhà máy chứ không phải là du lịch. Nhưng hắn cảm thấy lời này không thích hợp nên thôi. Đã như vậy Triệu Quốc Đống cũng không cần nói thêm gì nữa. Ba người đều tỏ vẻ nuối tiếc, đều mời hắn lại nói chuyện, cũng đưa ra không ít ý kiến tốt cho việc phát triển ngành sản xuất điện tử thông tin của Hoài Khánh. Ra khỏi khách sạn, Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Đối với hắn mà nói chuyện này có vẻ đã kết thúc. Triệu Quốc Đống cẩn thận phân tích thì thấy có những điều Hoài Khánh đúng là không thể thay đổi, nhưng có những thứ đáng để tham khảo. Ví dụ thiếu về nhân lực mà Dư Hoa Niên nói, dùng cách nào để hấp dẫn nhân tài đến Hoài Khánh, thành lập một cơ chế khen thưởng là cần thiết, mà nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao lại hay lưu động. Anh hấp dẫn bọn họ còn phải lưu bọn họ lại, làm như thế nào để lưu lại thì ngoài phát triển không gian, hoàn cảnh tự nhiên thì còn cần có không khí nhân văn. Tại sao bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học hàng hiệu lại muốn ở thành phố lớn mà không muốn về thành phố nhỏ? Mặc dù công việc không tốt cũng không muốn thay đổi. Văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế là điều khiến người ta phải cân nhắc trong cuộc sống. Thành phố, thị xã nhỏ có chênh lệch rõ ràng với thành phố lớn. Nếu như Hoài Khánh xây dựng điện tử thông tin là sản nghiệp trụ cột thì nhất định phải tạo hoàn cảnh sống tốt đẹp, mà muốn mà như vậy thì còn cần cải thiện ở nhiều phương diện. Đương nhiên cải thiện cũng có điều kiện, có quan hệ mật thiết với tình hình tài chính của địa phương. Ví dụ như xây dựng một nhà hát lớn hoặc hội chợ triển lãm, hoặc là xây dựng nhà thi đấu, thư viện đều cần có tài chính lớn. Mà thành phố không có thực lực tài chính mạnh có thể đầu tư tốt ở vấn đề này là rất khó khăn. Mà nếu thiếu giải trí, văn hóa nghệ thuật thì sẽ làm thành phố đó giảm sức hấp dẫn,
gây tác dụng phụ trong sự phát triển kinh tế của thành phố. Làm như thế nào để phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn này chính là xem năng lực của đảng ủy, chính quyền địa phương. Cù Vận Bạch thấy rõ tâm trạng Triệu Quốc Đống không tốt. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống rất bận, thời gian về An Đô không nhiều. Lúc trước cô còn nghĩ có phải là Lưu Nhược Đồng ở bên đó, nhưng sau cô phát hiện Triệu Quốc Đống vẫn đi thu hút đầu tư nên thông cảm cho hắn. Cù Vận Bạch mơ hồ biết bên ngoài Triệu Quốc Đống có hai hồng nhan tri kỷ. Chủ câu lạc bộ dưỡng sinh phụ nữ Nhạn Nam Phi có rất nhiều quan hệ với Triệu Quốc Đống, nhưng cô không quá chú ý. Cù Vận Bạch đã lấy nước nóng cho hắn. Triệu Quốc Đống tắm rồi đi ra. Quốc Đống, có phải có buồn phiền gì không? Cù Vận Bạch rót cho hắn cốc nước pha mật ong rồi quan tâm hỏi. Ừ, đúng là cảm thấy mình như bị rút tay rút chân vậy. Thời buổi này làm quan đúng là không dễ. Không phải một mình em mệt mà mọi người đều vậy. Triệu Quốc Đống chỉ lúc ở bên Cù Vận Bạch mới than thở như vậy. Công việc vốn do mình chuẩn bị, vận động nhưng đến nửa đường lại có người nhảy ra tranh, mình chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không thể nói nhiều lời than oán. Đảng Cộng sản đúng là khó làm việc. Cù Vận Bạch nở nụ cười. Cô đã lâu không thấy Triệu Quốc Đống nói với giọng chán chường như vậy. Bình thường cô luôn thấy Triệu Quốc Đống thoải mái, việc gì cũng thành, hôm nay cuối cùng thấy được bộ mặt bên kia của hắn. Hắn cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi khi bị ngăn cản. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Cù Vận Bạch đang mỉm cười. Vận Bạch, em chịu khổ chẳng lẽ làm chị vui sướng như vậy sao? Quốc Đống, nói thật là chị đúng là hiếm khi thấy em như vậy, chuyện gì mà em không thể làm thành vậy? Cù Vận Bạch cười nói. Chị thật ra muốn biết chuyện gì làm em không thể giải quyết. Triệu Quốc Đống liền kể rõ hạng mục quốc tế Hoa Tâm ra với Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch nghe mà mắt sáng lên. Tầm quan trọng của lĩnh vực hệ thống mạch điện là không thể nghi ngờ. Cô từ khi làm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu đã biết rõ điều này. Lúc đầu khu khai phát Giang Khẩu không phải cũng gặp phải người của một công ty điện tử Đài Loan ở bán đảo Lam Loan sao? Chẳng qua hạng mục mà Triệu Quốc Đống nói thì công ty năm đó sao có thể so sánh? Đầu tư hơn 1 tỷ USD, hạng mục khổng lồ như vậy thì không nơi nào có thể bỏ qua. Quốc Đống, em cũng thừa nhận An Đô có nhiều phương diện mà Hoài Khánh không thể so sánh. Làm người phụ trách của công ty, Trương Giật Kinh chọn An Đô chính là đúng đắn. Hoài Khánh có thể có chút ưu thế nhưng ưu thế này so sánh với các yếu tố khác sợ không thể đả động quốc tế Hoa Tâm. Tên tuổi của Trương Giật Kinh thì chị đã nghe tới, nổi tiếng việc nhanh chóng xây dựng và sản xuất. Ngoài đầu tư ở Thượng Hải ra, nếu y chọn An Đô là rất bình thường. Cù Vận Bạch nói chuyện khá khách quan nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có chút bực mình. Chẳng lẽ chị không thể an ủi em một chút sao? Triệu Quốc Đống bực bội nói. Quốc Đống, em muốn nghe lời an ủi sao? Cù Vận Bạch cười hì hì hỏi lại. Chị thật ra cảm thấy quốc tế Hoa Tâm chọn An Đô lại là việc tốt đối với Hoài Khánh. Ồ, sao lại thế? Triệu Quốc Đống có chút tò mò muốn nghe quan điểm của Cù Vận Bạch. Lĩnh vực hệ thống mạch điện theo chị biết có yêu cầu rất cao. Nói cách khác bây giờ có hạng mục lớn như vậy nếu như có thể duy trì thì nó sẽ lôi kéo nhiều công ty trong lĩnh vực liên quan tới An Nguyên. Mà ngành sản xuất điện tử cần nhất là quy mô, thiết bị, nói cách khác ngành liên quan càng đầy đủ, quy mô càng lớn, lợi ích càng cao. Cù Vận Bạch từ tốn nói. Quốc tế Hoa Tâm dù chọn Thượng Hải hay An Nguyên đều là rất khó khăn. Quốc gia nhất định ủng hộ mạnh về chính sách và tài chính trong lĩnh vực này. Chính quyền địa phương cũng không nên chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt. Mà phải giúp đỡ lĩnh vực này trong hết mức có thể, khiến đối phương có thể nhanh chóng hoàn thành xây dựng, nhanh chóng sản xuất và có lãi, hơn nữa cũng cần cung cấp ủng hộ cho các công ty liên quan tới lĩnh vực này. Chỉ như vậy mới có thể khiến hạng mục này chính thức cắm rễ ở An Nguyên. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, hắn đúng là không ngờ Cù Vận Bạch lại hiểu sâu về lĩnh vực hệ thống mạch điện như vậy. Theo kinh tế phát triển, Trung Quốc sẽ dần trở thành thị trường tiêu thụ điện tử lớn nhất thế giới, đây là nguyên nhân khiến các tập đoàn điện tử sản xuất hệ thống mạch điện, phần mềm chọn Trung Quốc. Nhưng ngành sản xuất này cũng cạnh tranh rất khốc liệt, yêu cầu đầu tư lớn cũng ngăn cản ngành sản xuất hệ thống mạch điện của Trung Quốc phát triển. Cho nên ai đi bước đầu tiên sẽ có không ít ưu thế nhưng cũng có nhiều khó khăn. Quốc tế Hoa Tâm nếu có thể đứng vững ở An Nguyên, điều này có nghĩa các ngành liên quan sẽ kéo tới, mà người đi sau mặc dù có lợi nhưng cũng gặp áp lực không nhỏ. Đúng, đây là có được có mất. Cù Vận Bạch gật đầu nói. Hoàn cảnh của Hoài Khánh rất thích hợp để phát triển ngành sản xuất hệ thống mạch điện. Mặc dù quốc tế Hoa Tâm không chọn Hoài Khánh vẫn có thể lợi dụng điều kiện hiện có để tiếp tục thu hút đầu tư.
chị tin có quốc tế Hoa Tâm đi trước phá băng, các công ty trong ngành sẽ tranh nhau vào. Đây là cơ hội nhưng phải xem quốc tế Hoa Tâm có thể nắm bắt không. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, Cù Vận Bạch đây là dùng cách này để kích thích hắn. Triệu Quốc Đống rất cảm động, chẳng qua Cù Vận Bạch nói đây là thật. Quyển 11, chương 22. Tháng 1 năm 2000 là tháng mà Triệu Quốc Đống khó chịu nhất từ khi theo chính trị. Quốc tế Hoa Tâm sau hơn tháng khảo sát, nghiên cứu cuối cùng đã chọn Ando. Triệu Quốc Đống bưng chén ngồi trong góc uống một mình. Đám người ủy ban nhân dân tỉnh chết tiệt không biết nghĩ sao mà lại nhớ đến người khởi xướng đưa hạng mục này tới An Nguyên là Hoài Khánh, không ngờ còn gửi giấy mời Hoài Khánh phái đại biểu tới tham gia buổi tiệc chúc mừng, đây chính là có ý khiêu khích, sát muối vào nỗi đau của người khác. Mà công việc này lại rơi vào đầu Triệu Quốc Đống. Không đến lại ra vẻ mình nhỏ nhen, chẳng lẽ nói một hạng mục này sẽ đánh ngã được mình. Siêu Văn Chí đạt thành công thì sao, nếu không phải thành phố An Đô là thành phố tỉnh thành thì sao có thể thành công. Chẳng qua nói đi lại nói lại, khoản đầu tư 1,4 tỷ USD đúng là hạng mục làm ai cũng phải thèm khát. Nhìn Miêu Trấn Trung, Diêu Văn Chí đầy đắc ý, Triệu Quốc Đống có chút ê ẩm trong lòng. Kém một bước vẫn luôn là kém, Hoài Khánh nếu muốn phát triển trong ngành điện tử thông tin thì còn phải làm rất nhiều điều. Lãnh đạo tỉnh ủy gần như tham gia hết, Ninh Pháp sau khi tham gia lễ ký kết liền rời đi, mà Ứng Đông Lưu vẫn ở lại. Miêu Trấn Trung, Diêu Văn Chí và Lô Vệ Hồng không ngừng qua lại nói chuyện với khách. Quốc Đống. Tiếng gọi vui mừng từ sau lưng truyền tới làm Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Hắn xoay người nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang háo hức nhìn hắn. Tiểu Đông, sao em lại ở đây? Em sao lại ở đây ư? Lời này em phải hỏi anh mới đúng. Hôm nay là lễ ký kết của Quốc tế Hoa Tâm và thành phố An Đô, anh là phó thị trưởng Hoài Khánh đến đây làm gì? Chẳng lẽ trong lòng khó chịu nên tới gây chuyện? Nhìn Triệu Quốc Đống, Hàn Đông rất chua xót, người ta đã có vợ, có lẽ mình nên suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân của mình. Thấy vẻ mặt Hàn Đông khá bình thường nên Triệu Quốc Đống yên tâm đôi chút. Tiểu Đông, em còn không biết anh sao? Anh là người vậy sao? Anh là người rộng lượng mà. Vậy trên tỉnh mời anh tới sao? Đúng là làm khó người ta, đánh người không đánh mặt mới đúng. Hoài Khánh mặc dù cạnh tranh thất bại, nhưng chẳng lẽ còn phải làm thế với Hoài Khánh sao? Hàn Đông cũng có chút tức giận, chuyện này hơi quá đáng. Không Tiểu Đông, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Lãnh đạo tỉnh sao lại có mấy suy nghĩ như vậy làm gì? Trên tỉnh có lẽ nghĩ Hoài Khánh là người tham gia đầu tiên vào hạng mục, cũng có chút công lao nên gọi tới để an ủi. Triệu Quốc Đống nói thì dễ nghe nhưng trên mặt không giấu nổi vẻ buồn bực. Có kiểu an ủi nào như vậy? Quốc Đống, anh thấy như vậy sao? Hàn Đông quan tâm nhìn hắn. Nhưng không thấy gì khác lạ nên cô cũng yên tâm. Cô biết hạng mục quốc tế Hoa Tâm vẫn do Triệu Quốc Đống hoạt động nhưng vào lúc cuối cùng An Đô lại mạnh mẽ tham gia, trên tỉnh có ý ủng An Đô nên cuối cùng quốc tế Hoa Tâm đã chọn An Đô. Có phải an ủi hay không thì do từng người giải thích khác nhau mà. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tiểu Đông, em thay mặt ban tuyên giáo thị ủy đến tham gia ư. Hàn Đông trừng mắt nhìn hắn. Anh nói xấu em à, em đi theo trưởng ban thôi. Ha ha, Tiểu Đông, trưởng ban Khương mang em theo thì anh thấy em nhất định sắp lên chức rồi. Triệu Quốc Đống sờ cằm nói. Được rồi, Quốc Đống, anh và em đừng nói mấy lời này được không? Có phải muốn em hỏi bao giờ anh lên thị trưởng thì anh mới vui phải không? Hàn Đông cười cười phản công. Đừng, tuyệt đối không nên nói như vậy, lời đồn thôi mà. Triệu Quốc Đống vội vàng đưa tay xin hàng. Trong thời gian này Hoài Khánh đúng là không bình thường. Có người nói Hà Chiếu Thành lên tỉnh ủy làm phó trưởng ban thư ký, Đàm Lập Phong và hắn cạnh tranh chức thị trưởng. Có người nói Đàm Lập Phong đến thành phố Kiến Dương làm phó bí thư thị ủy, mình và Lữ Thu Thần cạnh tranh chức phó bí thư thị ủy, đủ lời đồn như gió sau mưa. Ngay cả Vương Phủ Mỹ cũng gọi tới hỏi thăm làm Triệu Quốc Đống rất giật mình. Lời đồn là giả, anh sợ gì? Có phải là anh lo về mấy lời đồn này? Hàn Đông khẽ nói. Triệu Quốc Đống chỉ có thể ôm tay xin tha. Triệu Quốc Đống vốn còn có chút áy náy với Hàn Đông, bây giờ đã tan đi không ít. Bạn bè gặp luôn vui vẻ mà. Hàn Đông đã làm mấy năm ở thị ủy An Đô nên bây giờ khí chất đã đổi hẳn, cô trông khá lạnh nhạt nhưng càng làm người ta thấy cô thêm thần bí. Quốc Đống. Bí thư Lô. Triệu Quốc Đống và Hàn Đông cười cười với Lô Vệ Hồng. Ồ, Tiểu Hàn sao lại biết Quốc Đống vậy? Tâm trạng Lô Vệ Hồng lúc này rất tốt. Bí thư Lô, anh hình như quên khi tôi còn làm cấp dưới của anh thì Hàn Đông cũng là con dân của Giang Khẩu mà.
Triệu Quốc Đống giải thích. Sau khi Lô Vệ Hồng rời khỏi Giang Khẩu, Triệu Quốc Đống cũng ít liên lạc với đối phương. Lô Vệ Hồng mấy năm nay phát triển khá thuận lợi, từ phó trưởng ban tổ chức cán bộ sang làm phó trưởng ban thường trực, rồi lên làm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy ban quản lý khu công nghệ cao An Đô. Theo Triệu Quốc Đống thấy Lô Vệ Hồng là một vị bí thư huyện ủy đủ tư cách, mạnh mẽ nhưng không ngang ngược, quả quyết nhưng không cứng nhắc. Tác phong làm việc và biểu hiện của Lô Vệ Hồng cũng mơ hồ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Triệu Quốc Đống. Vậy sao, tôi nhớ Tiểu Hàn là người thành phố Lam Sơn mà. Lô Vệ Hồng cười nói. Bí thư Lô nói đúng, tôi là người Bình Xuyên. Hàn Đông gật đầu nói. Bí thư Lô, nhưng anh quên khi tôi còn làm ở đồn công an Giang Miếu thì Hàn Đông còn dạy học ở nhà máy dệt An Đô. Triệu Quốc Đống nói thêm. Ồ, nói như vậy Quốc Đống và Tiểu Hàn quen từ đó. Lô Vệ Hồng mỉm cười. Hai người đúng là có duyên. Ha ha, bí thư Lô nói đùa, nhà tôi ở nhà máy dệt An Đô nên hay về và quen với Hàn Đông. Ừ Quốc Đống, lần này Quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào An Đô chắc khiến Hoài Khánh có chút thất vọng đúng không? Lô Vệ Hồng đương nhiên hiểu rõ toàn bộ quá trình hạng mục này. Hoài Khánh tốn rất nhiều tâm sức, cuối cùng An Nguyên cũng đánh bại được Thượng Hải nhưng địa điểm lại đặt ở An Đô. Điều này đã khiến Hoài Khánh phản đối. Nghe nói bí thư thị ủy Trần Anh Lộc của Hoài Khánh còn gặp hai vị Ninh Ứng, chuyên môn nói về ý kiến của Hoài Khánh ở việc này, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi tình hình. Lô Vệ Hồng cũng hiểu sao Hoài Khánh lại bất mãn, dù sao từ đầu do Hoài Khánh tích cực liên lạc, hoạt động, hơn nữa lúc đầu mời tới An Nguyên khảo sát cũng là lấy danh nghĩa Hoài Khánh thu hút đầu tư. Chẳng qua Quốc tế Hoa Tâm sau khi khảo sát Hoài Khánh thì cũng đã khảo sát An Đô. Đương nhiên theo Lô Vệ Hồng thấy nếu không có tỉnh ủng hộ rõ ràng thì Hoài Khánh về mọi mặt đều kém xa An Đô. Nhất là bí thư thị ủy Miêu Trấn Trung lại là phó bí thư tỉnh ủy. Cuộc cạnh tranh này mặc dù không công bằng nhưng thực tế không bao giờ có công bằng tuyệt đối. Nếu anh vì việc này mà căm tức, đó là anh không thành thục. Lô Vệ Hồng cũng hy vọng Triệu Quốc Đống có thể chấp nhận sự thật này. Bí thư Lô chẳng lẽ lo Hoài Khánh không thể thừa nhận sao? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Quốc tế Hoa Tâm chọn An Đô cũng không thể nói gì. Một hạng mục không thể quyết định một nơi thành bại, Hoài Khánh sẽ kiên trì đi con đường của mình, sẽ không vì việc này mà thay đổi. Quyển 11, chương 23. Lô Vệ Hồng nhướng mày nói. Quốc Đống, kẻ sĩ ba ngày đã khác, làm việc chính là cần sự hào sảng như vậy. Khu công nghệ cao An Đô đạt được hạng mục này không đáng gì, duy trì liên tục mới là quan trọng nhất. Tôi rất muốn bên Hoài Khánh tăng cường liên lạc với khu khai phát công nghệ cao An Đô, hai bên bắt tay hợp tác cùng có lợi. Cảm ơn bí thư Lô đã chiếu cố. Tôi về sẽ nói lại với bí thư Trần cùng thị trưởng Hà. Lão lãnh đạo nếu có cơ hội cũng mời đến Hoài Khánh làm khách. Tôi không dám thay mặt thị ủy, ủy ban Hoài Khánh nhưng có thể lấy danh nghĩa cá nhân mời. Triệu Quốc Đống cũng biết có những lời nên nói rồi thôi. Lúc này Lô Vệ Hồng khá bận. Có thể rút thời gian ra nói chuyện với mình đã là nể mặt. Hắn cũng cảm thấy Lô Vệ Hồng không phải đến để ra vẻ, đối phương chỉ là đến nói lời thực tâm mà thôi. Vì thế Triệu Quốc Đống thấy Lô Vệ Hồng còn thật lòng hơn Diêu Văn Chí. Được, tôi đã lâu không sang Hoài Khánh, sang năm nhất định sẽ tới thăm. Lô Vệ Hồng xua tay nói, y đột nhiên nghĩ đến gì gió. Quốc Đống, sắp Tết rồi, tới lúc đó tôi gọi Lão Mao, Lão Lương và Tiểu Cù lên, mọi người tụ tập một chút. Giang Khẩu bây giờ phát triển rất tốt, cậu và Tiểu Cù lúc ấy cũng đã hợp tác tốt ở khu khai phát Giang Khẩu mà. Triệu Quốc Đống run lên, tối qua hắn còn cùng Cù Vận Bạch đại chiến vài hiệp, quan hệ của hai người mặc dù người ngoài không biết nhưng chuyện Cù Vận Bạch vẫn độc thân khiến không ít người chú ý. Nhất là Mao Đạo Lâm vẫn luôn giúp đỡ Cù Vận Bạch, nhiều lần muốn giới thiệu bạn trai cho cô nhưng cô đều từ chối. Điều này làm Mao Đạo Lâm có chút ngạc nhiên, nếu thật sự ngồi cùng Mao Đạo Lâm, Lương Kiến Hoàng thì đúng là Triệu Quốc Đống sợ sẽ lộ. Chẳng qua hắn không dám lộ suy nghĩ của mình ra. Bí thư Lô đã nói thì tôi sao dám không nghe. Đến lúc đó bí thư Lô báo tôi một tiếng, tôi sẽ liên lạc với bọn họ. Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó tôi gọi cho cậu, chúng ta ngồi với nhau. Tiểu Hàn nhớ phải đến đó, coi như là khách mời đi. Lô Vệ Hồng nhìn Hàn Đông rồi nói. Được, chỉ cần bí thư Lô gọi thì tôi nhất định sẽ tới. Hàn Đông lập tức đồng ý. Triệu Quốc Đống có chút đau đầu, Cù Vận Bạch mà đến, Hàn Đông cũng đến, với sự nhạy cảm của hai cô không chừng sẽ nhìn ra vấn đề. Hàn Đông còn đỡ dù sao hắn và cô không có gì.
Nhưng Cù Vận Bạch thì hắn ở bên cô nhiều năm giống hệt vợ chồng, trực giác của phụ nữ lại rất nhạy bén, nếu Hàn Đông biết thì sao? Chuyện này làm Triệu Quốc Đống không yên tâm, Lô Vệ Hồng là người nói được làm được, nếu y đã gọi mọi người thì Triệu Quốc Đống không thể bảo Cù Vận Bạch ở nhà. Mà Hàn Đông đã đồng ý thì nhất định sẽ tham gia mà. Sau khi Lô Vệ Hồng rời đi, Triệu Quốc Đống liền hỏi qua Hàn Đông về chuyện của Mao Đạo Lâm. Mao Đạo Lâm bây giờ đã làm phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng thị ủy An Đô, coi như tiến thêm một bước. Y mặc dù không có thân phận thường vụ thị ủy nhưng cũng ngồi trên vị trí nóng bỏng. Hơn nữa nghe nói y được bí thư thị ủy Miêu Trấn Trung hài lòng, cũng do Miêu Trấn Trung tự điểm danh Mao Đạo Lâm lên chức vụ đó. Có lẽ chức phó thị trưởng thậm chí thường vụ thị ủy cũng không quá khó khăn với Mao Đạo Lâm. Bữa tiệc cuối cùng đã kết thúc, Nhâm Vi Phong cũng đã tới nói chuyện với Triệu Quốc Đống một phen. Hàn Đông biết ý rời đi, chẳng qua trước khi đi cô nhìn hắn với ánh mắt không cho hắn chạy. Xem ra chiều nay phải đi với cô rồi. Nhâm Vi Phong cũng giới thiệu qua về tình hình chuẩn bị xây dựng của Quốc tế Hoa Tâm. Trong đó Nhâm Vi Phong cũng nói về việc trước khi Quốc tế Hoa Tâm ký kết đã nói chuyện với lãnh đạo chủ yếu của tỉnh. Khi đó Trương Giật Kinh, Dư Hoa Niên cùng Vương Dương nói chuyện với Bí Thư và Chủ tịch tỉnh đã hết lời khen ngợi Triệu Quốc Đống, nói Triệu Quốc Đống là cán bộ có tầm nhìn chiến lược hiếm có, hiểu sâu sắc về tương lai và sự phát triển của lĩnh vực hệ thống mạch điện, hơn nữa cũng đưa ra ý kiến đáng giá cho Quốc tế Hoa Tâm. Ba người đều nói rất kinh ngạc khi thấy cán bộ nội địa có nhìn xa trông rộng như vậy. Đến khi Nhâm Vi Phong rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn còn suy nghĩ hàm nghĩa của câu chuyện này. Nhâm Vi Phong đặc biệt tới nói cho hắn đã là ẩn giấu điều gì đó. Đúng thế, lãnh đạo cao cấp của Quốc tế Hoa Tâm khen hắn trước mặt Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh đúng là làm người ta vui vẻ, nhưng điều này lại không thể nói được gì. Nhà kinh doanh trước mặt lãnh đạo tỉnh khen một quan chức địa phương, nói có lợi cho sự hợp tác sau này. Nhâm Vi Phong có quan hệ khá tốt với Ninh Pháp, hơn nữa cũng được Ứng Đông Lưu nể trọng. Ngược lại Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tần Hạo Nghiên lại có quan hệ bình thường với Ứng Đông Lưu. Quan hệ phức tạp trên tỉnh thì cấp dưới không thể hiểu rõ ràng được, Triệu Quốc Đống chỉ có thể thông qua mấy công việc mà phán đoán được cười một tiếng. Triệu Quốc Đống lái xe ra ngoài khách sạn, Hàn Đông đã sớm đứng ở cửa chờ. Xe vừa dừng lại, Hàn Đông khẽ cúi người lên xe. Đi đâu? Anh bố trí, bảo em đi đâu thì em đi đó. Hàn Đông trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Được, hay là đến Vân Trung ngồi? Vân Trung là một quán cà phê mới mở ở cạnh dòng Thanh Khê, hình như là khu nhà ở do công ty trách nhiệm hữu hạn An Đô xây dựng và cho người thuê. Nơi này có tầng 2 và hành lang là quán cà phê, tầng 1 triển lãm tranh. Hay là đến Lan Nhược Tự? Hàn Đông nói. Cũng được. Triệu Quốc Đống cười cười. Chỗ đỗ xe ở Lan Nhược Tự sớm đỗ kín xe, Triệu Quốc Đống tốn nhiều sức mới tìm được một khe hở ở cạnh bờ sông. Hắn nhìn thấy cảnh sát giao thông đang không ngừng đi viết đơn phạt cho các xe đỗ trái phép, Triệu Quốc Đống và Hàn Đông nhìn nhau cười. Hai người xuống xe, đóng cửa đi vào. Tốt không? Một chén trà Bích Loa Xuân được mang lên, Hàn Đông nhìn chằm chằm vào lá trà nổi trong chén, theo nước thấm vào khiến lá dần giãn ra. Cũng được. Triệu Quốc Đống không tiện trả lời vấn đề này, rốt cuộc là vì tâm trạng nào mà hắn chọn kết hôn thì Triệu Quốc Đống cũng không nhớ rõ. Nhưng tại sao hắn không chọn Hàn Đông mà chôn Lưu Nhược Đồng, có lẽ là hắn cảm thấy mình phóng túng trong tình cảm sẽ không khiến Lưu Nhược Đồng tổn thương, mà đối với Hàn Đông thì Triệu Quốc Đống không thể làm như vậy. Hàn Đông nhìn chằm chằm vào mắt hắn, mắt đối phương đầy chân thành kèm theo một tia áy náy, bất đắc dĩ, Hàn Đông khẽ thở dài một tiếng. Cô biết hắn có thể làm bạn tốt nhất nhưng quyết không phải người chống tốt. Có lẽ hắn có thể vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống, nhưng hắn lại không muốn cố định trong tình cảm. Giống như một lần hắn vô tình nói với cô về việc này. Cô ấy có tốt không? Hàn Đông vốn không định hỏi câu này nhưng cô phát hiện nếu mình không hỏi thì chỉ sợ mấy ngày sau sẽ không yên ổn. Cô ấy. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi đột nhiên hiểu ra. Cô ấy khác em, có việc của mình. Đối với cô ấy thì công việc cao hơn tất cả. Là người phụ nữ mạnh trong công việc. Hàn Đông nhướng mày nói. Có phải vậy hay không thì anh không biết. Nhưng có lẽ đam mê công việc hơn cả anh. Triệu Quốc Đống cười nói. Không nói tới việc này, nó cách quá xa so với anh và em mà. Hàn Đông không biết sao mình lại thấy nhẹ lòng. Tình cảm của bọn họ có vẻ không tốt, nó không phải là có mâu thuẫn mà giống như từ trước đến giờ đều lạnh nhạt. Được, chúng ta đổi sang việc khác, nói về công việc bây giờ của anh đi. Hàn Đông nở nụ cười đầy quyến rũ làm Triệu Quốc Đống không khỏi thất thần.
hắn đã lâu không thấy Hàn Đông cười tươi như vậy. Đây là sự vui sướng tận sâu trong lòng, ngay cả hắn cũng bị lây. Quyển 11, chương 24. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, trà xanh làm hai người có thêm tâm trạng nói chuyện. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói ra những kinh nghiệm của mình ở Hoài Khánh. Từ việc thu hồi nợ đến công viên Nghĩa Trang, đến thu hút quốc tế Hoa Tâm, từng việc như đan xen vào nhau làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy năm 1999 mình như con trâu được dây thừng kéo về phía trước. Trong đó chuyện cải cách nhà máy cơ giới làm hắn tốn công nhất, mà quốc tế Hoa Tâm làm hắn khó chịu nhất. Hàn Đông rất thích không khí và hoàn cảnh như thế này. Mặc dù đây không phải không gian riêng của hai người nhưng nó lại là nơi để mọi người thư giãn, không ai đi chú ý người khác, mọi người đều đi theo quỹ đạo riêng của mình. Hai người có đôi khi cũng nói tới công việc của Hàn Đông. Hàn Đông cảm thấy cuộc sống của mình thiếu một loại mãnh liệt, làm cô muốn mình được thiêu đốt một lần nhưng lại nghĩ cảm giác sau khi thiêu đốt bên cạnh sẽ không có ai làm cô chỉ có thể giấu sâu mình, hy vọng thời gian có thể bao phủ lấy cô. Hàn Đông cũng mời Triệu Quốc Đống lúc thích hợp đến nhà chú cô chơi. Hàn Độ có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, cũng khá coi trọng. Nhưng bởi vì có quan hệ với Hàn Đông nên Triệu Quốc Đống lại sợ đến nhà Hàn Độ. Hàn Đông có lẽ cũng cảm nhận được điều này nên cô nói rõ mình sẽ không dính gì tới quan hệ giữa hắn và chú, chỉ là quan hệ cá nhân thành lập từ công việc, cô muốn Triệu Quốc Đống nắm bắt cơ hội. Đến khi Hàn Đông rời đi còn nhắc Triệu Quốc Đống không nên quên nếu Lô Vệ Hồng gọi thì phải báo cho cô, nếu không cô sẽ không để yên. Triệu Quốc Đống chỉ có thể cười khổ một tiếng và nhận lời. Hàn Đông mang theo một tia thỏa mãn rời đi. Cô biết mình lại có thể ẩn giấu mình vào trong vỏ nhưng vì có một tia hy vọng như có như không làm cô biết sự ngọt ngào này sẽ theo mình ít nhất đến Tết, làm cho tâm trạng mình thay đổi. Biết rõ là thứ hư vô mờ mịt nhưng Hàn Đông lại phát hiện mình không thể kiềm chế. Tên Triệu Quốc Đống lãng tử trong tình cảm thì sao có thể tin được. Nhưng nó lại như thuốc phai nhi, khi mình cảm thấy bộ mặt của nó thì lại muốn thử nó, muốn chìm say vào trong đó. Lập tức vào mùa đông, câu lạc bộ dưỡng sinh phụ nữ Nhạn Nam Phi đã bắt đầu khai trương. Tòa nhà 4 tầng đã được thiết kế lại, từ đầu tháng 10 bắt đầu thử kinh doanh, câu lạc bộ Nhạn Nam Phi rất nhanh thành câu lạc bộ chuyên nghiệp và sang trọng ở Ando. Tiền lắp đặt và mua thiết bị vượt qua dự trù ban đầu. Điều này khiến hai chị em Từ Xuân Nhạn có chút khó xử. Theo đề nghị của Triệu Quốc Đống với hai cô là phải làm cao cấp và chuyên nghiệp nhất, nếu không đừng làm. Chỉ có cao cấp nhất thì mới đạt được lợi nhuận khổng lồ. Bây giờ khi ngành này chưa phát triển thì làm như thế nào xác định được vị trí của mình càng quan trọng hơn. Câu lạc bộ xác định chỉ phục vụ phụ nữ, không nhận hội viên nam, hơn nữa tất cả nhân viên ngoài bảo vệ thì đều là phụ nữ. Từ Thu Nhạn rất chú tâm trong công việc. Trong khi lắp thì cô đã đi khắp tỉnh thậm chí sang tỉnh bên mà thuê người, từ tập thể hình đến dưỡng sinh, làm đẹp. Hai chị em Từ Xuân Nhạn cũng bắt đầu tự nguyện học tập tăng thêm kiến thức. Chỉ riêng việc hai cô mua máy tính sách tay là biết biến hóa như thế nào. Từ Thu Nhạn vẫn phụ trách mảng thể hình và sức khỏe, Từ Xuân Nhạn chủ yếu phụ trách mảng dưỡng sinh và làm đẹp. Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh, văn phòng của Từ Xuân Nhạn ở trên tầng 4. Văn phòng không lớn nhưng lắp đặt tốt. Có mùi vị phong thủy Giang Nam. Từ Xuân Nhạn bị Triệu Quốc Đống nhìn làm tim đập loạn lên, nhất là khi Triệu Quốc Đống nở nghiên cứu quỷ dị đi tới giá sách cầm lấy một quyển chuẩn bị dở ra xem thì cô không nhịn được hờn dỗi đi lên đoạt lấy. Làm gì thế, chị xem không được sao? Từ Xuân Nhạn tức giận nói. Đây thực ra có thể nói là phòng đọc do Từ Xuân Nhạn chuyên môn mời kiến trúc sư dựa theo ý tưởng của cô mà thiết kế. Công ty lắp đặt cũng dựa theo yêu cầu của cô mà làm. Đây cũng là do cô nghe theo Triệu Quốc Đống, đã làm phải làm tốt nhất, đặc sắc nhất, có phong cách của mình nhất. Từ Xuân Nhạn mặc dù chỉ tốt nghiệp cấp 3 nhưng rất thích đọc sách. Lúc ở nhà máy dệt cô không có cơ hội đọc, sau này ra ngoài bận công việc nên không còn tâm trí đọc sách. Bây giờ mặc dù trong lúc nhất thời còn không có thời gian nhưng ở văn phòng đầy sách là điều cô rất thích. Cho nên cô mới cắn răng bỏ thêm tiền thiết kế. Được, sao không được chứ? Em kiên quyết ủng hộ. Triệu Quốc Đống cười cười ngồi vào bàn bật máy tính sách tay lên. Win 98 rất quen thuộc khởi động, Triệu Quốc Đống nhìn qua chút tài liệu thì thấy có thứ tải về, có thứ Từ Xuân Nhạn tự viết, đều là về mảng dưỡng sinh, làm đẹp. Thế nào rồi? Triệu Quốc Đống vỗ vỗ đùi mình, Từ Xuân Nhạn lắc đầu nhưng thấy ánh mắt không nhường của Triệu Quốc Đống nên cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn. Rất tốt, tốt hơn so với dự tính. Chị vốn lo giá tăng lên mấy lần sẽ làm khách chạy mất. Mặc dù một lần nữa mời khách nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm nên vẫn có chút lo lắng.
nhưng hiệu quả đúng là quá tốt. Nói đến việc kinh doanh của câu lạc bộ, Từ Xuân Nhạn rất vui vẻ. Chị nghĩ đây là do hiệu quả mang tới do em nói nên thử kinh doanh trong một tháng, làm cho khách cảm thấy Nhạn Nam Phi tốt như thế nào. Một tháng này Nhạn Nam Phi đã tiêu hết 200 ngàn, đây còn chưa tính lãi và tiền thuê nhà. Ừ, có một mở đầu tốt là rất quan trọng. Khách hàng đứng ở vị trí đầu tiên, chị phải được một nhóm khách hàng trung thành thì việc kinh doanh của chị mới kéo dài được. Triệu Quốc Đống gật đầu, Từ Xuân Nhạn ngồi trên đùi làm hắn sao xuyến. Em không phải nói với chị và Thu Nhạn sao, đi theo hướng tinh chuẩn. Nếu đã quyết định theo hướng cấp như vậy khách không đủ khả năng kinh tế thì chị phải bỏ qua, ngược lại chuyên môn phục vụ khách cao cấp. Thà đồng ý ít nhưng phải giữ nguyên phương châm của câu lạc bộ, đó là quan trọng nhất. Khi khách hàng cao cấp xác nhận địa vị của chị thì chị sẽ chính thức thành công. Chị và Thu Nhạn đã dựa theo quan niệm của em mà làm. Hầu hết khách lúc trước đã rời đi, chỉ còn giữ lại được 30 khách. Nhưng 30 vị khách này sau khi đến với câu lạc bộ liền lập tức xin làm hội viên. Hơn nữa còn thông qua bọn họ giới thiệu được hơn 10 hội viên nữa. Bây giờ câu lạc bộ đã có 50 hội viên, chị nghĩ theo thời gian thì 50 người này sẽ là vũ khí quảng cáo tốt nhất cho câu lạc bộ. Chị tin hết năm nay thì số hội viên ít nhất đạt đến con số đã đặt ra. Từ Xuân Nhạn nói mặc dù dịu dàng nhưng đầy tự tin. Đây là do xu thế phát triển trong 2 tháng qua làm cô thấy tương lai của câu lạc bộ. Thị trường cao cấp khiến cho phát triển khách hàng không dễ, nhưng khi khách hàng tán thành thì sự trung thành và năng lực tiêu xài là điều mà khách trung bình không thể so sánh, tăng lợi nhuận còn cao chứ không kém hơn so với trước. Có thể nói chỉ cần giữ được xu thế này, không ngừng hoàn thiện chế độ phục vụ thì theo thời gian, theo kinh tế phát triển thì lượng khách chỉ tăng không giảm. Chị phải nhớ chất lượng phục vụ là quan trọng nhất, em thật ra cảm thấy chị không nên quá lạm dụng phát triển lượng khách, không phải ai có kinh tế là sẽ thành khách của chị. Chị phải căn cứ vào tư liệu điều tra mà xác định khách, phải đưa ra quy định cứng ví dụ như muốn thành hội viên phải kiểm tra sức khỏe, tiền do câu lạc bộ trả, thêm nữa là tiến hành xác minh sơ bộ về khách hàng, giả vờ có tiền cũng sẽ không thể trở thành hội viên. Vậy có thể ảnh hưởng tới? Từ Xuân Nhạn nhíu mày nói. Cách sàng lọc này chẳng những không ảnh hưởng đến danh dự của câu lạc bộ, còn khiến mọi người càng thêm hứng thú với câu lạc bộ. Chị không thành hội viên mà tôi có thể, điều này có nghĩa tôi hơn chị một bậc. Lợi dụng tâm lý so bì của khách thì sẽ mang tới danh dự rất lớn cho câu lạc bộ. Quyển 11, chương 25. Lời của Triệu Quốc Đống làm Từ Xuân Nhạn si mê. Cô càng lúc càng yêu Triệu Quốc Đống, chỉ tiếc mình gặp hắn quá muộn. Từ Xuân Nhạn hiếu học làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng, ít nhất cô có thể đi trước thời đại mua máy tính xách tay để làm việc cũng là không dễ thấy. Mặc dù bây giờ trong cơ quan nhà nước cũng cảm nhận được nhưng còn chưa có mấy chỗ trang bị máy móc. Mà từ việc chị em Từ Xuân Nhạn học sử dụng máy tính đã là biến hóa lớn về chất. Triệu Quốc Đống cũng không quan tâm tình hình kinh doanh của câu lạc bộ. Đối với chị em Từ Xuân Nhạn thì đây là ngành sống còn của các cô, là trọng tâm cuộc sống. Nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì chỉ cần hai cô vui vẻ thực hiện nguyện vọng của mình là đủ. Hắn không bao giờ mong việc kinh doanh của hai cô mang tới lợi nhuận cho hắn. Chẳng qua thấy câu lạc bộ của hai chị em vào quỹ đạo, Triệu Quốc Đống cũng rất vui. Có thể làm hai chị em đã là hạnh phúc. Bây giờ câu lạc bộ vẫn trong giai đoạn mở đầu, dù sao trước đó Ando không có câu lạc bộ cao cấp như vậy, Nhạn Nam Phi mặc dù tham khảo cách làm và ý tưởng của nước ngoài nhưng chính thức áp dụng cần phải lục lọi, đúc rút kinh nghiệm. Những người từ Thu Nhạn thuê về chính là người vừa giỏi về nghiệp vụ, vừa có thể để các cô trao đổi. Đối với ý tưởng này của Từ Xuân Nhạn, Triệu Quốc Đống không cho ý kiến, chỉ nhắc cô về trách nhiệm và tính mạo hiểm của nó. Bây giờ cần nhất chính là củng cố và giữ vững địa vị đỉnh cao của Nhãn Nam Phi trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, dưỡng sinh, tập thể hình cho phụ nữ tại Ando này thì mới có thể tính tới vấn đề khác. Công tác đã tiến vào giai đoạn cuối. Hội nghị tổng kết toàn thị xã kết thúc, Triệu Quốc Đống liền về văn phòng mình. Quế Toàn Hữu đứng ở cửa không biết lúc này có nên vào quấy rầy Triệu Quốc Đống hay không. Vừa nãy trong hội nghị tổng kết thị trưởng Hà rõ ràng đã nhằm vào Triệu Quốc Đống. Hạng mục quốc tế Hoa Tâm thất bại đã mang tới một ít phản ứng trong thị xã. Không thực tế, lãng phí tài chính, nhân lực, mấy từ này được sử dụng khá nhiều thời gian qua. Chẳng qua đó chỉ là lén trao đổi, không ảnh hưởng tới cục diện. Nhưng hôm nay Hà Chiếu Thành lại đưa nó lên tầm chính trị, còn nói đầy lý lẽ, nói muốn vứt bỏ sự ảo tưởng không thực tế, đứng vững với điều kiện hiện có, tìm kiếm con đường phát triển thích hợp với Hoài Khánh. Lời này dù kẻ ngu cũng có thể nghe ra nhằm vào ai.
Mặc dù không rõ ràng phê bình ai nhưng mọi người đều nghi ngờ đây là gây khó dễ cho Triệu Quốc Đống. Nếu như không phải sau đó Trần Anh Lộc phát biểu thì Quế Toàn Hữu đúng là có chút lo lắng Triệu Quốc Đống sẽ đáp trả lại Hà Chiếu Thành ngay lập tức. Quế Toàn Hữu đang do dự thì thấy một người từ đầu kia đi tới, là Phó Thị trưởng Hứa Kiều. Hứa Kiều mặc váy đen trông khá sáng láng, trong tay cầm chén đào có lẽ là đi về phía này. Văn phòng Hứa Kiều ở đầu bên kia, bình thường ít khi tới đây. Trưởng ban thư ký Toàn Hữu, thị trưởng Triệu có nhà không? Tôi thấy anh ta kết thúc hội nghị đi rất nhanh nên sợ có việc gì đó. Có, thị trưởng Hứa tìm thị trưởng Triệu có việc. Quế Toàn Hữu cười nói. Hứa Kiều sau khi phụ trách mảng xây dựng thành thị, đất đai và giao thông đã bận lên nhiều, thời gian ở văn phòng của mình càng lúc càng ít, hầu hết thời gian tới công trình, quận, huyện. Bây giờ cô gặp áp lực lớn hơn nhiều so với trước đây, nhưng cơ hội tiếp xúc với Triệu Quốc Đống cũng nhiều lên. Quan hệ của hai người khá tốt, cũng thường xuyên ngồi trao đổi về hạng mục nào đó tới hết giờ. Quế Toàn Hữu đang suy nghĩ có phải là Hà Chiếu Thành đang ám chỉ Triệu Quốc Đống thò tay quá dài không? Tôi tới chỗ thị trưởng Triệu ngồi chút thôi. Hứa Kiều cười hì hì nói. Sao, thị trưởng Triệu chẳng lẽ nhốt mình trong văn phòng suy nghĩ xem làm như thế nào để Hoài Khánh phát triển ư? Chuyện bước đi vững vàng, dựa vào điều kiện cụ thể là đạo lý rất rõ ràng, không biết thị trưởng Triệu đã suy nghĩ ra chưa? Câu này của Hứa Kiều làm Quế Toàn Hữu đúng là phục khí phách của vị nữ phó thị trưởng. Hứa Kiều ở chính quyền thị xã luôn là người cứng rắn. Cô khác với nữ phó thị trưởng An Nhiên, trong công việc Hứa Kiều luôn yêu cầu rất cao. Nếu muốn thuyết phục Hứa Kiều thì phải tìm cách làm cô phục, nếu không dù lấy thế đè người thì Hứa Kiều sẽ không sợ. Lúc trước Đặng Nhược Hiền sang mảng công nghiệp, Hà Chiếu Thành cũng không muốn Hứa Kiều phụ trách mảng này mà mong Tiền Nguyên Huy phụ trách. Nhưng Triệu Quốc Đống và Đặng Nhược Hiền cực lực đề nghị Hứa Kiều phụ trách, Trần Anh Lộc cũng đồng ý nên Hà Chiếu Thành không thành công. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hà Chiếu Thành khó chịu với Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều. Hứa Kiều gõ cửa văn phòng Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống lúc này không hề có vẻ gì là tức giận hay uể oải, khinh thường cả, hắn trông rất bình thường như chưa có việc gì xảy ra. Hơn nữa Hứa Kiều có thể thấy vẻ mặt hắn khá tốt. Thị trưởng Hứa, định đến an ủi con tim đang đau buồn của tôi sao? Vất vả làm việc mà lại bị nói lạnh nhạt như vậy, tôi có phải là con thuyền giữa cơn bão không? Triệu Quốc Đống nói với giọng trêu chọc khiến cho Hứa Kiều nghe thấy hơi nóng mặt. Tất nhiên Triệu Quốc Đống đã nghe thấy câu nói đùa của cô ở ngoài cửa nên hùa theo. Được rồi thị trưởng Triệu, tôi biết anh là đại tướng trên trời phái xuống nhân gian, người nhỏ nhen sao có thể ngăn cản đánh ngã anh. Nếu là thế thì anh đã không phải là Triệu Quốc Đống. Hoài Khánh liếc nhìn Triệu Quốc Đống. Lát nữa sẽ ăn cơm tổng kết nên tôi tới tâm sự với thị trưởng Triệu. Sang năm mảng công việc của tôi sợ còn áp lực lớn hơn nữa nên tới nói chuyện cho mình được an ủi. Tôi không phải Phật tổ mà, sao có thể chỉ điểm chị khỏi bến mê. Triệu Quốc Đống không khách khí nói. Sắp Tết rồi, thị trưởng Hứa không thể để cho người ta yên ổn cười một tiếng sao. Thị trưởng Đặng phụ trách mảng này mấy năm nên nhất định có kinh nghiệm, hai người nên trao đổi nhiều mới đúng. Thị trưởng Triệu, chẳng lẽ bị mấy lời nói mà né việc sao? Anh là phó thị trưởng thường trực, tôi là người ngoài đảng trao đổi với cán bộ đảng Cộng sản chẳng lẽ cũng bị hạn chế sao? Hứa Kiều nói với giọng châm chọc. Được rồi, coi như tôi sợ miệng lưỡi của chị, có ý gì thì mời nói. Là quy hoạch xây dựng thành thị hay là phát triển giao thông? Triệu Quốc Đống thực ra rất thích trao đổi công việc với Hứa Kiều. Theo hắn thấy sản xuất công nghiệp là động cơ của thị xã, mà giao thông là huyết mạch của thành thị, đất đai và xây dựng thành thị lại là tế bào, mấy chuyện này liên quan mật thiết với nhau, thiếu một cũng không được. Nếu muốn một thành phố phát triển khỏe mạnh thì nhất định phải có quy hoạch cẩn thận và khoa học. Hứa Kiều mặc dù mới phụ trách mảng công việc này chưa lâu nhưng đầu óc của chị ta lại rất nhạy bén, cũng không e ngại cho tiền đồ như nhiều quan chức, chủ yếu suy nghĩ cho tương lai phát triển của Hoài Khánh. Hơn nữa Hứa Kiều có danh tiếng khá tốt, đây cũng là nguyên nhân chính là Triệu Quốc Đống toàn lực ủng hộ Hứa Kiều phụ trách mảng này. Lòng vô tư mới có thể kiên quyết trong công việc. Triệu Quốc Đống cũng biết Hoài Khánh muốn bàn gì với mình. Trên thực tế lần trước hai người đã bàn với nhau đó là theo ngành sản xuất bất động sản ấm lên, nội thành Hoài Khánh sẽ định vị như thế nào, có quy hoạch như thế nào là điều cần chú trọng. Mà Hoài Khánh rất không hài lòng với bản quy hoạch do Ủy ban xây dựng đưa ra. Vì thế cô đã đến trao đổi với Đặng Nhược Hiền, Đặng Nhược Hiền cũng hiểu bản quy hoạch này có chuyện, không phù hợp với xu thế phát triển hiện nay và sau này của Hoài Khánh, cần đổi nhiều. Quyển 11, chương 26.
Bữa liên hoan tổ chức ở khách sạn Hoài Khánh. Đây là bữa ăn tổng kết hàng năm, mọi người không được vắng mặt. Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều đến nơi thì hơi muộn một chút. Người của thị ủy, ủy ban, đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đã theo quy định ngồi vào bàn, sau đó theo thứ tự đến cơ quan thuộc thị xã và quận, huyện, mỗi bàn đều được quy định rõ ràng để anh biết mình ngồi đâu. Chẳng qua bí thư thị ủy, thị trưởng, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân sẽ ngồi cùng bàn tỏ vẻ đoàn kết. Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều thảo luận quên thời gian. Hai người nói khá nhiều chuyện. Việc xây dựng thành phố công nghiệp hiện đại hóa đầy sức sống hay là xây dựng thành phố non nước hữu tình thì hai người có quan điểm khác nhau đôi chút. Theo Hứa Kiều thấy thì xác định quy hoạch của thị xã chỉ có một, nếu muốn cân bằng là rất khó khăn. Hoài Khánh có phương tiện trụ cột công nghiệp hùng hậu, dân cư chủ yếu của thành thị cũng là công nhân, tạo ra một thành phố công nghiệp hiện đại hóa đầy sức sống có ưu thế rõ ràng. Bây giờ mấy đóa kim hoa mặc dù khó khăn nhưng đó chỉ là tạm thời. Một khi kinh tế quốc gia ấm lên, công tác cải cách công ty nhà nước đẩy mạnh, sản xuất công nghiệp của Hoài Khánh sẽ khôi phục. Quy hoạch đô thị của Hoài Khánh phải tiến tới ưu thế này. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không quá đồng ý quan điểm của Hứa Kiều. Theo hắn thấy Hoài Khánh có nhiều hồ nước, hệ thống cây xanh cũng rất nhiều, đạt tỷ lệ trên 75%, có thể nói xếp top 10 toàn Trung Quốc về độ phủ xanh. Hơn nữa nội thành bởi vì do đồi núi thấp và đồng bằng đan xen nên khá chia cắt, không tốt tạo quy hoạch tổng thể. Trước đó Đặng Nhược Hiền phụ trách mảng này đã đưa ra một vài quy hoạch. Nhưng bởi vì tài chính Hoài Khánh khó khăn, hơn nữa quy hoạch trước đó cũng không được áp dụng khiến cho việc xây dựng thành thị vốn phân tán giờ càng thêm mất khống chế. Các khu đồi núi trong nội thành đều được rừng bao phủ. Mặc dù đều là rừng thứ sinh nhưng mật độ cao, chủng loại cây phức tạp, lấy tùng, xà cừ, bách là chính. Hơn nữa rừng và hồ nước, ao đầm đan xen nhau, tài nguyên nước phong phú nên đã tạo thành hoàn cảnh tự nhiên đẹp. Theo Triệu Quốc Đống thấy đây là điều kiện trời ban cho Hoài Khánh. Hơn nữa Hoài Khánh chỉ cách An Đô có 75 km, đường cao tốc Trung An đã vào giai đoạn cuối, có lẽ trong năm nay sẽ thi công. Như vậy hoàn toàn có thể nối liền Hoài Khánh và An Đô làm một thể. Hoài Khánh có hoàn cảnh tự nhiên như vậy thì sẽ là nơi thích hợp nhất để người dân An Đô sang ở. Theo ý của Triệu Quốc Đống, Hoài Khánh cần phải hướng theo thành phố tự nhiên. Nội thành phân tán chính là ưu thế, bởi vì phân tán nên đã hình thành mấy khu vực có rất nhiều tài nguyên đất có thể khai thác, không cần mở rộng ra bên ngoài quá nhiều, đây là ưu thế lớn nhất của Hoài Khánh. Mà phát triển công nghiệp của Hoài Khánh nếu hoàn toàn dựa vào ngành công nghệ cao là không thực tế. Ngành công nghệ cao không phải anh muốn phát triển là nó sẽ phát triển. Theo ý của Triệu Quốc Đống thì bây giờ Hoài Khánh tạm thời chỉ có thể lấy ngành cơ khí chế tạo làm cơ sở, lựa chọn mấy ngành ô nhiễm môi trường thấp, cố gắng dẫn vào ngành công nghệ cao và bảo vệ môi trường, tránh ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường cao. Nhất là khu vực nội thành càng phải nghiêm khắc không cho mấy ngành ô nhiễm tiến vào. Quan điểm của hai người không đồng nhất nhưng Hứa Kiều cũng phải thừa nhận quan điểm của Triệu Quốc Đống có thể thực hiện. Nhưng đó là quy hoạch xa hơn. Dù sao với tình hình hiện nay thì để thực hiện một tỉnh hai trung tâm kinh tế, hành chính, hai nơi hỗ trợ về kinh tế, thực hiện chế độ làm việc ở An Đô, sống ở Hoài Khánh là quá xa xôi. Chẳng qua Hoài Khánh cũng nói rõ với Hứa Kiều đừng tưởng rằng quá trình này phải vài chục năm mới tới, có lẽ 3-4 năm tới là mọi người sẽ thấy nó rõ ràng. Hai người nói chuyện đến khi Quế Toàn Hữu nhắc thì mới đứng lên. Hà Chiếu Thành lạnh lùng nhìn hai người nói chuyện vui vẻ. Y rất khó chịu vì hai người tới 10. Có lẽ Triệu Quốc Đống dùng cách này phát tiết sự khó chịu trong lòng sao? Hay là cảm thấy được Hứa Kiều ủng hộ nhiều hơn? Nghĩ vậy Hà Chiếu Thành cười lạnh trong lòng, con khỉ đòi thoát khỏi bàn tay Phật tổ sao? Triệu Quốc Đống mày dù làm gì cũng là phó thị trưởng, đừng nghĩ hai chữ thường tực có thể làm chủ tất cả. Ở đất Hoài Khánh này còn chưa đến lượt mày chỉ trỏ. Hà Chiếu Thành khó chịu với Triệu Quốc Đống từ lâu, chẳng qua trước đó Trần Anh Lộc toàn lực ủng hộ Triệu Quốc Đống nên mới khiến y cố nhịn. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống càng lúc càng quá đáng, tay thỏ càng lúc càng dài. Thu hút đầu tư thì thôi vì đó là thế mạnh của hắn, nhưng không ngờ hạng mục quốc tế Hoa Tâm lại không thành công. Khu khai phát vì hạng mục này mà đầu tư không ít, thậm chí còn quy hoạch cả khu đất dành cho quốc tế Hoa Tâm, còn thu hồi trước 1.500 mẫu đất, tiền bồi thường và giải tỏa không nhỏ. Bây giờ quốc tế Hoa Tâm không tới, đất đã lấy, lại còn dính tới tiền bồi thường cho dân. Điều này làm nhiều người của ủy ban rất khó chịu, bên khu khai phát cũng than oán. Mà bên thị ủy cũng có cái nhìn,
thị ủy bắt đầu châm chọc ủy ban tổn thất nhiều tiền để thu hút đầu tư nhưng lại để người khác hưởng. Như Đàm Lập Phong cùng Lữ Thu Thần cùng với Lưu Liên Sương trong vài trường hợp đều bình luận hạng mục quốc tế Hoa Tâm là trò cười. Ngay cả Trần Anh Lộc cũng không tiện bao che cho Triệu Quốc Đống ở vấn đề này. Dù sao trước đó Triệu Quốc Đống đã chủ trương cố gắng hoàn thiện điều kiện mềm từ trước, xúc tiến đầu tư. Vì thế thị xã mới hành động trước nhưng kết quả thì sao? Trần Anh Lộc mặc dù ở vài trường hợp đã nói hạng mục quốc tế Hoa Tâm thất bại không ảnh hưởng tới quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp Hoài Khánh, nhưng Hà Chiếu Thành tin Trần Anh Lộc cũng nghĩ tới việc liệt ngành sản xuất điện tử thông tin làm sản nghiệp trụ cột của Hoài Khánh là xa vời. Không có Trần Anh Lộc ủng hộ thì đừng nhìn Triệu Quốc Đống là phó thị trưởng thường trực, Hà Chiếu Thành tự tin có thể đẩy hắn sang bên bờ. Triệu Quốc Đống có vẻ không ý thức được điều này. Hắn và Hứa Kiều đi tới bàn của chính quyền mà rất vui vẻ, không hề thấy có gì ảnh hưởng từ hội nghị cả. Điều này làm Đặng Nhược Hiền cũng thầm phục sức nhẫn nại của Triệu Quốc Đống. Ăn uống no say mọi người về chỗ cũ, Đặng Nhược Hiền cố ý lưu lại đợi Triệu Quốc Đống đi ra rồi kéo hắn lên xe mình. Sao thế lão Đặng? Triệu Quốc Đống vừa nãy uống hơi nhiều. Ngoài việc uống cùng thành viên trong bộ máy, hắn còn đi mời ngành mình phụ trách một vòng, cuối cùng cũng sang bàn của Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã mời. Triệu Quốc Đống mặc dù khá phóng túng nhưng chưa bao giờ mất lễ phép với hai cơ quan này. Những khoản chi tiêu của hai đơn vị này đều được Triệu Quốc Đống duyệt sớm, cho nên các lão đồng chí mặc dù mới đầu có ý kiến vì hắn còn trẻ, nhưng theo thời gian Triệu Quốc Đống lại được các lão đồng chí đánh giá cao nhất. Quốc Đống, tôi thấy thị trưởng Hà có cái nhìn với cậu. Đặng Nhược Hiền dựa lưng vào xe rồi nói. Lão Đặng, thị trưởng Hà có ý kiến với tôi không phải chuyện mới có. Ngoài công tác thu hồi nợ tôi khiến y hài lòng ra, mấy việc khác có việc nào làm y thoải mái. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Hạng mục công viên Nghĩa Trang, y thấy bàn tay tôi quá dài, nhúng tay vào mảng công việc không phải của mình. Nhưng Thương Long Dục nằm trong khu khai phát. Mặc dù công viên Nghĩa Trang thuộc bên dân chính nhưng cũng là do tôi và Hứa Kiều phối hợp, đây là việc tốt đối với thị xã. Nhưng y luôn thấy nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công tác văn hóa của thị xã. Đến bây giờ tôi thấy nó có gì ảnh hưởng không tốt đâu. Chẳng lẽ nói người Hong Kong mê tín là lỗi của tôi? Đến bây giờ tôi cũng không đồng ý công viên Nghĩa Trang này quảng cáo ở Hoài Khánh, nhưng người ta còn quảng cáo ở Thượng Hải, Hong Kong, Macau, Bắc Kinh, thậm chí quảng cáo ở cả An Đô. Tôi thấy có ai nói gì đâu. Chẳng lẽ thị ủy, ủy ban thành phố An Đô thiếu sự nhạy bén chính trị hơn chúng ta? Đặng Nhược Hiền im lặng không nói. Về cải cách nhà máy cơ giới tôi không nhằm vào ai. Nhưng tôi ngồi ở vị trí phó thị trưởng Hoài Khánh, cầm tiền nộp thuế của người dân thì phải có trách nhiệm. Tôi không thể trơ mắt nhìn tài sản quốc gia biến mất. Về hạng mục quốc tế Hoa Tâm thì mơ tưởng xa vời, không thực tế cũng tốt, dù là lấy thành bại luận anh hùng thì tôi nghĩ chưa đến lúc phán xét mà. Chẳng lẽ không có quốc tế Hoa Tâm thì chúng ta không thể làm gì được sao? Nực cười. Câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống làm hắn khôi phục khí thế đứng trên tất cả. Quyển 11, chương 27. Có khỏe không? Triệu Quốc Đống cầm lấy vali cho Lưu Nhược Đồng. Mặc dù chỉ đến 2 hôm nhưng Lưu Nhược Đồng cũng đã chuẩn bị rất cẩn thận. Vâng, thời tiết phía Bắc không quá tốt, nhưng phía Nam lại tốt hơn. Lưu Nhược Đồng nói. Thời tiết An Nguyên ấm áp hơn Bắc Kinh nhiều. An Nguyên có nhiều sông hồ, An Đô cũng là nơi có mấy con sông giao nhau. Hệ thống thực vật nhiều, bầu trời thường trong sáng. Bắc Kinh là nơi đầy khói bụi sao có thể so sánh. Điều này khó tránh khỏi Lưu Nhược Đồng thường nói Bắc Kinh không phải nơi người ở, da rẻ tốt đến đâu nếu ở Bắc Kinh vài năm là sẽ biến chất. Lưu Nhược Đồng không mấy khi tới An Đô. Ngoài 2 lần sau khi kết hôn đến An Đô với thời gian ngắn ra, cô không có quá nhiều tình cảm và hiểu về thành phố An Đô này. Đương nhiên tài liệu trên mạng cũng cung cấp không ít thứ cho cô. Em ở An Đô vài hôm thì sẽ thấy sức hấp dẫn ở đây. Triệu Quốc Đống cười cười cầm hành lý đi sang bãi đỗ xe. Chiếc xe Land Rover màu đen từ từ chạy tới trước mặt Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng. Triệu Quốc Đống mở cửa xe, nhét túi du lịch vào rồi lên ghế trước. Chị! Đức Sơn có giọng khàn khàn gọi người mang theo sự ẩn ý làm mặt Lưu Nhược Đồng nóng lên. Mình và Triệu Quốc Đống ở trước mặt người ngoài thì giống vợ chồng son, nhưng thực ra chỉ có 2 người là biết. Cô khẽ liếc nhìn Triệu Quốc Đống thì thấy hắn rất bình thường, không có gì khác lạ cả. Đức Sơn, làm phiền chú đến đón, chị cũng không mang gì về tặng chú. Hay là hôm nào chú lên Bắc Kinh thì chị mời chú ăn dê nướng. Lưu Nhược Đồng rất nhanh điều chỉnh tâm trạng của mình.
Đây là năng lực tối thiểu của nhân viên ngoại giao, nhưng đây là lần đầu cô dùng vào việc cá nhân. Chị nói gì thế, chúng ta là người nhà thì đâu cần khách khí như vậy. Đương nhiên chị mời thì em không khách khí. Em không thích ăn dê nướng, chị dâu mời khách thì đến toàn tự Đức đi, cả nhà đều thích ăn vịt nướng. Đức Sơn khởi động xe, chiếc xe phát ra tiếng gầm rú rồi lao vào dòng xe. Triệu Phu Vọng và Hứa Tú Cần cuối cùng đã chuyển lên một căn biệt thự trên Ando. Đây là nơi ở vành đai 2 của thành phố có diện tích nửa mẫu, sau nhà có một vườn hoa và bãi cỏ. Nhà máy dệt Ando đã xuống dốc, mặc dù Triệu Quốc Đống cũng vài lần suy nghĩ xem mình có thể khiến nhà máy dệt hồi sinh không nhưng cuối cùng nó đã bị gió bão cuốn đi. Thời đại thuộc về nhà máy dệt đã không bao giờ trở lại, mà hầu hết nhân viên nhà máy cũng đã chấp nhận thực tế, cầm mấy ngàn ra ngoài tìm đường đi. Mấy anh em vốn định thuê người giúp việc nhưng hai ông bà nhất định không đồng ý. Hơn nữa xung quanh tiểu khu đầy đủ các thứ, chợ, siêu thị, ngân hàng đều có. Hơn nữa bố mẹ Triệu Quốc Đống tuổi chưa cao, vẫn còn khỏe nên tự lo cho mình là không vấn đề gì. Căn biệt thự này dù từ diện tích, cấp độ thì nhà tập thể trước đây không thể so sánh. Đương nhiên mấy anh em cũng cảm nhận được nơi này thiếu đi tình cảm ấm áp năm nào. Có lẽ đây chỉ là cảm nhận trong lòng. Có lẽ hoàn cảnh thay đổi khiến người ta phải thay đổi mình. Lưu Nhược Đồng đến làm hai người Triệu Phu Vọng rất vui vẻ, điều này có nghĩa Đức Sơn, Trường Xuyên sẽ phải tính tới đi theo ông anh. Hai anh em Hứa Vĩ, Hứa Cường hiếm khi cùng xuất hiện. Hứa Vĩ bây giờ cũng không mấy khi trở về. Ngành than năm nay hoạt động không tốt, giá duy trì ở mức thấp, bán chậm, hơn nữa thu tiền hàng rất khó khăn. Hứa Vĩ đã nhảy từ mảng sản xuất sang kinh doanh, chạy khắp nơi như kẻ ăn mày. Hứa Cường cuối cùng cũng xử lý xong việc bên Giang Khẩu. Bãi cát ở Giang Miếu quá nhỏ, kiếm chút tiền cũng vất vả nhưng lại có thể rèn luyện con người. Thấy ông anh trai chỉ mấy năm đã thay đổi hẳn, làm sao còn thấy vẻ quê mùa nữa. Chỉ bằng điểm này Hứa Cường đã quyết định đi theo ông anh làm ăn. Con gái của Triệu Linh San đã được 7 tháng, hai vợ chồng coi như bảo bối. Nửa năm qua Triệu Linh San không theo Lưu Thành ra ngoài. Trụ sở công ty đã chuyển sang Côn Minh. Cũng may Côn Minh cách Ando không xa, bay gần tiếng là tới. Nằm trên giường ấm áp, Triệu Quốc Đống lần đầu tiên cảm nhận thảm điện, thứ này bây giờ ở phương Bắc không dùng nữa. Điều hòa vẫn luôn được duy trì trên 20 độ nên không cần dùng đệm điện. Quốc Đống, em nghe nói thời gian này anh không được thoải mái. Mặc dù nằm cùng giường nhưng hai người lại rất thoải mái. Lưu Nhược Đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Sao em biết, Lưu Kiều nói với em. Vâng. Hạng mục quốc tế Hoa Tâm nghe nói đầu tư rất lớn. Nếu Hoài Khánh mà tranh thủ được hạng mục này thì có lẽ sẽ tạo thêm được điểm trong chính trị của anh phải không? Lưu Nhược Đồng nói thẳng như vậy làm Triệu Quốc Đống không nhịn được lắc đầu. Nhược Đồng, đừng nói khó nghe như vậy. Hạng mục quốc tế Hoa Tâm là do anh thực hiện và thất bại, đương nhiên trong thị xã có người ý kiến, điều này anh có thể hiểu mà. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh, hắn có chút đắc ý nói. Về phần điểm chính trị thì anh thật ra không quá để ý, thành thì tốt, không được anh cũng không chán nản. Điều kiện của khu khai phát Hoài Khánh là rất rõ ràng, anh không tin không ai nhìn ra. Anh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Lưu Nhược Đồng lúc này đã bắt đầu quan tâm công việc của hắn. Cô vốn không có hứng thú gì nhưng không biết có phải thành vợ chồng trên pháp luật hay không mà cô lại nhạy cảm, rất tò mò với mọi việc của Triệu Quốc Đống. Em nghe Tứ Tỷ nói ngoài Trương Giật Kinh ra thì có lẽ các công ty, tập đoàn trong lĩnh vực hệ thống mạch điện khác của Đài Loan cũng có ý định đầu tư vào Trung Quốc, chỉ là bây giờ chính sách bên họ hơi cứng nhắc, nếu muốn trực tiếp đầu tư vào đại lục thì sợ phải đi vòng. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Lưu Nhược Đồng, đây là người phụ nữ thứ hai nói với hắn về sự phát triển của lĩnh vực hệ thống mạch điện. Người đầu là Cù Vận Bạch thì còn có thể giải thích. Nhưng Lưu Nhược Đồng thì theo Triệu Quốc Đống thấy cô ít hỏi về công việc của hắn. Ừ. Anh đã nhờ Lưu Kiều tìm nhà đầu tư thích hợp ở việc này, lĩnh vực này Đài Loan chiếm vị trí rất quan trọng trên thế giới, mà đại lục về sau sẽ là thị trường lớn nhất trong tiêu thụ phần cứng, hệ thống mạch điện. Có thể nói hai bên có không gian lớn để hợp tác. Vốn là một nhà, vì sao lại do nguyên nhân chính trị chia ra như vậy? Triệu Quốc Đống nhìn lên trần nhà. Quốc tế Hoa Tâm tiến vào Trung Quốc đã tạo phản ứng dây chuyền, không ai bỏ qua thị trường Trung Quốc, nếu không sẽ bị đào thải. Dù là tập đoàn điện tử Đài Loan hay tập đoàn điện tử Hoa Liên, anh đoán bọn họ đều đang nghĩ lấy cách nào đó mà tiến vào Trung Quốc. Lưu Kiều có quan hệ rộng ở thương trường nên anh nghĩ có thể giúp một chút. Chẳng lẽ nói Thương Lãng không có quan hệ ở mảng này?
Thương Lãng không đầu tư vào mảng này, phạm vi nghiệp vụ cũng không liên quan. Anh cũng không muốn Thương Lãng có quan hệ gì đến công việc của anh. Như vậy sẽ tránh phiền phức. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Em nghe nói hạng mục này Hoài Khánh mặc dù không đạt được nhưng lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đánh giá cao về anh. Lưu Nhược Đồng thấy Triệu Quốc Đống nhìn tới với vẻ nghi hoặc nên vội vàng nói. Trước đây không lâu Lưu Thác dẫn đoàn đến An Nguyên học tập kinh nghiệm nên biết một ít. Tứ tỷ nói với em về việc này. Hừ. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng và không nói gì. Quyển 11, chương 28. Ấn tượng thì sao chứ? Chẳng qua mình chỉ là quân cờ trong tay bọn họ mà thôi. Nhưng nói lại ai chẳng là quân cơ. Quân cờ cũng có tư tưởng của mình. Triệu Quốc Đống nghĩ vậy liền khẽ thở dài một tiếng. Mọi người đều không dễ, lãnh đạo tỉnh đưa ra lựa chọn gì đều phải đạt lợi ích lớn nhất. Lợi ích toàn tỉnh, lợi ích cá nhân, lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế, có đôi khi hai chữ lợi ích có hàm nghĩa rất rộng. Quốc Đống, anh cũng đừng nghĩ quá nhiều, không phải việc gì cũng có thể thuận lợi mà. Anh cố gắng, người khác cũng vậy. Tứ tỷ nói công ty đầu tư Trung Hoa bọn họ cũng từng khảo sát hạng mục của quốc tế Hoa Tâm. Chẳng qua do nhà nước đầu tư góp vốn vào nên bọn họ không tham gia. Triệu Quốc Đống im lặng không nói, hắn lặng lặng nghe Lưu Nhược Đồng nói. Cảm giác này rất lạ, Lưu Nhược Đồng đã thay đổi rất nhiều, cũng quan tâm nhiều về công việc của hắn. Điều này khác hẳn trước đây, chẳng lẽ cảm thấy hôn nhân như vậy mới là đúng nghĩa? Tứ tỷ cho rằng An Nguyên thu hút công ty đầu tiên trong lĩnh vực hệ thống mạch điện có quy mô lớn như vậy là việc tốt. Nhưng trong thời gian ngắn sẽ là áp lực lớn đối với công ty này. Chính quyền địa phương cũng phải chuẩn bị sẵn về tư tưởng. Đó là công ty có thể duy trì lợi nhuận trong thời gian dài hay không thì cần phải có các công ty liên quan tiến vào. Như vậy chính quyền địa phương phải đưa ra các chính sách rất ưu đãi. Nói cách khác cũng cần đầu tư thêm nhiều, chính quyền địa phương không nên hy vọng quá cao. Triệu Quốc Đống cũng biết điểm này. Lĩnh vực hệ thống mạch điện đầu tư cao nhưng lại cạnh tranh quyết liệt. Nhất là mấy nước lớn không ngừng có động tác, thị trường Trung Quốc đang phát triển với tốc độ cao tuy sẽ có tương lai vô hạn nhưng cần phải có sự cân bằng giữa quy mô, lợi nhuận và kỹ thuật, điều này là không dễ dàng. Thành phố An Đô là tỉnh thành của An Nguyên, lại là thành phố lớn nhất về kinh tế của khu vực Trung Tây, ánh mắt này thì anh tin rằng phải có. Đất, tài chính đều không phải vấn đề. Quan trọng nhất chính là nằm ở bộ máy vận hành của công ty. Vừa phải đảm bảo trình độ kỹ thuật không ngừng tăng lên, tránh cái bẫy hàng rào độc quyền, lại muốn tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời cân nhắc mở rộng chiến lược ở thị trường Trung Quốc. Triệu Quốc Đống nói thêm. Em nói đúng, Ando có hạng mục này là việc tốt, ít nhất nó có thể khiến các công ty lớn tiến vào Trung Quốc, đây là quá trình phá băng. Hoài Khánh cũng có thể tiến theo trong ngành này. Em chỉ sợ anh không nghĩ thông suốt. Em nghe Tứ tỷ nói anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào hạng mục này, không ngờ trên tỉnh lại có ý khác. Lưu Nhược Đồng xoay người nhìn sang, mắt hơi sáng lên. Khuôn mặt cô rất đẹp làm Triệu Quốc Đống thất thần. Thấy Triệu Quốc Đống như vậy, mặt Lưu Nhược Đồng hơi nóng lên, hơi động đậy, lúc này Triệu Quốc Đống mới giật mình tỉnh lại. Không đến mức như vậy đâu, anh chỉ là không cam tâm mà thôi. Đau thương biến thành sức mạnh. Anh không tin Hoài Khánh đặt mục tiêu phát triển ngành sản xuất điện tử thông tin mà không đưa được hạng mục nào vào. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Sau Tết anh sẽ nhờ Lưu Kiều tìm hiểu giúp anh về hai tập đoàn lớn còn lại của Đài Loan. Bọn họ chẳng lẽ trơ mắt nhìn quốc tế Hoa Tâm thâu tóm thị trường Trung Quốc sao? Anh không tin. Thời gian rất nhanh trôi qua trong câu chuyện của hai người. Hai người phát hiện nằm trên giường nói chuyện cũng rất vui, giống như đôi bạn nhiều năm không gặp. Ngay cả Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đều không biết mình ngủ dậy từ lúc nào. Chỉ biết khi nghe thấy tiếng sang sảng của Đức Sơn ngoài phòng khách thì bọn họ mới tỉnh lại. Anh, chú ý sức khỏe không mệt đó. Đức Sơn cười hì hì nói. Cút, mày chán sống à? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn. Anh, có chị ở đây, anh như vậy không sợ mất hình tượng sao? Đức Sơn cười ha hả nói. Triệu Quốc Đống không thèm để ý tới đối phương. Hắn đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Lại một năm nữa đã trôi qua, hàng năm chỉ có lúc này cả nhà mới có thể ngồi lại với nhau. Đúng, Vân Hải đâu? Nó còn nợ anh quà đó, anh muốn hỏi nó xem sẽ mang niềm vui gì tới cho anh. Đức Sơn, hải đảo ở Caribe của chú thế nào rồi? Có chuẩn bị cho anh không đó? Vân Hải đã sớm ra ngoài rồi. Hứa Vĩ Hứa Cường cũng đi theo, nói là không mấy khi về Ando nên muốn đi chơi. Bọn họ lấy xe của em rồi. Đức Sơn gác chân ngồi trong phòng, hai tay đưa lên đầu giống như người chủ nhà vậy. Ông bố ra ngoài,
mẹ xuống bếp, Lưu Thành cùng Triệu Linh San có nhà ở An Đô, lát mới tới. Trường Xuyên đâu? Triệu Quốc Đống nói. Nó ở trong nhà viết gì đó. Em thấy tốc độ gõ máy của nó gần bằng tốc độ viết tay rồi. Xem ra em cũng phải học cái này nếu không lạc hậu mất. Đức Sơn thở dài nói. Sống tới già, học tới già, vì sao con người lại phải sống vất vả như vậy? Hừ, sống và hưởng thụ chú chẳng lẽ còn chưa thử sao? Triệu Quốc Đống có chút tức giận trừng mắt nhìn Đức Sơn, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn cảnh nơi này khá tốt, không gian từng căn biệt thự đều lớn, vườn hoa phía sau mỗi nhà có phong cách khác nhau. Anh, chẳng lẽ chúng ta khổ sở gây dựng sự nghiệp không phải vì sinh tồn? Bây giờ chúng ta chạy quanh vì sự phát triển của tập đoàn không phải vì sinh tồn. Còn hưởng thụ, ôi, em còn chưa hưởng thụ được gì này. Đức Sơn giơ tay lên ra vẻ chán nản. Được rồi, đừng có giả vờ với anh. Chuyện phong lưu của chú trong làng giải trí sớm truyền vào tai anh rồi. Người khác nhắc tới chú, anh đều xấu hổ khi nói chú là em anh. Triệu Quốc Đống châm chọc. Đức Sơn không khỏi đỏ mặt ní. Anh, là ai dám nói như vậy với anh? Em có làm gì sai chứ? Chẳng qua chỉ là có mấy người bạn mà thôi, vậy mà cũng có người ghen tị là sao? Được rồi Đức Sơn, mấy người bạn mà thôi, nói thì nhẹ nhàng. Tôn Lôi không phải sớm bị chú ném ra sau đầu sao? Anh nhớ chú đã thề với anh là sẽ yêu thương cô ta cả đời mà. Triệu Quốc Đống phát hiện cãi vã với Đức Sơn cũng là việc làm người ta vui vẻ. Nói thật Đức Sơn thích hợp làm bạn, nhưng điều kiện là đừng nhắc chuyện tình yêu với y. Mỗi một cô gái khi chia tay với Đức Sơn nghe nói đều được quà lớn. Ví dụ như Trường Xuyên nói cổ tức hàng năm của Đức Sơn có phân nửa bỏ ra vào ăn chơi. Con người sống kiếm tiền để ăn, ở, chơi, làm việc vất vả cả đời rồi cuối cùng sẽ chết. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ tới câu này xem ra rất phù hợp với Đức Sơn. Hơn nữa Đức Sơn mặc dù nhìn như nghênh ngang nhưng lại rất tinh tế, về phần phụ nữ có thể lấy được gì từ y thì đó là y tình nguyện, không thể nói là lừa hay không. Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy, Đức Sơn á khẩu, mặt lúc đỏ lúc trắng, khí thế nghênh ngang cũng mất, một lần nữa quay lại vẻ co quắp khi gặp ông anh. Triệu Quốc Đống thấy thế liền cười thầm trong lòng. Được rồi, anh cũng không muốn quản mấy việc thối nát này của chú. Ngày nào đó bố mẹ muốn chú mang con dâu về, cả cháu nữa thì anh xem chú làm như thế nào. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn rồi nói. Anh, có anh nối dõi tông đường là được mà, nếu không còn có Trường Xuyên và Vân Hải. Sao lại rơi vào em? Đức Sơn hừ một tiếng nói. Em đã quyết định cả đời này không kết hôn, sao phải mua dây buộc mình chứ? Tôi nói với chú rồi đó, đến lúc đó sợ không phải do chú. Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ tới gì đó. Đừng có đánh lạc hướng, hòn đảo ở biển Caribe của anh đâu. Anh thật sự để ý đến việc này ư? Đức Sơn giảo hoạt nói. Còn sợ em chạy nợ sao? Em đã gặp công ty chuyên phụ trách việc này ở châu Âu. Chẳng qua mua đảo không phải việc đơn giản. Em cũng hỏi giá, nó không quá đắt như mình nghĩ, chỉ tầm 200.000 đô la Mỹ là mua được, đương nhiên hơn chục triệu cũng có. Mấy em ta còn có bố mẹ sang đó nghỉ dưỡng. Biển Caribe cũng được, Nam Thái Bình Dương cũng được, nếu không phía đông Canada cũng được. Công ty kia giới thiệu không ít nhưng em chưa có thời gian sang xem. Ồ, chú nghĩ là thật sao? Triệu Quốc Đống vốn chỉ là trêu Đức Sơn một chút. Anh, em không phải đã nói đó là nơi tốt nhất tránh né phóng viên sao? Kiếm được tiền không để tiêu thì làm gì? Làm từ thiện em có làm, hưởng thụ trong phạm vi quy định pháp luật thì em cũng sẽ hưởng thụ. Đây là nhân sinh quan của em. Quyển 11, chương 29. Lưu Nhược Đồng rửa mặt xong ra nghe hai anh em cãi cọ, nghe thấy kế hoạch mua đảo của Đức Sơn. Lưu Nhược Đồng có chút tò mò. Cô không ngờ Đức Sơn lại có tâm tư như vậy. Còn mua cả cho mấy anh em. Nghe anh em bọn họ nói gì mà cả nhà đến Caribe hoặc vùng biển phía đông Canada, Lưu Nhược Đồng phát hiện trái tim mình được đóng băng rất sâu đã dần có một dòng nước ấm chảy trong đó. Bữa ăn ngày 30 chỉ thêm vài món ăn, thời này mua gì cũng dễ. Triệu Linh San cũng mang theo con gái bảo bối đến, tất nhiên liền được mấy ông cậu vui đùa. Đức Sơn mặc dù không quá thích ông anh rể Lưu Thành nhưng lại rất yêu cháu gái. Làm cho đứa bé đái lên người mà vẫn cười ha hả. Bữa ăn này thường nói chuyện đến tận chiều. Mọi người trong nhà nói chuyện đủ thứ, sau đó chuyển sang việc kinh doanh. Đây cũng là tổng kết hoạt động một năm qua của Thương Lãng. Triệu Quốc Đống mặc dù không chiếm cổ phần trong Thương Lãng nhưng Trường Xuyên và Đức Sơn vẫn báo cáo tình hình với hắn.
nghe xem bình luận và chỉ điểm của ông anh về hoạt động năm tới của tập đoàn cùng với kinh tế quốc tế. Đây đã là thói quen của bọn họ. Phòng Tử Toàn cũng theo thông lệ đến báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năng lượng quốc toàn với cổ đông lớn nhất. Mặc dù trước đó Hứa Vĩ cũng đã nói qua về tình hình công ty nhưng đây không phải báo cáo chính thức. Làm cổ đông lớn nhất đương nhiên có quyền biết rõ tình hình của công ty. Đương nhiên Phòng Tử Toàn muốn tới chính là để nói chuyện với Triệu Quốc Đống là chính. Lưu Nhược Đồng rất thích không khí thoải mái này của Triệu gia. Nhất là tình cảm thắm thiết của mấy anh em là điều Lưu Nhược Đồng khó có thể cảm nhận. Trong Lưu gia, mặc dù mấy anh chị em cũng qua lại nhưng mọi người đều vô thức bọc mình vào trong một lớp vỏ, đều cảnh giác với mọi người xung quanh, hoàn toàn không được như anh em Triệu gia thoải mái nói chuyện với nhau. Mặc dù là Lưu Kiều thì Lưu Nhược Đồng vẫn thấy không thể tùy tiện, thoải mái như thế này. Cô phát hiện mình bắt đầu muốn hòa nhập với gia đình này. Anh em nói chuyện cũng không ngại Lưu Nhược Đồng, Đức Sơn thậm chí còn mời chị dâu ngồi lại nghe chuyện. Lưu Nhược Đồng có chút do dự nhưng thấy Triệu Quốc Đống nở nụ cười liền không khách khí ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Nói thật cô đúng là tò mò chồng mình làm như thế nào tham gia quản lý tập đoàn.